Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Sát thủ tái sinh, tiểu thư bị ruồng bỏ nổi dậy. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Lâu Vô Xương đầy ghen ghét khi nhìn Vân Tuyết đang dần chết đi nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh xinh đẹp. Bà ta đe dọa Ngân Triệu về hậu quả khi đối đầu với nhà họ Lâu, nhưng Ngân Triệu dùng sức mạnh linh lực để cảnh cáo cả bà và Vân Tuyết. Tuy vậy, Lâu Vô Xương không sợ hãi, bà lấy ra tấm bùa từ kim cấp 6. Đe dọa sẽ truyền tin nhà Thanh Đằng chiếm Mộc Chi Bản Nguyên để thu hút sự dòm ngó của toàn thiên dực. Ngân Triệu, tuy muốn độc chiếm Mộc Chi Bản Nguyên, phải cân nhắc việc bị lộ tin tức. Đúng lúc căng thẳng, Mạc Hạ Vân dùng trận pháp dịch chuyển không gian để trốn thoát, khiến Lâu Vô Xương hét lên trách Ngân Triệu. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện sẽ như thế nào? Liệu Vân Tuyết có trốn thoát khỏi sự truy sát của Lâu Vô Xương và Ngân Triệu không? Bọn chúng liệu có phải chịu sự trừng phạt vì những gì đã gây ra không? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện để biết thêm chi tiết nhé. Tập 42. Ngân Triệu chỉ nhìn thoáng qua rồi nở một nụ cười lạnh lẽo. Ngươi cho rằng còn có kẻ nào có thể khởi động trận pháp dịch chuyển không gian trong chính kết giới mà bọn ta xây dựng được hay sao? Đó chẳng qua là trận pháp khống chế của vực Phong Long mà thôi. Lâu Vô Xương bỗng nhận ra, Mạc Hạ Vân đang muốn trốn vào trong bí cảnh vực Phong Long. Ánh mắt Ngân Triệu lóe lên ánh sáng u ám lạnh lẽo. Mạc Hạ Vân, ngươi tưởng trận pháp còn con của một võ giả phân thần kỳ để lại này có thể ngăn cản được ta hay sao? Ngươi ngây thơ quá rồi đấy. Nếu ngươi đã không biết tốt xấu như thế thì đừng trách ta không khách sáo. Dứt lời, y đánh ra một luồng linh lực cực mạnh, một tiếng ầm lớn vang lên, cả nửa ngọn núi bị đánh sập tan tành. Một cánh cửa ra vào cực lớn hiện ra rõ nét, bên kia cánh cửa là thế giới nóng hầm hập như có ngọn lửa thiêu đốt, phần thiên cảnh. Trong phòng điều khiển vực Phong Long, Vân Tuyết nhìn những kẻ vừa đi vào phần thiên cảnh qua một lăng kính. Cô trầm giọng dặn dò, Tiểu Long, bây giờ ta vào phần thiên cảnh, dụ bọn chúng đến khu vực trung tâm. Đợi khi nào bọn chúng vào hết trong phần thiên cảnh thì ngươi khởi động kết giới giam cầm, sau đó làm nổ cả phần thiên cảnh ngay nhé. Ngươi có làm được không? Hiện giờ Tiểu Kim Long đã biến thành hình dạng một con rồng. Nó gật đầu đảm bảo, lão đại yên tâm, dù phần thiên cảnh nổ tung cũng không thể làm Ngân Triệu bị thương, nhưng ít nhất có thể khiến mấy kẻ nguyên anh kỳ kia đi đời nhà ma. Chỉ tiếc vực Phong Long chủ nhân cũ để lại. Vân Tuyết xoa đầu Tiểu Kim Long, thoát một cái bóng dáng cô đã xuất hiện trước mắt Ngân Triệu và Lâu Vô Xương. Lâu Vô Xương vừa nhìn thấy Vân Tuyết đã bật cười the thé, Mạc Hạ Vân, cuối cùng ngươi cũng chịu chui ra rồi à? Ngươi mà không ra, bọn ta không ngại san bí cảnh này thành đất bằng đâu đấy. Tốt nhất ngươi nên biết điều một chút, ngoan ngoãn giơ tay chịu trói đi. Nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không được mà chết cũng không xong. Khiến ta sống không được mà chết cũng không xong ư? Dùng loài sâu độc khiến người ta kinh tởm của ngươi đấy à? Vân Tuyết nhướng mày, khinh thường nhìn Lâu Vô Xương, mụ yêu tinh, ngươi già chát rồi mà còn dùng sâu độc giữ gìn nhan sắc, rồi còn ngấp nghé mấy gã trai trẻ nữa chứ? Ngươi dâm đãng vô liêm sỉ như thế mà không thấy xấu hổ à? Đến một ngày nào đó, sâu độc hút sạch tinh nguyên của ngươi, ngươi nghĩ ngươi sẽ biến thành một cái xác khô hay là một bà lão mặt đầy nếp nhăn đây? Sau khi đến thế giới này, Vân Tuyết đã chịu không ít cay đắng vì đám sâu độc kia, cho nên thời gian vừa qua cô vẫn luôn nghiên cứu tìm hiểu về chúng. Lâu Vô Xương vừa vận linh lực, cô đã cảm nhận được sâu độc được nuôi trong cơ thể Lâu Vô Xương đang duy trì một sự trao đổi chất đặc biệt, giúp Lâu Vô Xương giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp kiểu như thế này, cuối cùng vẫn phải trả một cái giá rất đắt. Thế nên những lời này của Vân Tuyết chẳng khác nào chọc vào nỗi đau của Lâu Vô Xương. Tiện nhân, ngươi nói cái gì cơ? Quả nhiên, Lâu Vô Xương điên cuồng gào lên một tiếng chói tai. Bà ta gần như mất trí, lao thẳng về phía Vân Tuyết, ngươi dám gọi ta là mụ yêu tinh ư? Ta phải băm vằm ngươi thành nghìn mảnh. Bước chân Vân Tuyết thoăn thoắt giống như ảo ảnh, cơ thể cô thoát hiện ra chân thực rồi thoát cái lại biến vào hư vô. Rõ ràng tu vi của Lâu Vô Xương cao hơn cô rất nhiều, nhưng trong chốc lát, bà ta cũng không làm gì được cô. Vân Tuyết càng lùi về phía sau, Lâu Vô Xương lại càng tiến vào tấn công cô. Do đó, cả đám người nhà họ Lâu và Ngân Triệu, Kỳ Sơn cũng nhanh chóng bay vào theo. Thế nhưng khoảng cách này vẫn chưa đủ, Vân Tuyết muốn vào sâu bên trong thêm chút nữa. Lâu Vô Xương đã hoàn toàn mất kiên nhẫn, trong tay bà ta xuất hiện một tấm ngọc bài màu đỏ thẫm. Dưới sự thúc đẩy linh lực của Lâu Vô Xương, tấm ngọc bài kia đột nhiên biến hóa cực lớn, tỏa ra áp lực mạnh mẽ đến mức như che trời lấp đất, hướng thẳng về phía Vân Tuyết. Ngân Triệu nhíu mày, nghiến răng than thầm, à đàn bà này dám sử dụng bảo vật kỳ lạ để giết chết Mạc Hạ Vân. Nếu làm mất Mộc Chi Bản Nguyên, bà ta có gánh nổi trách nhiệm này không? Tuy nói thì nói vậy, nhưng Ngân Triệu không tin ngọc bài này có thể giết chết Mạc Hạ Vân, song chắc chắn nó có thể làm Mạc Hạ Vân bị thương nặng, xương cốt gãy nát.
Ngân Triệu cảm thấy con nhãi này thực sự quá xảo quyệt, bẻ gãy cánh của nó trước cũng không tồi. Vân Tuyết cắn chặt môi dưới, cô biết mình không thể chặn được đòn tấn công của ngọc bài đỏ thẫm này. Nếu cô mặc Phượng Vũ Thiên Y thì hẳn là sẽ chống đỡ được, nhưng như vậy thì không thể dụ bọn Ngân Triệu đến trung tâm phần thiên cảnh, cũng không đạt được hiệu quả như mong muốn. Thế nhưng nếu cố tình ngăn chặn, chắc chắn cô sẽ bị thương nặng. Dầm! Không đợi Vân Tuyết ra quyết định, một bóng dáng tròn vo đã phóng lên đón lấy ngọc bài đỏ thẫm giữa không trung, phát ra tiếng nổ vang dội. Đồng tử Vân Tuyết đột nhiên co lại, cô trừng mắt nhìn tấm ngọc bài biến mất sau sự va chạm. Bóng dáng tròn vo lực lưỡng kia cũng nhanh chóng quắt queo như quả bóng bị xì hơi, sau đó rơi xuống trước mặt Vân Tuyết. Phụt! Tiểu Ngưu ngốc nghếch phun ra một ngụm máu, ngước con mắt bé như hạt đậu ngơ ngác nhìn Vân Tuyết. Miệng nó không ngừng trào máu, da thịt khắp người đã nát bấy. Tiểu Ngưu ngốc nghếch há miệng thở dốc, dường như nó muốn nói gì đó, song cuối cùng chỉ nở một nụ cười ngây ngô đặc trưng. Vân Tuyết rưng rưng nước mắt, cô cắn chặt môi dưới. Thế nhưng, cô không có thời gian dừng lại, thậm chí còn không có thời gian kiểm tra xem Tiểu Ngưu còn sống hay đã chết. Cô cứ thể đưa thẳng nó về trong không gian. Lâu Vô Xương thấy đòn tấn công của mình bị chặn lại thì càng thêm phẫn nộ. Cơ thể bà ta phát ra những tiếng răng rắc như thể một lớp băng đá vừa bị phá vỡ. Ngay cả ngọn lửa trong phần thiên cảnh cháy gần cơ thể lạnh như băng của Lâu Vô Xương cũng như bị đóng băng. Vân Tuyết bay nhanh về phía sau, bọn Lâu Vô Xương lại điên cuồng tấn công. Cuối cùng, chính là chỗ này, Tiểu Long. Vân Tuyết hét lên một tiếng chói tai, ngay sau đó cơ thể cô lập tức biến mất tại chỗ. Nơi này là vực phong long của cô có toàn quyền kiểm soát nó. Thanh Mộc Cảnh bị phá hủy rồi nên mới cần thiết phải mở trận pháp dịch chuyển không gian. Nhưng phần thiên cảnh thì không như vậy, cô cố ý mở phần thiên cảnh dụ dỗ bọn chúng tiến vào. Ở đây, cô có thể sử dụng dịch chuyển tức thời. Ngân Triệu biến sắc, hốt hoảng thốt lên, không ổn rồi. Thế nhưng y đã chậm một bước, tất cả lửa trong phần thiên cảnh đều đã cháy bùng lên, mặt đất sụt lún, núi đá nứt toác, thế giới này đang sụp đổ. Đám đệ tử Nguyên Anh kỳ của nhà họ Lâu muốn bay lên không, song lại không thể thoát khỏi dòng dung nham bao trùm, cuối cùng tất cả đều bị thiêu cháy thành cho tàn. Ở thế giới đang sụp đổ này, tu vi bọn chúng không đủ cao, thậm chí còn không thể sử dụng linh lực. Trong phòng điều khiển, Vân Tuyết nhìn hai mặt lăng kính đã vỡ vụn với vẻ mặt nặng trĩu. Cô không tin phần thiên cảnh nhỏ nhoi này có thể giết được Lâu Vô Xương và Ngân Triệu. Vân Tuyết đang định gọi Tiểu Kim Long tập hợp những người còn trong vực phong long lại thì đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh ập đến sau lưng, khiến cả cơ thể cô bất ngờ bổ nhào về phía trước. Trong căn phòng điều khiển trống trải, hai bóng người chậm rãi hiện ra, đó chính là Ngân Triệu và Kỳ Sơn. Tay Kỳ Sơn bóp chặt cổ Tiểu Kim Long, gã nở một nụ cười dữ dằn. Ngân Triệu tán thưởng nhìn Vân Tuyết, y tấm tắc, tính cảnh giác của ngươi cao hơn ta nghĩ đấy. Thế nhưng ngươi vẫn ngây thơ lắm, chẳng lẽ ngươi cho rằng một bí cảnh còn con sụp đổ mà giết được bọn ta hay sao? Nói đoạn, y liếc nhìn về phía tay Kỳ Sơn như khẽ nhắc nhở. Bàn tay Kỳ Sơn đang túm cổ Tiểu Kim Long lập tức siết chặt. Gã dùng sức quá mạnh nên lớp vảy trên cổ Tiểu Kim Long dần bong hết ra, dường như còn phát ra những tiếng lạo xạo. Dừng tay, Vân Tuyết quát lên, không phải các ngươi muốn ta đi cùng các ngươi hay sao? Thả nó ra, ta sẽ giơ tay chịu trói. Mộc Chi Bản Nguyên cũng sẽ là của các ngươi. Lão đại, không được. Tiểu Kim Long hét lên thất thanh, song cổ nó đã bị bóp nghẹn, chỉ có thể phát ra những tiếng khàn khàn khó nghe. Hai mắt nó đỏ au, lão đại đi theo bọn chúng sẽ gặp kết cục gì, Tiểu Kim Long biết rõ hơn ai hết. Mộc Chi Bản Nguyên bị cướp đi có nghĩa là linh căn ở đan điền bị phá hủy. Từ nay về sau, lão đại chẳng khác nào kẻ tàn phế, chuyện này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Sao nó có thể để Mạc Hạ Vân rơi vào tình cảnh ấy vì mình chứ? Ngân Triệu nở nụ cười hài lòng, tiểu thư Mạc Hạ Vân thẳng thắn như thế này sớm hơn thì có phải là đôi bên đều vui vẻ không? Nhưng để đảm bảo an toàn, ta phải phế bỏ kinh mạch toàn thân của ngươi trước đã. Nghe nói tiểu thư Mạc Hạ Vân am hiểu việc dùng thuốc dùng độc, nếu dùng những cách khác thì ta không yên tâm lắm. Vì dù sao ngươi cũng thông minh đến mức khiến ta sợ hãi. Vân Tuyết không mảy may do dự, cô bình tĩnh đứng im tại chỗ. Ngân Triệu chậm rãi bước về phía cô, mỗi động tác giơ tay nhấc chân của y thong dong nhàn nhã như đang dạo bước trong sân. Thế nhưng, ánh mắt y lại sáng quắc, bộc lộ hết thảy lòng tham trong lòng. Mộc Chi Bản Nguyên sẽ nhanh chóng thuộc về tộc Thanh Đằng bọn y thôi. Tiểu Kim Long bất ngờ trợn trừng hai mắt, miệng há thật rộng, gầm lên một tiếng chói tai. Tiếng rồng gầm này vang vọng về phía chân trời, làm chấn động cả căn phòng phong ấn kiếm phong long ở phía trên phòng điều khiển. Trong không trung loáng thoáng hiện lên những ký hiệu lúc mờ lúc tỏ. Nhân lúc Kỳ Sơn bị phân tâm,
Tiểu Kim Long quay đầu cắn một phát lên cổ tay gã, thậm chí hàm răng sắc nhọn của nó còn cắn đứt cả một miếng xương cổ tay Kỳ Sơn. Kỳ Sơn đau đớn vung tay lên làm Tiểu Kim Long dãy ra trốn thoát được. Nó bay lên cao, dừng trên căn phòng đã không còn kiếm phong long. Kỳ Sơn nghiến răng nghiến lợi chửi rủa, con xúc sinh này, ngươi cho rằng có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta như vậy sao? Đợi ta bắt được ngươi, ta sẽ lột sạch lớp vảy rồng trên người ngươi ra. Tiểu Kim Long lại chẳng thèm liếc nhìn Kỳ Sơn lấy một cái. Nó ngơ ngẩn nhìn Vân Tuyết, sau đó toét miệng nở một nụ cười cương quyết bướng bỉnh. Nhóc con, bản tôn là loài phi long vàng cao quý, sao có thể sa sút đến mức cần một cô gái tới cứu chứ? Vậy chẳng phải là hủy hoại thanh danh cả đời bản tôn rồi hay sao? Vân Tuyết trợn mắt, trong lòng bỗng chốc dâng lên dự cảm không lành. Ngay cả giọng nói của cô cũng run lên, Tiểu Long, mau lại đây. Không được, ngay cả cô cũng không biết nói không được làm gì. Chỉ là bỗng nhiên cô thấy rất sợ hãi, rất sợ hãi. Nụ cười trên mặt Tiểu Kim Long bỗng chốc trở nên dịu dàng, quyến luyến. Nó nhẹ nhàng thủ thỉ, lão đại, ta rất vui vẻ. Lúc tỉnh dậy sau khi sống lại, gặp được lão đại chính là may mắn lớn nhất của ta. Nếu có cơ hội, ta hy vọng kiếp sau vẫn có thể đi theo lão đại. Tiểu Long, ta ra lệnh cho ngươi về đây mau. Tiếng gào thét đau đớn nghẹn ngào vang vọng khắp phòng điều khiển. Thế nhưng, đáp lại Vân Tuyết là cảnh tầm mắt bỗng chốc hiện lên luồng sáng trắng toát, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Cô bị dịch chuyển không gian, dịch chuyển khỏi phạm vi vực phong long, dừng lại bên ngoài núi Hùng, trên đỉnh vách đá tuyết phủ trắng xóa. Ầm ầm, trong phút chốc, đất rung núi chuyển, trời đất đổi màu, luồng ánh sáng trắng chói mắt rọi thẳng về phía chân trời. Cổng vô không rộng lớn vốn tỏa ra ánh sáng rực rỡ giữa màn đêm tối đen lại đang ầm ầm sụp đổ. Núi Hùng trải dài vạn dặm sụp xuống hơn một nửa, giống như bị người ta cầm đao chém đôi, bay mất một đoạn lớn. Giờ phút này, toàn bộ thành Long Ngự và cả nước Ngân Sơn đều bị chấn động, không ai có thể ngủ yên. Bí cảnh vực phong long tồn tại hàng nghìn năm đã biến mất giữa trời đất mênh mông, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trong thành Long Ngự, Trác Thế Vũ cảm nhận được cơn địa chấn, chợt quay đầu nhìn về phía núi Hùng. Cơn đau từ trái tim dội lên lồng ngực, khiến hắn gần như không thở nổi. Đó là Tuyết Nhi đang khóc. Sự đau đớn và tuyệt vọng như rằng xé tim gan của Tuyết Nhi làm hắn cũng cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng như chính bản thân phải trải qua. Tuyết Nhi, vào lúc nàng cần mình nhất, sao hắn có thể không ở bên cạnh nàng được? Trác Thế Vũ còn không buồn liếc mắt nhìn Hắc Xà đã chết và Lâu Thiệu Khôi thương tích đầy mình một cái, hắn xoay người bay nhanh về phía núi Hùng. Lâu Thiệu Khôi há miệng thở dốc, nhìn bóng lưng Trác Thế Vũ rời đi. Ánh mắt lão ta đong đầy vẻ khiếp sợ cùng bao nhiêu cảm xúc khác không thể gọi tên. Nhớ tới cơn địa chấn đáng sợ vừa rồi, Lâu Thiệu Khôi không ngăn cản hành động của Trác Thế Vũ mà nhanh chóng đi theo hắn. Vân Tuyết ngơ ngẩn nhìn về hướng cổng vô không đang sụp đổ. Đột nhiên, cô điên cuồng chạy về phía vực phong long, hết vấp ngã rồi lại bò dậy. Ngón tay cô bấu chặt vào đất đá trên đường, đã chảy máu đầm đìa nhưng dường như cô không hề nhận ra. Cô không tin Tiểu Kim Long thật sự đã chết, không tin vực phong long đã biến mất, không tin tất cả những người đã cùng cô trải qua biết bao nhiêu chuyện ở Đại Lục Cát Thiên đều không còn nữa. Khế ước với Tiểu Kim Long trên tay trái dần mờ đi rồi mất hẳn, dù Vân Tuyết có kích thích thế nào thì nó cũng không thể xuất hiện một lần nữa. Tiểu Kim Long bướng bỉnh, Tiểu Kim Long luôn ồn ào gọi lão đại cùng cả trấn uy quân thề nguyền trung thành với cô đều mất rồi. Tất cả đều vì cô nên những người này, những linh sủng này mới phải trả giá bằng máu và nước mắt, thề sống chết cũng không chịu lùi bước, liều mạng bảo vệ cô, cuối cùng lại phải chịu kết cục như vậy. Cuối cùng, cô không kìm nén nổi nữa, hai hàng nước mắt nóng bỏng lăn dài từ khóe mắt, cô suýt chút nữa đã có được hạnh phúc, vậy mà bây giờ cả cuộc sống lại ầm ầm sụp đổ. Dầm, một tiếng va chạm dữ dội vang lên ngay trước mặt Vân Tuyết, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Ha ha ha, một võ giả kim đan kỳ còn con mà muốn trốn thoát khỏi lòng bàn tay ta sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền, giọng nói kiêu ngạo quen thuộc vọng lên từ dưới chân núi. Ngay sau đó, một người đàn ông dừng lại trên đỉnh vách đá. Lúc nhìn thấy Mạc Hạ Vân, đồng tử lão ta lập tức co lại, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Mạc Hạ Vân, quả nhiên ngươi ở đây. Gã đàn ông há miệng cười sằng sặc, vẻ mặt đắc ý thỏa mãn. Nhà họ Lâu và tộc Thanh Đằng lật tung cả thành Long Ngự lên vẫn không tìm thấy ngươi. Không ngờ ngươi lại bị ta bắt được. Ha ha ha, đúng là có được mà chẳng tốn chút công sức nào. Ta nghe nói trên người ngươi có báu vật mà người tu tiên nào cũng khao khát thèm thuồng. Nếu ngươi biết điều thì mang thứ đó ra đây ngay. Nể tình ngươi cũng xem như đã gả vào nhà họ Trác ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Ha ha,
tuy rằng ta không háo sắc như tam đệ, nhưng đứng trước một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần thế này, lại là người Trác Thế Vũ yêu thương, ta không ngại thưởng thức một chút đâu. Người vừa tới chính là gia chủ đương nhiệm của nhà họ Trác, nhị thúc của Trác Thế Vũ, Trác Thiên Phúc. Vân Tuyết cúi đầu, nhìn một người đầy máu me vừa bò đến gần mình. Hai tay người đó đang ôm chặt thứ gì đó, nghe thấy gã đàn ông kia nói hai chữ Mạc Hạ Vân, cô ấy mới khó nhọc ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên mặt Vân Tuyết. Tiểu thư, cô ấy gắng gượng nói từng chữ một, máu tươi trong miệng trào ra theo từng câu chữ yếu ớt. Tiểu thư, cuối cùng thuộc hạ cũng tìm thấy tiểu thư rồi. Thiếu gia Tiểu Chiến, bình an vô sự. Tiểu thư nhất định phải. Còn chưa nói hết câu, cô ấy đã không chống đỡ nổi nữa mà chậm rãi tắt thở. Người máu me đầm đìa này đang ôm một thứ gì đó trong tay, lớp quần áo có thuộc tính bảo vệ trùm trên chiếc bọc đó bị gió thổi tung ra, để lộ gương mặt đang say ngủ mê mệt của thiếu niên. Từ lúc ra khỏi thành Long Ngự, Cốc Vĩnh Khang đã làm Tiểu Chiến ngủ say, để tránh trận chiến làm cậu hoảng sợ. Đó là Tiểu Chiến của cô, đệ đệ của cô. Còn người liều chết đưa Tiểu Chiến đến bên cô là Thanh Loan, là Cốc Vĩnh Khang, Trần Minh Dương và đám Mạc Giáp. Vân Tuyết đón lấy Tiểu Chiến đang mê man, đưa cậu vào trong không gian. Sau đó, cô ngồi xổm xuống khẽ khàng vuốt mắt cho Thanh Loan. Rõ ràng lông mi cô ấy đã dính đầy máu nhưng vẫn mở to vì lo lắng, vì trông mong. Thanh Loan, cảm ơn ngươi. Nước mắt cô rơi lã chã, vì Thanh Loan đã chết trước mặt, cũng vì hơi thở của bọn Mạc Giáp, Cốc Vĩnh Khang còn vương vấn trên người Tiểu Chiến. Hóa ra cơn đau đớn như xé rách lồng ngực vừa rồi vì có người quan trọng đã rời bỏ cô. Bây giờ, họ đã ở một nơi cô không thể nào chạm tới. Ha ha, Mạc Hạ Vân, nếu ngươi không muốn gặp kết cục thê thảm như con người hầu này của ngươi thì tốt nhất giao vật báu trên người ngươi ra đây mau. Nếu không, đừng trách ta không khách sáo. Trong một đêm, vật đổi sao rời, bãi biển hóa nương dâu. Tất cả những gì cô có đều dần biến mất như hoa trong gương, trăng đáy nước. Sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau này? Sao cô có thể quên được mối thù này đây? Vân Tuyết nhắm mắt rồi lại chậm rãi mở ra. Hai mắt cô đã đỏ au như máu. Trông thấy cặp mắt xinh đẹp nhưng lại khiến người ta sờn tóc gáy kia, Trác Thiên Phúc không khỏi rùng mình theo bản năng. Trên người thiếu nữ trước mặt toát ra sát khí nồng đậm đến mức không thể hòa tan cùng ý cười điên cuồng khát máu. Tình yêu của cô, những thứ cô có được, những thứ cô bảo vệ đều đang dần dần rời bỏ cô. Bây giờ cuộc đời cô còn lại những gì chứ? Hận thù. Đúng vậy, là mối hận thù thấu xương, là nỗi căm phẫn hủy trời diệt đất. Cho dù ta có phải vào địa ngục cũng phải bắt xương cốt các ngươi trở thành đá lót đường. Cho dù phải trả giá tất cả, ta cũng muốn bắt các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ánh sáng bảy màu lóe lên giữa đêm đen, Phượng Vũ Thiên Y tỏa ánh hào quang rực rỡ. Kiếm Ly Thủy phóng vút lên trời, cũng tỏa ra ánh sáng năm màu lấp lánh. Linh lực ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ mạnh mẽ, bổ trợ lẫn nhau, xoay vần va chạm, làm linh lực trong không khí đều như được đốt cháy, sôi lên sùng sục. Thiên linh căn ngũ hệ, Trác Thiên Phúc trừng mắt khiếp sợ, lão ta khó tin thẳng thốt hét lên. Sao có thể? Sao trên đời này lại có người có thể đạt tới thiên linh căn ngũ hệ chứ? Ngay cả truyền thuyết thần vực lưu lại từ đời xưa cũng chưa bao giờ nhắc đến cơ mà. Đan điền Vân Tuyết nhanh chóng xoay vần, cơ thể cô phóng vút lên cao. Trong màn đêm đen kịt, Phượng Vũ Thiên Y tỏa ra hào quang vạn trượng, thiếu nữ tài hoa tuyệt sắc ấy che lấp hết thảy trời hoa mây nước, khiến trăng sao lu mờ. Chân nguyên chứa đựng trong Phượng Vũ Thiên Y ầm ầm rót vào kiếm Ly Thủy khiến thân kiếm không chịu nổi, phát ra tiếng kêu ong ong. Cùng lúc đó, linh lực ngũ hành xoay quanh Vân Tuyết bắt đầu lặng lẽ chuyển rời, tất cả ngưng tụ thành một ngọn hồng liên nghiệp hỏa. Tầng thứ ba tâm điển ma ha, lửa vô nghiệp, đốt sạch tất cả tội ác thế gian, xóa nhòa hận thù thiêu tâm đục cốt trong lòng. Hồng liên nghiệp hỏa đi đến đâu, nghiệp chướng được giải trừ đến đó. Trác Thiên Phúc hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt lão ta trợn lên, trơ mắt nhìn ngọn lửa đang thét gào lao về phía mình. Trong lúc hoảng hốt, lão ta nghe được tiếng gọi của thần chết, trông thấy cửa lớn địa ngục đang rộng mở đón mình. Lúc Lâu Vô Xương và Ngân Triệu nhìn thấy Phượng Vũ Thiên Y tỏa ra hào quang mới chạy tới thì nhìn thấy cảnh Trác Thiên Phúc bị vạn kiếm xuyên tim. Sau đó cả người lão ta bị lửa vô nghiệp thiêu đốt thành tro tàn, dáng vẻ cực kỳ thê thảm. Gương mặt Lâu Vô Xương méo xệch đi, bà ta hung ác trừng mắt nhìn Mạc Hạ Vân. Vừa rồi vực phong long nổ mạnh, gần như tất cả người nhà họ Lâu và tộc Thanh Đằng đã chết hết bên trong. Chỉ có võ giả không minh kỳ như Ngân Triệu và bà ta có vật báu bảo vệ mới miễn cưỡng trốn thoát. Song cả hai cũng đã bị thương không nhẹ, vật báu kia cũng đã bị hủy hoại. Tấm mạng che mặt của Lâu Vô Xương đã biến mất, trên mặt bà ta có vài vết thương, trông vừa dữ dằn vừa khủng bố. Cho dù linh lực trị liệu,
vết sẹo cũng không thể lập tức biến mất. Với Lâu Vô Xương mà nói, chẳng thà chém bà ta mấy đao còn dễ chịu hơn bắt bà ta mang vác gương mặt xấu xí này vài ngày. Mà tất cả những gì bà ta phải chịu đựng đều do Mạc Hạ Vân gây ra. Đã thế, vào lúc bà ta xấu xí như thế này, ả tiện nhân Mạc Hạ Vân kia còn mặc Phượng Vũ Thiên Y lên người, thể hiện phong thái nghiêng nước nghiêng thành. Sao bà ta có thể nuốt trôi cục tức này chứ? Mạc Hạ Vân, ả tiện nhân này, ta phải giết ngươi. Ta phải băm vằm ngươi thành nghìn mảnh. Mộc Chi Bản Nguyên gì chứ? Không thể giết Mạc Hạ Vân gì chứ? Giờ phút này, bà ta chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa, chỉ muốn cào nát gương mặt đáng ghét kia, khiến Mạc Hạ Vân chết vô cùng thê thảm. Giữa không trung, Vân Tuyết cũng nở một nụ cười khát máu. Ánh mắt cô lướt qua người Ngân Triệu và Lâu Vô Xương, cô chậm rãi nói, hóa ra các ngươi không chết trong vực Phong Long. Vậy tốt quá rồi, nếu các ngươi đã chết thì làm sao ta trả được mối thù cháy thịt cháy gan đây? Bây giờ có thể tự tay giết chết các ngươi rồi, thật sự tốt quá. Lâu Vô Xương cười lạnh mỉa mai, một kẻ kim đan kỳ nhỏ nhoi như ngươi mà muốn giết võ giả phân thần kỳ như ta sao? Ha ha ha, Mạc Hạ Vân, ngươi bị ngu hay là đang mơ mộng hão huyền vậy? Nói đoạn, hai mắt Lâu Vô Xương lóe lên ánh sáng u ám. Đột nhiên, một luồng sáng đỏ rực lao về phía Vân Tuyết. Lúc tới trước mặt cô, luồng sáng kia bất ngờ biến hóa to ra. Không ngờ đó là một con sâu độc có sống lưng đỏ thẫm, ước chừng to bằng mặt người. Đồng thời, có vô số con sâu độc nhỏ màu đen xì cùng theo tới với con sâu chú này. Đây là tuyệt chiêu của Lâu Vô Xương, chỉ cần bị những con sâu độc này ký sinh vào người đối phương thì cơ thể sẽ bị khống chế. Không những phải chịu nỗi đau đớn gặm nhấm tim gan mà còn trực tiếp rơi vào tay Lâu Vô Xương. Ngay cả cao thủ phân thần kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản tuyệt chiêu này nên Lâu Vô Xương hoàn toàn không lo Vân Tuyết có thể thoát được. Thế nhưng, vẻ mặt Vân Tuyết lại không mảy may thay đổi hay trở nên sợ hãi. Cô chỉ lạnh lùng nhìn đám sâu độc bay đến trước mặt mình, sau đó khẽ vung kiếm ly thủy lên rồi bất ngờ chém ra. Xèo xèo, lửa vô nghiệp bốc cháy, hoàn toàn nuốt chửng đám sâu độc kia. Uy lực còn lại của ngọn lửa tiếp tục lao thẳng về phía Lâu Vô Xương. Lâu Vô Xương la hét thất thanh rồi lùi về phía sau, ra sức lách mình tránh khỏi sức nóng hầm hập của lửa vô nghiệp. Nhưng những con sâu độc bà ta thả ra đều bị Vân Tuyết thiêu đốt sạch sẽ, không chừa lại một con nào. Sắc mặt Vân Tuyết tái nhợt gần như trong suốt, ngay cả đôi môi cũng mất đi màu máu. Thế nhưng, cô vẫn nở nụ cười thản nhiên, đáy mắt ngập tràn vẻ điên cuồng khát máu. Đối mặt với ánh mắt kia, không hiểu sao đáy lòng Lâu Vô Xương lại mơ hồ dâng lên một cảm giác sợ hãi khó hiểu. Bà ta lảo đảo lùi về sau một bước, nhưng cả khuôn mặt bà ta nhanh chóng trở nên vặn vẹo dữ dằn. À tiện nhân này dám thiêu cháy sâu độc của bà ta, đó chính là những con sâu độc bà ta mất mấy trăm năm, chịu trăm cay nghìn đắng mới nuôi dưỡng được. Tiện nhân, bà ta muốn nó phải chết, bà ta phải lột ra róc xương con tiện nhân này, để nó không có chỗ chôn. Vẻ mặt Lâu Vô Xương trở nên điên cuồng. Hai tay bà ta kết ấn, miệng lẩm bẩm tụng niệm gì đó. Mấy bộ xương khô nhanh chóng trồi lên khỏi mặt đất, vài bộ còn có thể bay lên trời, vây quanh Mạc Hạ Vân giữa không trung, ép cô hạ xuống. Sắc mặt Lâu Vô Xương cũng rất khó coi, tuyệt chiêu cô Lâu Cổ Kinh cuối cùng này của bà ta phải sử dụng tới 9 phần linh lực, hơn nữa không cẩn thận sẽ bị phản phệ. Nếu không phải cực kỳ hận thù hoặc bị ép đến đường cùng, bà ta tuyệt đối sẽ không sử dụng. Giờ phút này, Lâu Vô Xương đã bị sự đố kỵ che mờ lý trí. Bà ta đã sớm quên mất việc phải cướp lấy Mộc Chi Bản Nguyên, thậm chí quên cả Ngân Triệu bên cạnh vẫn rình rập như hổ rình mồi. Ha ha ha, tiện nhân, có giỏi thì ngươi chặn chiêu tấn công này của ta lại đi. Không chặn được thì ngươi cứ chờ bị binh lính xương khô của ta xé xác. Vân Tuyết tránh né đòn tấn công của bộ xương khô rồi vung kiếm chém ra. Bộ xương khô bị chém đứt ngang người, nhưng nó lại nhanh chóng liền lại. Cho dù kiếm ly thủy của cô có mang cả ngọn lửa vô nghiệp, thiêu đốt bộ xương khô kia thành tro tàn thì đám tro tàn đó cũng mau chóng tập trung lại, biến thành bộ xương khô một lần nữa. Linh lực điên cuồng vận chuyển rồi dần dần cạn kiệt, sắc mặt Vân Tuyết càng lúc càng trắng bệch. Lâu Vô Xương bật cười ha hả, bà ta có thể tưởng tượng ra cảnh Vân Tuyết bị bộ xương khô phanh thây. Đột nhiên, nguyên thần Vân Tuyết truyền đến sự dao động quen thuộc, đáy mắt cô lóe lên luồng ánh sáng kỳ lạ. Ngay sau đó, một dây tử đằng vọt ra từ lòng bàn tay cô, uốn lượn bay lên bầu trời. Tiểu tử, giờ phút này, dòng nước mắt mà Vân Tuyết tưởng chừng đã cạn khô lại một lần nữa tuôn trào mãnh liệt. Là tiểu tử đã sống lại, là tử Minh U La sống sờ sờ, bừng bừng sức sống trong tay cô một lần nữa. Ngay sau đó, vô số dây tử đằng vươn ra từ sau lưng cô, lao thẳng về đám binh lính xương khô. Dây tử đằng thoát chốc đã quấn quanh đám xương khô kia, khiến chúng phát ra những tiếng cọt cà cọt kẹt. Sau đó,
đám tử đằng nhanh chóng nuốt chửng toàn bộ xương khô. Lâu Vô Xương đang sung sướng bật cười cách đó không xa bất chợt im bặt. Sau đó sắc mặt bà ta thoạt trắng thoạt xanh. Bà ta há mồm phun ra một búng máu, cô Lâu cổ kinh phản vệ. Dường như bà ta nghe được tiếng linh lực mình bị rút cạn, kinh mạch đang vỡ vụn từng chút một. Rõ ràng chỉ là một con tiện nhân kim đan kỳ, vì sao mình lại bại dưới tay nó, vì sao mình không thể giết nó. Lâu Vô Xương không cam lòng, hai mắt mở trừng trừng, máu loãng chảy ra từ hốc mắt làm cả khuôn mặt bà ta càng dữ tợn khủng bố. Vân Tuyết bật cười lanh lảnh xong vô cùng lạnh lẽo, lửa vô nghiệp gào thét phóng ra, chỉ trong nháy mắt đã nuốt chửng Lâu Vô Xương. Lâu Vô Xương, chết rồi. Ngân Triệu kinh ngạc há hốc miệng chứng kiến cảnh tượng vừa diễn ra. Trận chiến xoay chiều quá nhanh khiến y thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì Lâu Vô Xương đã bị thiêu đốt thành một đống tro tàn. Tuy y sung sướng nhìn Lâu Vô Xương và Mạc Hạ Vân đấu nhau đôi bên cùng thiệt, còn một mình y ở giữa được lợi. Có điều y chưa bao giờ nghĩ rằng một kẻ kim đan kỳ như Mạc Hạ Vân lại thực sự giết được một võ giả phân thần kỳ. Giết kẻ hơn mình tận hai cấp, nắm giữ sinh mạng người khác trong tay, gương mặt mỹ miều của cô lại càng thêm phần xinh đẹp, càng làm người ta rung động. Cô mặc phượng vũ thiên y rực rỡ lấp lánh, trông như tiên nữ trên thiên cung, uy nghiêm không thể xâm phạm. Ngân Triệu nuốt nước bọt, lần đầu tiên đáy lòng y dấy lên cảm giác sợ hãi vô cùng khó hiểu. Vân Tuyết xoay người nhìn y, cặp mắt phượng của cô lăn tăn gợn sóng, xinh đẹp vô ngần. Song giọng nói của cô lại lạnh đến thấu xương, bây giờ, đến lượt ngươi. Ngân Triệu hít sâu một hơi, sau đó nỗi sợ hãi trong lòng dần biến thành ý cười châm biếm. Ngươi cảm thấy ngươi giết được Lâu Vô Xương là có thể giết được ta ư? Ha ha, Mạc Hạ Vân, ngươi quá coi thường tu sĩ không minh kỳ rồi đấy. Đúng vậy, phân thần kỳ chỉ có thể xem là võ giả, nhưng người có tu vi không minh kỳ lại có thể tự xưng là tu sĩ. Cho dù phân thần hậu kỳ và không minh kỳ chỉ cách nhau một bước, nhưng một bước đó thực sự chẳng khác nào khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất. Ngân Triệu chỉ khiếp sợ chứ không hề tin Mạc Hạ Vân có thể thắng được mình. Trong không gian, Tiểu Hồng Điểu lo lắng kêu ríu ra ríu rít, nó liên tục xoay vòng quanh Tiểu Chiến và Tiểu Bạch. Lúc này, Tiểu Chiến đã tỉnh táo lại, đang khoanh chân ngồi xếp bằng. Tâm pháp sinh sôi không ngừng nhanh chóng vận chuyển, năng lượng màu xanh lục dồi dào trên người cậu liên tục tỏa ra. Còn Tiểu Bạch đang ngồi bên suối thần Cửu U, nơi đó đã không còn hạt giống tiểu tử mà đã trở thành Tử Minh U La thực sự. Tiểu Bạch như bị người ta hút cạn dưỡng chất, cả người khô quắt khô queo đi nhiều. Tiểu Bạch nhìn ra ngoài không gian, thần thức của nó giúp nó có thể nhìn thấy cảnh tượng Vân Tuyết mặc phượng vũ thiên y đang giằng co với Ngân Triệu. Mẹ xinh đẹp thật đấy, phải không, Tiểu Hồng Điểu? Chiếp chiếp chiếp, ta biết, ta cũng không muốn rời xa mẹ, không muốn chìm vào bóng đêm quạnh quẽ đáng sợ đó. Ta không còn được nhõng nhẽo trong lòng mẹ, không nhìn thấy em bé của cha mẹ, không được ăn rất nhiều đồ ngon. Ta cũng không muốn rời xa mẹ thì ta sẽ cô đơn lạnh lẽo lắm. Thế nhưng, ta càng muốn mẹ sống sót, càng muốn bọn Tiểu Long, Mạc Giáp, Cốc Vĩnh Khang sống lại hơn. Bọn họ chết rồi mẹ sẽ rất đau lòng, mẹ sẽ khóc đấy. Mẹ sẽ khóc nhiều lắm cho mà xem. Tiểu Hồng Điểu, ngươi biết không? Ta sợ nhất là mẹ rơi nước mắt, ta hy vọng mẹ có thể mãi mãi tươi cười. Mẹ cười rộ lên xinh lắm, có cảm giác ấm áp như ánh mặt trời vậy. Chiếp chiếp chiếp, Tiểu Hồng Điểu càng sốt sắng kêu to, nó không ngừng bay vòng quanh Tiểu Bạch. Nhưng lúc này, Tiểu Bạch không nói gì nữa. Nó nhắm nghiền hai mắt, cơ thể bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt. Bên ngoài thành Long Ngự, xác chết la liệt, xương trắng chồng chất, trông chẳng khác nào cảnh tượng chốn địa ngục. Nhưng người nào tinh mắt sẽ phát hiện ra xung quanh cỗ thi thể đã hoàn toàn biến dạng của Cốc Vĩnh Khang và hài cốt của 10 người Mạc Giáp có ánh sáng xanh lập lòe ẩn hiện, tựa như phải đi xa, song lại lưu luyến không nỡ rời đi. Trong đêm đen, một giọng nói nhã nhặn êm tai, thánh thót như tiếng đàn đột nhiên vang lên, mang theo giai điệu và tiết tấu lạ kỳ, trời phạt tới người, máu thịt tiêu tan, thế nhưng linh hồn lại chẳng hề biến mất. Rốt cuộc là thứ tình cảm gì đã chống đỡ sự cố chấp và kiên trì của các ngươi? Các ngươi muốn trở về bên cạnh chủ nhân như vậy hay sao? Màn đêm vẫn vắng vẻ lặng im như trước, không có lấy một bóng người. Những tia sáng xanh vấn vương lưu luyến kia càng lúc càng mờ nhạt, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi tan đi. Thật đáng thương, nếu mặc kệ các ngươi, chút tàn hồn này sẽ mau chóng tiêu tan giữa trời đất, khiến các ngươi mãi mãi không được siêu sinh. Tuy miệng nói đáng thương nhưng giọng điệu của chủ nhân giọng nói kia lại bình thản nhẹ nhàng, còn mang theo ý tứ trêu đùa. Nói xong, một cơn gió thoáng thổi qua, mơ hồ có thể nhìn thấy vạt áo choàng đỏ bay giữa không trung, vẽ ra một độ cong đẹp đẽ. Không ngờ vầng sáng màu xanh vốn đã sắp tiêu tán lại chậm rãi tụ lại,
dường như bị một sức mạnh vô hình nào đó trói chặt vào hài cốt. Nếu các ngươi đã cố chấp, lưu luyến không muốn rời khỏi thế gian như vậy thì ta đây sẽ tác thành cho các ngươi. Người đó cất giọng êm ái, còn mang theo cả ý cười, coi như cảm ơn chủ nhân các ngươi đã tặng ta mấy bình rượu ngon. Còn chưa nói xong, đột nhiên, bầu trời núi Hùng tỏa ra hào quang rực rỡ. Hình như cảm nhận được gì đó, người kia quay đầu nhìn về đỉnh núi Hùng. Ở nơi đó, thiếu nữ mặc Phượng Vũ Thiên Y phóng vút lên cao, nhan sắc khuynh thành, khí phách hiên ngang. Phượng Vũ Thiên Y ư, mọi chuyện thực sự càng ngày càng thú vị rồi. Giọng nói trầm thấp truyền cảm ngập tràn vẻ hứng thú, như thể vừa tìm được một món đồ chơi cực kỳ thú vị. Người mặc được Phượng Vũ Thiên Y có thể trở thành người số mệnh định sẵn của hắn. Ha ha, rốt cuộc cái gọi là số phận trời định có sức mạnh đến nhường nào, có phải trời định thì chắc chắn không thể thay đổi hay không? Ta thực sự càng ngày càng muốn nhìn xem sao. Trong đêm tối, một bóng người áo đỏ chậm rãi hiện ra tựa như mộng ảo, được bao phủ trong lớp sương mù, không thể trông rõ. Chỉ có bộ áo choàng đỏ như lửa cùng mái tóc dài mềm mại như lụa là không bị thứ gì trói buộc, tự do tung bay giữa không trung. Bóng người áo đỏ đang định rời đi thì bước chân bỗng khựng lại, ánh mắt rơi xuống hài cốt Cốc Vĩnh Khang và Mạc Giáp, lóe lên vẻ kinh ngạc hiếm thấy. Dưới trời đêm tĩnh lặng, hài cốt của 11 người như có sinh mệnh, dập dềnh bay lên, sau đó nhanh chóng bay về phía đỉnh núi Hùng, mang theo cả ánh huỳnh quang màu xanh nhàn nhạt. Gọi hồn dẫn đường, nhân quả tiêu tan, tam đạo lục giới, một bước sinh tử. Là ai muốn những người này sống lại? Là ai có thể nghịch chuyển thời không, đảo lộn sống chết? Người đó cất giọng nhẹ nhàng khoan thai, giọng điệu đầy vẻ hứng thú và khó tin. Không, trước khi Mộc Chi bản nguyên được mở khóa, không ai có thể làm được điều này. Mạc Hạ Vân, rốt cuộc ngươi là ai? Rốt cuộc trên người ngươi cất giấu bí mật như thế nào? Ta càng ngày càng tò mò rồi đấy. Đúng là Ngân Triệu không hề mạnh miệng. Phượng Vũ Thiên Y kích hoạt như cũ, chân khí mạnh mẽ của Phong Lâm chân nhân cũng truyền vào cơ thể Vân Tuyết. Nhưng lửa vô nghiệp của cô có thể tạo thành tổn thương chí mạng cho Lâu Vô Xương, song lại để Ngân Triệu dễ dàng tránh được. Mặc dù rất nhiều lần Ngân Triệu bị đòn tấn công của cô ép đến luống cuống tay chân, thậm chí mái tóc y cũng đã bị đốt trụi một mảng lớn. Thế nhưng, tình trạng của Vân Tuyết lại chẳng khá hơn Ngân Triệu là bao. Tối nay cô đã liên tục chiến đấu mấy trận liền, hơn nữa trận nào cũng là khiêu chiến vượt cấp, linh lực trong đan điền gần như cạn kiệt từ lâu. Chân nguyên của Phong Lâm chân nhân mạnh mẽ hơn chân nguyên của cô cũng khiến kinh mạch và đan điền cô đau đớn như bị ngọn lửa thiêu đốt. Có thể nói, thứ bây giờ chống đỡ, không để Vân Tuyết ngã xuống chỉ là ý chí, là thù hận trong lòng như muốn đốt cháy con người cô. Nhưng cô cần gắng gượng để làm gì? Vì cơ thể, thiên phú, hay vì tương lai? Không, cô không cần gì cả. Bây giờ cô chỉ muốn làm một việc duy nhất, đó là giết sạch toàn bộ những kẻ thù đã hại chết người thân, bạn bè mình. Cho dù có phải trả giá bằng cả mạng sống, cô cũng muốn giết chết bọn chúng. À, lửa vô nghiệp sượt qua vai trái Ngân Triệu khiến y đau đớn hét lên, cơ thể vội vàng lùi về phía sau. Sau khi đứng vững, y nhìn về phía Vân Tuyết với ánh mắt phức tạp và kiêng dè. Thiếu nữ này thực sự quá xảo quyệt, cũng quá độc ác. Biết y không thể giết mình vì muốn cướp Mộc Chi bản nguyên nên chiêu nào của cô cũng dốc hết sức lực. Vừa rồi, loan đao tân vân của y đã đến gần vị trí trái tim cô, song cô lại tươi cười đón lấy. Ngân Triệu buộc phải lùi lại nên mới bị lửa vô nghiệp làm bị thương. Ngân Triệu tức nghẹn, sát khí và sự tàn nhẫn trong mắt y càng ngày càng nồng đậm. Mạc Hạ Vân, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cho dù ta không thể giết ngươi nhưng ta có thể chặt đứt tay chân ngươi, khiến ngươi trở thành một kẻ tàn phế. Ngươi thực sự cho rằng ta không thể bắt được một tên kim đan kỳ nhãi nhép như ngươi ư? Đáp lời hắn là nụ cười khẩy chẳng thèm để tâm của Vân Tuyết. Ánh lửa trên thân kiếm ly thủy lại phóng lên cao một lần nữa. Khóe miệng Vân Tuyết trào tơ máu, làn da trắng mịn như ngọc của cô dần nứt toác ra. Máu tươi chảy xuống dòng dòng từ Phượng Vũ Thiên Y lộng lẫy nhưng cô lại không hề nhận ra. Lửa vô nghiệp kèm theo nghìn vạn bóng kiếm lao thẳng về phía Ngân Triệu. Trong mắt Ngân Triệu nổi lên sát ý lạnh lẽo nồng đượm, loan đao tân vân trong tay y đột nhiên lập lòe ánh sáng chói mắt. Sau đó, loan đao bắt đầu tách rời, hóa thành hàng trăm hàng nghìn lưỡi đao rồi mạnh mẽ xoay tròn, bay về phía Vân Tuyết. Lưỡi đao sắc bén xoay tròn, không hề nể nang, cứ thể xẹt qua cơ thể Vân Tuyết, tạo thành những vết thương chảy máu đầm đìa. Cho dù Vân Tuyết có tránh né nhanh hơn nữa, thì những lưỡi đao này vẫn xé rách Phượng Vũ Thiên Y, cắt vào da thịt cô. Sau khi bị xé rách, Phượng Vũ Thiên Y đã lập tức lành lại nhưng những vết thương trên người cô không thể nào khép miệng. Máu chảy càng nhiều, vốn dĩ Phượng Vũ Thiên Y bảy màu lại như bị máu tươi nhuộm đỏ, biến thành màu đỏ rực. Đêm nay không phải là đêm tân hôn của Vân Tuyết đấy sao?
Lúc này, Phượng Vũ Thiên Y đỏ rực như lửa, lộng lẫy như hoa, trông còn giống áo cưới hơn cả mũ phượng, khăn choàng ban đầu của cô. Có điều, bộ áo cưới này lại được nhuộm đỏ bằng chính máu cô. Sắc mặt Vân Tuyết càng lúc càng trắng bệch do mất quá nhiều máu, bước chân cô cũng bắt đầu lảo đảo. Gân tay gân chân cô đã bị những lưỡi loan đao xoay tròn chém đứt, nhưng tay cô vẫn nắm chặt kiếm ly thủy, bước chân vẫn tiến dần về phía Ngân Triệu, không chịu nhún nhường chút nào. Sắc mặt Ngân Triệu thoạt trắng thoạt xanh, một lúc lâu sau y mới hít sâu một hơi, cất giọng khàn khàn hung tợn, "Được, được lắm, cắt đứt gân tay gân chân rồi mà ngươi vẫn không chịu dừng tay. Ta thật muốn xem nếu chặt đứt tay chân thì ngươi còn phản kháng được nữa hay không." Ngân Triệu cũng không muốn biến một thiếu nữ xinh đẹp nghiêng thành, tài hoa tuyệt vời như thế này thành một kẻ tàn phế. Nhưng y tự nhủ với mình rằng, "Mạc Hạ Vân, tất cả những việc này đều do ngươi ép ta." Y giơ cao tay, tập trung linh lực khiến vô số loan đao lượn vòng quanh. Ngân Triệu đang định điều khiển loan đao cắt đứt chân tay Vân Tuyết thì bước chân Vân Tuyết đột nhiên khựng lại. Một luồng ánh sáng màu xanh nhạt quấn quýt tỏa ra từ người Vân Tuyết, càng ngày càng sáng rực, càng ngày càng lóa mắt. Trên đỉnh núi Hùng Băng tuyết bao trùm, cỏ cây sơ xác. Thế nhưng sau khi ánh sáng xanh này xuất hiện, băng tuyết lại đột nhiên tan rã. Mặt đất vốn chẳng mọc nổi một ngọn cỏ lại bắt đầu đâm chồi nảy lộc, sau đó chậm rãi lớn lên, cây nhỏ thành thảm cỏ, bụi cây thành rừng xanh. Chiếp chiếp chiếp, phành phạch, phành phạch, phành phạch, vô số chim chóc trong núi Hùng bay lên trời, lượn vòng giữa trời đêm, che mờ cả ánh trăng. Trong rừng rậm, muông thú im lìm thi nhau gầm giống, vừa như hưng phấn, lại như đồng cảm từ tận linh hồn. Tử Minh U La xoay quanh người Vân Tuyết bị thương trong lúc chiến đấu với Ngân Triệu nên vốn đã khô quắt khô queo. Song giờ phút này, dây tử đằng như được tiếp thêm sức sống, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, lan khắp không trung, không ngừng uốn lượn trên bầu trời núi Hùng. Ngân Triệu khiếp sợ lùi về phía sau một bước, trừng mắt nhìn cảnh tượng kỳ dị trước mặt. Giữa vòng vây của dây tử đằng, thiếu nữ mặc Phượng Vũ Thiên Y đỏ rực chậm rãi mở mắt, ánh mắt cô thăm thẳm như vực sâu biển rộng, lạnh lẽo như băng như tuyết. Ánh sáng màu xanh bao phủ khắp người cô, khiến cô vừa xinh đẹp lộng lẫy, vừa trang nghiêm không thể xâm phạm. Những vết thương sâu đến tận xương, những đường kinh mạch bị đứt đoạn đang liền lại với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường trong vầng sáng màu xanh lục ấy. Làn da thiếu nữ trắng nõn mịn màng, bóng loáng tựa ngọc, không có lấy một vết sẹo hay tì vết nào. Ngân Triệu hoảng sợ thốt lên, ngươi làm gì vậy? Sức mạnh sinh sôi không ngừng điên cuồng chuyển động trong cơ thể, Vân Tuyết cười lạnh nhìn Ngân Triệu. Không phải ngươi muốn mộc chi bản nguyên à? Vậy tới thử xem ngươi còn sống sót mà lấy đi không? Ngân Triệu trợn trừng mắt nhìn những nơi mà ánh sáng màu xanh biếc chiếu xuống. Không, không, đây đâu phải là mộc chi bản nguyên. Hơi thở từ vầng sáng đó và mộc chi bản nguyên hoàn toàn khác nhau, cũng khác hẳn hơi thở mà y phát hiện được ở rừng rậm ma thú. Nhưng mà, chẳng lẽ đây không phải là mộc chi bản nguyên thật hay sao? Ngân Triệu rời tầm mắt nhìn xuống đất, y thấy cỏ cây đang sinh trưởng với tốc độ chóng mặt. Cảm nhận được cơn địa chấn nơi mình đứng và cả đám chim muông đang kích động và phấn chấn. Nếu như không phải là mộc chi bản nguyên, vậy thì còn thứ gì có thể khiến núi Hùng này xảy ra biến hóa kinh người chỉ trong khoảnh khắc như thế chứ? Vân Tuyết nhếch môi thành một nụ cười âm u. Cô giơ tay lên, chỉ một thoáng đã có vô số dây tử đằng bay về phía Ngân Triệu. Ngân Triệu vội vàng điều khiển loan đao Tân Vân để ngăn cản. Thế nhưng vừa rồi loan đao của y còn dễ dàng cắt đứt và đánh bay Tử Minh U La. Vậy là lúc này thế tấn công của nó vô cùng mạnh mẽ khiến y phải chật vật. Lưỡi đao Tân Vân xoay tròn dữ dội nhưng chỉ có thể gây ra những vết thương nhẹ đối với dây tử đằng. Cơ thể Vân Tuyết chậm chậm bay trên không trung, Phượng Vũ Thiên Y lại một lần nữa tỏa ra ánh sáng bảy màu, nhưng sáng nhất vẫn là màu xanh biếc. Đôi môi đỏ hồng hé mở, thốt ra bốn chữ, vạn vật sinh trưởng. Vừa dứt lời, những cây cối cao thấp không đồng đều và thảm cỏ trên núi Hùng đột nhiên như bị ra lệnh, bắt đầu điên cuồng trồi lên cao tít. Vô số con kiến chui lên từ mặt đất, chi chít chạy đến đỉnh núi Hùng, đồng thời phát ra âm thanh sột soạt. Ngân Triệu hoảng sợ vô cùng, y vừa đánh bay vừa định bay lên không để chạy trốn. Tuy nhiên y vừa bay lên không cao thì đột nhiên dây tử đằng và cành lá bắt lấy, trói buộc toàn bộ cơ thể và tay chân y, sau đó kéo xuống mặt đất. Ở dưới mặt đất, thứ đang đón chờ y là hàng tỷ con kiến và đám thú dữ đang nháo nhào chạy như điên về phía này. Không, không, không! Ngân Triệu hét lên từng tiếng thê lương chói tai. Y ra sức vận linh lực trên người, nhưng mà linh lực vừa mới phóng ra ngoài không khí lại tựa như rơi vào biển rộng. Căn bản không thể nào chuyển hóa thành pháp thuật, ngược lại bị những con kiến kia hấp thu toàn bộ. Theo dòng linh lực dần dần cạn kiệt, càng lúc càng có nhiều con kiến bò vào mắt, mũi, miệng của y,
Chúng chui vào máu thịt và khí quản của y rồi gặm nhấm, cắn xé từng chút một. A a a, tiếng thét chát chúa đau đớn trong đêm tối vang vọng đến tận tầng mây, khiến cho tất cả những người nghe thấy đều sờn cả gai ốc. Ngân Triệu đã chết, đường đường là một cao thủ không minh kỳ như y mà lại bị hàng vạn, hàng nghìn con kiến giết chết. Cuối cùng máu thịt bị chúng gặm cắn sạch sẽ, ngay cả phân thân nguyên thần cũng không thoát ra được. Trước khi tới đại lục Cát Thiên này, Ngân Triệu chưa từng nghĩ mình sẽ rơi vào kết cục như thế. Vân Tuyết đứng giữa lưng chừng không nhìn Ngân Triệu bị đàn kiến gặm cắn chỉ còn lại hài cốt, nhưng cô không hề cảm nhận được niềm vui sướng nào hết, chỉ có những giọt nước mắt đau khổ lã chã tuôn rơi. Cô đã nhìn thấy cảnh tượng trong không gian, các loài cây thần trong linh điền cổ vận ngoài hoa hàn thực thì hết thảy những đóa hoa khác đều bị khô héo, rễ cây co rút lại hóa thành cây con nho nhỏ. Trên khoảnh đất trống trước Minh Quang Điện, thi thể của Cốc Vĩnh Khang, Thanh Loan và nhóm Mạc Giáp đặt ở nơi đó. Ngay cả tàn hồn đều quẩn quanh bồi hồi ở bên cạnh hài cốt của mình mà chưa hề tiêu tan, cũng có ý nghĩa là vẫn còn cơ hội sống lại. Bên cạnh Linh Tuyền Cửu U, Tiểu Chiến lặng lẽ nằm đó, co rúm người lại giống như đang ngủ thiếp đi, nhưng thật ra là do cậu đã cạn kiệt nguyên thần nên chìm vào giấc ngủ sâu. Bên trong điện Huyền Minh, có một quả trứng khổng lồ treo tít trên cao, tỏa ra vầng sáng màu vàng liên hồi. Tiểu Chiến, Tiểu Bạch, Vân Tuyết giơ tay che miệng, tấm thân khom xuống đang run rẩy không ngừng. Giờ phút này cô không thể chịu được nữa, phát ra tiếng gào thét đau khổ tột cùng. Cô dường như nhớ tới một năm trước, khi đi vào gian phòng trống trải kia rồi nghe thấy một giọng nói non nớt gọi cô là mẹ. Nó nói, con chờ mẹ rất lâu mà giờ mẹ mới đến. Nó nói, mẹ, con sợ bóng tối, con sợ cô đơn, cho nên mẹ đừng bỏ con lại một mình. Nó nói, mẹ, Tiểu Bạch muốn ăn thức ăn mẹ nấu mỗi ngày, Tiểu Bạch yêu mẹ nhất đấy. Nhưng hôm nay, nó đã quay về với chiếc vỏ trứng kia lần nữa, chìm vào nỗi cô đơn và đêm nối mấy đời mấy kiếp nối tiếp nhau. Nó không thể gọi cô, không thể thủ thỉ với cô được nữa. Tiểu Bạch nhát gan như vậy, thích náo nhiệt như vậy mà giờ đây buộc phải ở trong bóng tối lặng yên này, không biết nó sẽ tuyệt vọng thế nào, ấm ức và đau khổ ra sao nữa. Hu hu, Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, trên đỉnh núi Hùng, cây cối sinh trưởng tươi tốt dần hạ xuống, đàn kiến đã tan rã, chậm chậm trở lại lãnh địa của mình. Băng tuyết lại bao trùm lên mảnh đất này, nơi này vạn vật xác xơ, không có bóng người, chỉ có một thiếu nữ cô đơn đang buồn bã khóc thút thít. Mộc chi bản nguyên chân chính có thể cứu sống người chết, có thể khiến vạn vật tự nhiên cúi đầu nghe lệnh, nhưng mà muốn có được điều đó thì phải mở khóa tất cả. Hiện tại, Vân Tuyết chưa giải khóa được nó, cho nên khi đối đầu với Ngân Triệu thì cô chỉ còn con đường chết mà thôi. Tuy nhiên Tiểu Bạch đã bất chấp mọi thứ, cố hết sức giải phóng phong ấn này trong khoảng thời gian ngắn nên nó đã phải trả một cái giá đắt. Cô bé ngốc, cẩn thận. Trong không gian đột nhiên vang lên tiếng cảnh báo đầy lo lắng của Tiểu Hồng Điểu. Vân Tuyết vừa quay đầu lại đã thấy một bóng người bổ nhào về phía mình như một tia chớp. Lúc này, mặc dù vết thương trên người cô đã khỏi hẳn, nhưng sinh sôi không ngừng và linh lực trong cơ thể gần như đã tiêu hao bằng sạch, tay chân cô bủn rủn đến độ ngay cả đứng lên cũng không đứng nổi. Trong bầu trời đêm vang vọng tiếng cười hung tợn điên cuồng của một gã đàn ông, Mạc Hạ Vân, quanh đi quẩn lại, mộc chi bản nguyên của ngươi chắc chắn sẽ thuộc về ta thôi, ha ha ha. Nhìn thấy cặp mắt bỏng cháy lòng tham trong bóng tối kia, con ngươi Mạc Hạ Vân co lại, nước mắt của cô đã bị gió rét thổi khô. Lục Lâm Viễn chính là kẻ đầu sỏ gây ra tất cả mọi chuyện cho cô. Dưới chân núi Hùng, Lâu Ngọc Thanh chật vật nằm úp sấp dưới mặt đất, hai mắt đỏ ngầu trợn trừng với thanh niên trước mặt, ánh mắt y toát lên nỗi khó tin, không cam lòng và căm hận. Ở trước mặt y chính là Trần Minh Dương với tình trạng khắp người toàn là vết bỏng cháy, bộ dạng thê thảm chẳng kém y chút nào. Nhưng mà Trần Minh Dương vẫn nở nụ cười thờ ơ và tàn nhẫn, dường như phần da thịt bị nướng cháy và cái chân cái tay tàn phế của hắn cũng chỉ là thứ râu ria chẳng hề quan trọng. Trên đỉnh núi Hùng ở nơi xa, ánh sáng xanh biếc dần dần tan biến, mà vầng sáng màu vàng ở vùng đan điền Trần Minh Dương cũng chậm chậm trở lại như thường. Nhưng mà Lâu Ngọc Thanh biết đây là thứ gì. Vào lúc hai người đang chiến đấu mải miết, đã mấy lần Trần Minh Dương chỉ như nỏ mạnh hết đà, còn Lâu Ngọc Thanh giống như chơi đùa với một con khỉ, từng chút một gạt hái tính mạng hắn. Khi vực phong long nổ tung, Lâu Ngọc Thanh phán đoán chuyện cướp đi mộc chi bản nguyên có biến động. Y đang định tung đòn quyết định thì đột nhiên nguồn sức sống mạnh mẽ trên đỉnh núi Hùng đột ngột phóng lên cao, bao phủ cả vùng đất này. Mà Trần Minh Dương vốn đã hấp hối đột nhiên tỏa ra vầng sáng vàng tinh chói mắt nơi đan điền. Vầng sáng đó trôi lơ lửng xung quanh hai người, cuối cùng hóa thành ngọn lửa vàng rực, hung hãn ập về hướng Lâu Ngọc Thanh. Lâu Ngọc Thanh bị bất ngờ không kịp phòng ngự, ngọn lửa bách chiến bách thắng của y lại bị ngọn lửa màu vàng kim nuốt chửng trong nháy mắt,
đến chính y cũng bị đốt đến mức cạn kiệt linh lực, mình đầy thương tích. Đến giờ phút này, cuối cùng Lâu Ngọc Thanh cũng nhận ra ngọn lửa kinh khủng chứa trong cơ thể Trần Minh Dương là cái gì rồi. Mà trong khi đó, Trần Minh Dương là một võ giả nguyên anh kỳ, làm sao có thể chống lại võ giả phân thần kỳ như mình được chứ? Đó chắc chắn là hỏa hành linh châu trong số ngũ hành linh châu kia. Không ngờ loại báu vật mà ngay cả đại lục thiên dực cũng hiếm có khó tìm lại xuất hiện ở đại lục cát thiên thấp hèn này. Không, ngoài hỏa hành linh châu thì còn có mộc chi bản nguyên nữa. Trên vùng đất thuộc đại lục này giống như được thần ma ưu ái, những bảo vật kỳ diệu cứ thế lần lượt xuất hiện ở đây. Lâu Ngọc Thanh nghiến răng, khó khăn lắm mới chống vững thân thể mình, khàn giọng nói, tại sao ngươi lại có hỏa hành linh châu? Tại sao ngươi lại kích hoạt được hỏa hành linh châu mà không bị nó nuốt chửng, không bị nó đốt thành cho bụi vậy? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ nguyên anh kỳ thôi mà, chuyện này không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Y vừa dứt lời, ngọn lửa trên thân kiếm Hồng Liên đột ngột lao vút tới, cắt qua cổ Lâu Ngọc Thanh. Ngọn lửa bùng cháy, một cái đầu lâu rơi bình bịch rồi lăn lông lốc dưới đất vài vòng. Đôi mắt trên đầu lâu trợn trừng đầy tơ mắt, hiển nhiên người chết không nhắm mắt. Lâu Ngọc Thanh vừa chết, Trần Minh Dương cũng lảo đảo người, cứ thế ngã nhào xuống đất. Hắn dùng kiếm Hồng Liên chống đỡ cơ thể mình, quỳ một chân dưới đất rồi bắt đầu thở dốc. Theo từng động tác của hắn, những nơi bị đốt cháy xém chợt nứt toác, máu tươi ồ ạt túa ra, chảy dọc theo kiếm Hồng Liên rồi ngấm xuống bùn đất. Vừa rồi quả thật là thời khắc sinh tử, tu vi của hắn kém xa Lâu Ngọc Thanh, nhưng vào khoảnh khắc hắn sắp chết dưới thanh kiếm của Lâu Ngọc Thanh, đột nhiên nguồn sức sống mãnh liệt bùng nổ trên đỉnh núi Hùng, mà khế ước máu ký kết với Mạc Hạ Vân trong cơ thể hắn cũng sôi trào. Hỏa hành linh châu giống như đột nhiên được bơm thêm sức mạnh của sinh mệnh, điên cuồng xoay tròn. Còn thực lực của hắn cũng tăng lên gấp chục lần trong khoảng thời gian ngắn, vì thế hắn mới có thể phản công ngoạn mục với Lâu Ngọc Thanh. Trần Minh Dương đang định khoanh chân điều hòa hơi thở chốc lát thì đột nhiên giật thót. Khế ước máu chủ tớ lại lần nữa sôi trào vào giờ khắc này. Nhưng lúc này đây, nó không hề bị kích thích như vừa rồi mà là cảm giác nguy hiểm khiến hắn sợ vỡ mật. Mạc Hạ Vân, là Mạc Hạ Vân đã xảy ra chuyện. Trần Minh Dương đứng phát dậy, hắn không quan tâm đến tấm thân nhầy nhụa máu, bất chấp mọi thứ vận chút linh lực còn sót lại để bay về đỉnh núi Hùng. Vực Phong Long tự nổ khiến bí cảnh biến mất trong nháy mắt, bao gồm cả Tiểu Kim Long và Trấn Uy Quân bên trong bí cảnh. Nhưng không ngờ người của nhà họ Lâu và tộc Thanh Đằng lại bị dư chấn vụ nổ hất ra ngoài. Chẳng qua là gần như mỗi người bị bắn ra đã bị dư chấn mạnh mẽ xé rách thành mảnh vụn, từng mảnh thi thể nằm la liệt dưới đất. Người được coi như trốn thoát hoàn hảo chỉ có Lâu Vô Xương và Ngân Triệu. Trong trận chiến ở núi Hùng này, không ai lường trước được sẽ có kết quả cả ba bên đều chịu tổn thất nặng nề. Đến giờ phút này, biết bao nhiêu tinh anh của nhà họ Lâu và tộc Thanh Đằng đều bỏ mạng hết ở đây. Mà tất cả những chuyện này đều do mấy tên võ giả tép diêu ở thế giới cấp thấp này gây ra. Nhưng mà không một ai biết, có một người từ đầu đến cuối đều không bị thương chút nào. Người đó chính là Lục Lâm Viễn. Thời điểm khi Ngân Triệu và Lâu Vô Xương bước vào phần thiên cảnh, Lục Lâm Viễn cẩn thận nên đi sau cùng. Giây phút phần thiên cảnh tự nổ, Lục Lâm Viễn đã nhanh tay lẹ mắt lùi ra khỏi vực Phong Long rồi. Tiếp theo đó, cả vực Phong Long tự nổ, tất cả mọi người đều chết thảm chết thương. Nhưng chỉ có Lục Lâm Viễn không những còn lành lặn nguyên vẹn mà lão ta còn tìm thấy Kỳ Sơn đang bị thương nặng, hấp hối gần chết. Lúc Kỳ Sơn trông thấy Lục Lâm Viễn, gã khàn khàn gọi Lục Lâm Viễn cứu gã. Tuy nhiên đáp lại gã là cảnh Lục Lâm Viễn nhe răng cười tươi, sau đó hút khô cạn tu vi của Kỳ Sơn chỉ trong một hơi. Về sau màn chiến đấu chấn động đất trời, vạn vật rúng động ở trên đỉnh núi Hùng là thế, nhưng Lục Lâm Viễn vẫn ẩn nhẫn trốn trong một góc, chờ đợi thời cơ chín muồi. Khi lão ta thấy nguồn năng lượng đáng sợ tỏa ra từ người Mạc Hạ Vân khiến vạn vật sinh trưởng, khiến bách thú cúi đầu, khiến hàng nghìn con côn trùng đều phải nghe theo, lão ta vừa kinh ngạc lại vừa hoảng sợ. Không ngờ Mạc Hạ Vân chỉ là một tên kim đan kỳ nhỏ nhoi mà lại chiến đấu vượt hẳn ba cấp, đích thân giết chết một tu sĩ không minh kỳ. Vào thời khắc Ngân Triệu bị đàn kiến gặm cắn gần như sạch sẽ, Lục Lâm Viễn không kiềm được mà dùng mình một cái. Nếu là lão ta, chắc chắn lão ta không có sức mà đánh trả Mạc Hạ Vân. Có điều sau phút sợ hãi, Lục Lâm Viễn lại bắt đầu hưng phấn vô cùng. Đó chính là mộc chi bản nguyên, đó chính là báu vật mà tất cả võ giả đều khát khao nắm giữ. Cũng bởi vì Mạc Hạ Vân sở hữu báu vật như thế nên mới có sức mạnh đáng sợ như vậy. Điều này khiến lão ta ghen tị đến mức đỏ mắt. Sau khi Ngân Triệu chết, Mạc Hạ Vân ngã ngồi xuống đất, khóc đau lòng mà tuyệt vọng, mà hơi thở của mộc chi bản nguyên và linh lực trên người cô đã bay biến sạch sành xanh. Bấy giờ, Lục Lâm Viễn biết cơ hội của mình đã tới. Lão ta ngửa mặt lên trời, há miệng bật cười đầy điên cuồng.
giờ phút này, đến cả ông trời vẫn luôn ưu ái lão ta. Mộc Chi Bản Nguyên đã định sẵn là đồ của lão ta rồi. Nghe thấy tiếng nhắc nhở của Tiểu Hồng Điểu, Vân Tuyết quay ngoắt đầu lại. Đằng sau cô có một lực hút khổng lồ truyền đến, dường như muốn hút hết, nuốt chừng hết tất cả nguồn năng lượng trên cơ thể cô. Vân Tuyết nhấc kiếm ly thủy lên, vận linh lực, nhưng mà kiếm ly thủy chỉ phát ra tiếng vù vù rồi tia sáng trên thân kiếm dần trở nên mờ nhạt. Tất cả linh lực của cô đã tiêu hao hết trong khoảng thời gian chiến đấu vừa rồi. Tu vi của Lục Lâm Viễn hiện giờ tăng rất nhanh, chỉ cần để lão ta chạm vào người là có thể cắn nuốt toàn bộ linh lực và nguyên thần của đối phương. Vào khoảnh khắc bàn tay Lục Lâm Viễn sắp chạm vào cơ thể Vân Tuyết, đột nhiên một ánh sáng màu tím sắc bén vươn ra, dây tử đằng cắm thật mạnh vào bàn tay Lục Lâm Viễn. A! À, Lục Lâm Viễn hét lên một tiếng, ánh mắt lão ta lóe lên tia sáng tàn nhẫn, bàn tay cầm đao chém thật mạnh về phía Tử Minh U La. Dây tử đằng bị chém đứt trong nháy mắt, rơi rụng xuống mặt đất. Lục Lâm Viễn nhìn dây tử đằng đã héo quát, sung sướng cười khằng khặc, Mạc Hạ Vân, bây giờ linh lực của ngươi đã cạn kiệt, rơi vào cảnh nỏ mạnh hết đà phải không? Nếu không thì Tử Minh U La này đã không đến mức chẳng ngăn cản nổi một đòn công kích bình thường của ta. Mới vừa rồi khi chiêu vạn vật sinh trưởng trong Mộc Chi Bản Nguyên được tung ra, Tử Minh U La còn chẳng sợ hãi đòn công kích mạnh nhất của Ngân Triệu lấy một chút. Ha ha ha, đúng là trời giúp ta. Hôm nay ở trên đỉnh núi hùng này chỉ có hai người là ta và ngươi. Sẽ chẳng còn ai đến cứu ngươi được nữa, mà ngươi cũng không còn năng lực mà chiến đấu tiếp. Mộc Chi Bản Nguyên của ngươi đã được định sẵn là của ta rồi. Nếu ngươi biết điều thì ngoan ngoãn nghe lời ta, để ta nuốt mất Mộc Chi Bản Nguyên của ngươi. Nếu không, đừng trách ta nhẫn tâm chém đứt tay chân của ngươi rồi từ từ hưởng thụ quả ngọt là Mộc Chi Bản Nguyên. Vân Tuyết nắm kiếm ly thủy, từ từ lùi về phía sau, gương mặt lạnh băng nở nụ cười điên cuồng. Lục Lâm Viễn, ngươi yên tâm đi, cho dù ta chết thì cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục bằng được. Cô càng lúc càng lùi bước về phía sau, nơi cô đang đứng là vách đá dựng đứng trên đỉnh núi Hùng. Lục Lâm Viễn cười giễu cợt, sao nào, muốn nhảy từ vách đá này xuống à? Ngươi tưởng là ngươi nhảy xuống thì ta không thể dùng thuật cưỡi gió mà bắt ngươi lại à? Khà khà khà, Mạc Hạ Vân này, có phải ngươi bị thương quá nặng nên biến thành ngu ngốc rồi không? Gió đêm thổi qua mái tóc đen như gỗ mun, Phượng Vũ Thiên Y nhuộm máu đỏ nhẹ nhàng tung bay càng làm tôn lên nhan sắc tuyệt trần của người thiếu nữ, khiến làn da cô còn mịn màng trắng trẻo hơn cả châu ngọc, tựa như ánh trăng sáng tỏ giữa đêm đen vậy. Nhưng vào lúc này, thiếu nữ tuyệt trần lại cười vang, có bản lĩnh thì ngươi bắt cho ta xem. Dứt lời, cô tung người lên, đột ngột nhảy từ trên vách đá xuống. Muốn chạy trốn à, không dễ dàng vậy đâu. Lục Lâm Viễn hét lên rồi vội vàng vận linh lực, nhanh chóng đuổi theo sau. Vân Tuyết rơi xuống tự nhiên, còn Lục Lâm Viễn thì bay, cho nên gần như chỉ trong nháy mắt, lão ta đã bắt kịp tốc độ rơi xuống của Mạc Hạ Vân. Lục Lâm Viễn bắt lấy cánh tay của Vân Tuyết, cười vang sung sướng, Mộc Chi Bản Nguyên là của ta, đã định sẵn là của ta. Chỉ cần cắn nuốt được Mộc Chi Bản Nguyên là lão ta sẽ có được hết thảy. Quyền lợi, địa vị, khoái cảm cao quý coi mạng người như cỏ rác vốn nên thuộc về lão ta. Năng lượng nuốt chừng toát ra từ lòng bàn tay của Lục Lâm Viễn, bắt đầu điên cuồng hút lấy Mộc Chi Bản Nguyên trên người Vân Tuyết. Nhưng mà đột nhiên, đôi mắt Lục Lâm Viễn ánh lên sự kinh hãi, thân thể lão ta co rúm lại. Ngươi, ngươi làm cái gì vậy? Vân Tuyết nhếch miệng, đôi mắt sáng quắc như thể muốn đốt Lục Lâm Viễn thành cho bụi. Không phải ta đã nói rồi sao? Cho dù phải chết thì ta cũng muốn kéo ngươi xuống địa ngục bằng được. Cơ thể Lục Lâm Viễn dãy giụa kịch liệt, tốc độ đang bay xuống đã được lão ta thả chậm lại. Song lúc này tốc độ rơi thình lình tăng nhanh. Khả năng bay của lão ta đã mất đi hiệu lực rồi. Tầng thứ tư của tâm điển Maha, cắn nuốt. Đây cũng là năng lực mà Vân Tuyết Đa từng dùng khi còn ở tu vi trúc cơ kỳ. Chẳng qua ngày đó năng lực cắn nuốt vẫn chưa đáng sợ như ngày hôm nay. Không phải là cô đang cắn nuốt tu vi và linh lực trong cơ thể Lục Lâm Viễn, bởi vì lúc này cô đã cạn kiệt sức lực nên không có khả năng mà tranh cướp linh lực và tu vi của lão ta. Nhưng mà cô có thể cắn nuốt những linh lực mà Lục Lâm Viễn phóng ra, bất kể là pháp thuật mà lão ta muốn phóng ra hay là muốn bay trên không trung. Mạc Hạ Vân, đồ điên này, mau, mau dừng lại. Cứ như vậy mà ngã xuống thì hai người chúng ta sẽ tan xương nát thịt mất. Ngươi có nghe không hả? Ngươi không muốn sống nữa sao? Lục Lâm Viễn cuống cuồng, từ vách đá trên đỉnh núi Hùng chạm xuống mặt đất là độ cao đáng sợ thế nào? Nếu rơi tự do xuống mặt đất, dù là thân thể võ giả thì cũng sẽ bị nát thành mảnh vụn mất. Vân Tuyết yếu ớt cười lên, giọng nói trong bóng tối có vẻ êm ái và dễ nghe đến lạ, nhưng Lục Lâm Viễn nghe thấy thì chỉ càng thêm hoảng sợ và tuyệt vọng mà thôi. Rốt cuộc, kẻ đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này chính là Lục Lâm Viễn,
Muốn hỏi Vân Tuyết hận nhất là ai thì chắc chắn là gã đàn ông này. Chỉ cần giết chết được lão ta, đừng nói là ngã thành đống thịt bầy nhầy, cho dù hồn phi phách tán thì cô cũng không tiếc. Mạc Hạ Vân, đột nhiên một tiếng gọi lo lắng vang lên trong không trung. Bóng người Trần Minh Dương xả xuống, bay tới phía Vân Tuyết và Lục Lâm Viễn. Thấy Lục Lâm Viễn đang túm lấy Vân Tuyết, đôi mắt Trần Minh Dương lóe lên ánh sáng rét lạnh, ngọn lửa đỏ vàng lập tức xuất hiện trên thân kiếm Hồng Liên, hắn dứt khoát đâm thật mạnh vào người Lục Lâm Viễn. A a, Lục Lâm Viễn kêu rên đau đớn, nơi ngực lão ta có một ngọn lửa đang đốt cháy da thịt và nội tạng của lão ta, đồng thời phát ra âm thanh xèo xèo đáng sợ. Nhưng bởi vì biết đây là thời khắc sống còn, cho nên Lục Lâm Viễn dù đang đau muốn chết nhưng lão ta quyết không chịu buông bàn tay đang túm lấy Vân Tuyết. Trần Minh Dương dùng miệng giữ kiếm Hồng Liên, một tay thì ôm lấy Vân Tuyết, linh lực gần như cạn kiệt trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển mới tạm thời giúp người mình không bị rơi xuống. Vân Tuyết ngẩng đầu, thấy Trần Minh Dương mình đầy thương tích và cả cơ thể đang cạn khô linh lực kia của hắn. Giọng cô bỗng trở nên khàn khàn đau đớn, "Trần Minh Dương, đừng quan tâm đến tôi, huynh hãy sống cho thật tốt nhé." Một khắc sau, linh lực của Trần Minh Dương đã hao tổn hết, nhưng hắn như thể không nghe thấy Vân Tuyết nói gì. Hắn văng tơ kim tằm ra, một đầu trói chặt vào mình, đầu còn lại thì buộc vào cổ tay của Vân Tuyết. Sau đó, hắn buông cánh tay duy nhất của mình ra rồi bắt lấy kiếm Hồng Liên, cắm thật mạnh vào vách đá. Thân kiếm kim loại cứa vào vách đá vang lên tiếng rèn rẹt chói tai, tia lửa văng bắn khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn giúp ba người đang có chiều hướng rơi xuống ổn định lại. Trần Minh Dương cúi đầu, trong mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, nhưng lúc nhìn Vân Tuyết thì dường như tràn ngập sự dịu dàng và lưu luyến. Mạc Hạ Vân, cô đừng quên là cô còn có Trác Thế Vũ, còn có đám cưới và tương lai của cô. Nếu đã mất đi, tất sẽ có một ngày cô tìm lại được. Nếu chết cùng với tên khốn này thì không đáng chút nào. Vân Tuyết ngẩn người, suýt chút nữa quên cả sử dụng tâm điển Maha, sương mù nơi đáy mắt dần ngưng tụ thành những giọt nước. Trác Thế Vũ, đúng vậy, cô còn có Trác Thế Vũ. Nếu cô cứ thế mà chết, chắc hẳn Trác Thế Vũ sẽ đau lòng, sẽ tuyệt vọng lắm. Hơn nữa, thi thể và nguyên thần của nhóm Cốc Vĩnh Khang vẫn còn đó, Tiểu Bạch và Tiểu Chiến chỉ đang ngủ say mà thôi chứ không phải đã chết thật. Thậm chí, Vực Phong Long đã biến mất cũng có thể xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế gian này. Cô không thể chết được, hy vọng của cô, khát vọng của cô dù yếu ớt mà xa vời, nhưng vẫn chưa bao giờ là tuyệt vọng. Vân Tuyết nhắm chặt hai mắt, đang định nói gì đó thì đột nhiên Trần Minh Dương đang nắm lấy kiếm Hồng Liên để giữ vững cơ thể đột nhiên tỏ ra hoảng sợ. A a a, cứu với, ta không muốn chết, không muốn chết đâu. Lục Lâm Viễn hoảng sợ hét lên chói tai, thậm chí còn kinh hoàng hơn cả lúc Vân Tuyết kéo lão ta rơi tự do vừa rồi. Vân Tuyết cúi đầu, nhìn xuống phía dưới, chẳng biết từ lúc nào, bên dưới vách đá sâu hút tối đen như mực lại xuất hiện một xoáy nước khổng lồ. Bên trong xoáy nước là ngọn lửa đang bùng lên, là dòng dung nham đang quay cuồng, là biển dung nham tựa như Hồng Liên nghiệp hỏa có thể đốt cháy, tiêu diệt người ta bất cứ lúc nào. Đó là cái gì vậy? Vân Tuyết thẳng thốt lên tiếng. Không người nào có thể trả lời câu hỏi của Vân Tuyết, tuy nhiên ba người đều biết nếu mình rơi xuống đó thì chết là cái chắc. Kiếm Hồng Liên cắm trên vách đá không ngừng rung rung, đá vụn rơi xuống cùng với dư chấn, dường như nó sắp không chịu nổi sức nặng của ba người vậy. Vân Tuyết cũng mặc kệ việc đang nuốt linh lực mà Lục Lâm Viễn phóng ta, cô vung tay rồi cao giọng ra lệnh, tiểu tử. Dây tử đằng phóng lên cao, bò lên trên đỉnh vách núi rồi cuốn lấy tảng đá khổng lồ phòng ngừa rơi xuống. Vân Tuyết nắm lấy Tử Minh U La, sau đó trở tay giữ Trần Minh Dương, trầm giọng nói, nắm chặt cho tôi. Tiểu tử, kéo bọn ta lên. Nhận được mệnh lệnh, Tử Minh U La bắt đầu ra sức bò lên trên. Có điều, lực hút phía dưới càng lúc càng lớn, tảng đá khổng lồ mà nó cuốn lấy cũng bắt đầu phát ra âm thanh tạch tạch, dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Sau khi Lục Lâm Viễn phát hiện mình có thể sử dụng linh lực để bay thì bắt đầu liều mạng bay lên trên. Song lúc này lực hút ở vực sâu ngày một lớn mạnh, Lục Lâm Viễn không những không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ kinh khủng như địa ngục này mà ngược lại càng bị kéo tụt xuống dưới. Không, ta không muốn chết đâu. Lục Lâm Viễn thình lình bắn ra một sợi tơ kim tằm, trói chặt lấy người Trần Minh Dương. Trần Minh Dương muốn bỏ lại Lục Lâm Viễn đằng sau, nhưng mà cơ thể đã kiệt sức của hắn chẳng thể làm gì nữa. Két két, đó là tiếng tảng đá kia sắp gãy lìa. Trần Minh Dương bỗng quyết tâm, đột nhiên giật mạnh bàn tay đang được Vân Tuyết nắm lấy. Trần Minh Dương, không, ngươi không thể buông tay, ta không muốn chết. Vân Tuyết mở to mắt, máu toàn thân cô dần dần trở nên lạnh băng. Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Minh Dương liều mạng kéo Lục Lâm Viễn đang gào thét rơi xuống vòng xoáy đang há cái miệng to như chậu máu,
trơ mắt nhìn hắn bị dòng dung nham bao trùm. Thậm chí Trần Minh Dương còn chẳng kịp chăn chối vài câu, từ đầu đến cuối hắn chỉ nở nụ cười bình thản, điềm nhiên như không. Trong cuộc đời của hắn vốn đã chìm trong màu xám xịt tuyệt vọng, chỉ còn lại Mạc Hạ Vân mang tia sáng ấm áp cho hắn. Vân Tuyết há miệng, chỉ cảm thấy giọng nói và hơi thở của mình đông cứng lại. Két két, âm thanh như tiếng gọi của thần kết lại lần nữa vang lên. Những tảng đá vụn trên đỉnh vách núi liên tiếp rơi xuống. Tử Minh U La liều mạng muốn cuốn lấy cái gì đó để chống lại lực hút từ vòng xoáy kia. Nhưng vách núi phía trước đang sụt lún không ngớt và vòng xoáy càng lúc càng áp sát người Vân Tuyết. Bên trong vòng xoáy, biển dung nham đang quặn xoắn sôi trào, cô có thể cảm nhận rõ hơi nóng toát ra từ nó. Tất cả cành lá của Tử Minh U La không ngớt lay động, nó ra sức kéo lên, tuy nhiên cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi mà rơi xuống dưới. Thời điểm cơ thể chơi vơi giữa khoảng không, đáy lòng Vân Tuyết trào dâng cảm giác không phải là sợ hãi, mà là nỗi bi thương còn đau đớn hơn cả tuyệt vọng. Như vậy, cũng tốt, cô không cần phải chịu cô đơn nữa, cô có thể cùng mọi người đi đến một thế giới khác, cũng tốt. Tuyết Nghi, Vân Tuyết đang trong chiều hướng bị rơi xuống đột nhiên khựng lại. Tử Minh U La được một nguồn lực rất mạnh túm lại, cơ thể Vân Tuyết cũng lơ lửng trong không trung. Một giọng nói khàn khàn mà quen thuộc, mang theo sự gấp gáp, đau lòng và chất chứa biết bao tình cảm của người nào đó truyền đến. Vân Tuyết từ từ ngẩng đầu, thấy bóng người quen thuộc, gương mặt quen thuộc đang ở đằng trước. Đó là Trác Thế Vũ đang mặc hỷ phục đỏ thẫm, nhưng người thì nhếch nhác chật vật. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn thân là vết thương, khóe miệng vẫn vương vết máu, nhưng cuối cùng, hắn vẫn chạy tới bên cô kịp thời. Chỉ trong một đêm ác mộng này, cô từ thiên đường rơi xuống địa ngục, gần như mất đi tất cả. Nhưng may mà, sau cùng cô vẫn còn hắn, còn người đàn ông mà cô yêu thương, còn người chồng mà cô quyết định sẽ sóng vai nhau sống suốt quãng đời còn lại. Trác Thế Vũ, Vân Tuyết thốt lên những tiếng thút thít giống như thú con gào thét. Vốn tưởng rằng đôi mắt đã khô cạn nước mắt lại thi nhau rơi lệ, như thể nó muốn kể hết tất cả những ấm ức, những bi thương và nỗi thù hận trong cô. Trác Thế Vũ thở hổn hà hổn hển, một tay liên tục quấn tròn để kéo dây tử đằng lên, tay còn lại thì cầm kiếm phong long sắp sửa lao vút xuống đón Vân Tuyết. Dường như biển dung nham trong địa ngục Hồng Liên, vòng xoáy nuốt chửng người, lực hút khổng lồ này chẳng hề hấn gì với hắn vậy. Trong mắt, trong lòng hắn chỉ còn lại tân đương mà hắn vất vả lắm mới tìm được. Chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa là hắn sẽ mất đi người mình thương. Đôi mắt Trác Thế Vũ ngập tràn sự dịu dàng, nhưng cũng chính đôi mắt ấy lại lóe lên ánh sáng đỏ ngầu mà đáng sợ. Nỗi phẫn nộ trong lòng hắn đã dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng mà tình cảm dịu dàng và thương yêu lại choán ngập toàn bộ suy nghĩ của hắn. Đám người kia dám làm tổn thương Tuyết Nhi, dám khiến Tuyết Nhi phải khóc à? Hắn sẽ không tha cho một kẻ nào hết, hắn chắc chắn sẽ khiến bọn chúng phải trả một cái giá đắt. Từ nay về sau, hắn sẽ yêu thương cô gái này hết mực, rồi cuối cùng sẽ có một ngày cô thoát khỏi nỗi đau đớn, rồi sẽ có một ngày nụ cười nở rộ trên môi cô lần nữa. Trác Thế Vũ vừa nghĩ vậy, tốc độ bay về phía Vân Tuyết càng lúc càng nhanh. Vào lúc tay của hắn sắp chạm vào bàn tay nhỏ bé chồng chất vết thương của cô thiếu nữ kia, bỗng nhiên có tiếng răng rắc truyền đến từ sợi tử đằng bên dưới mà Trác Thế Vũ đang túm lấy. Vân Tuyết trợn trừng mắt, trong thần trí của cô cảm nhận được Tử Minh U La đang đau đớn và sợ hãi. Hình như có một sức mạnh vô hình cắt nhánh dây đang lơ lửng trong không trung của nó thành hai mảnh. Trác Thế Vũ, Vân Tuyết khàn giọng hét lên, thân thể của cô đang rơi xuống và rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Tuyết Nhi, đôi mắt Trác Thế Vũ đỏ bừng, linh lực hắc ám tuôn trào mãnh liệt, tràn ngập cả đất trời. Tốc độ của hắn cũng càng lúc càng nhanh, đến mức nhanh hơn cả tốc độ truyền âm thanh, nhanh đến mức dường như không khí bị xé rách thành một cái lỗ. Bàn tay của hai người càng lúc càng gần, càng lúc càng gần nhau, Trác Thế Vũ đã cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ đầu ngón tay của Vân Tuyết. Tuyết Nhi, nắm lấy ta. Ngay sau đó, bên trong vòng xoáy khổng lồ hình thành một con rồng bằng lửa đỏ, quét qua người Vân Tuyết rồi kéo cô xuống vực sâu. Ở khoảnh khắc hai bàn tay vừa chạm vào nhau thì bỗng bị kéo ra xa. Rõ ràng khoảng cách ấy chỉ còn một chút nữa thôi, nhưng lại như thiên đường và địa ngục. Không khí nóng bỏng ập vào người cô, bấy giờ Vân Tuyết mới ý thức được đây là lần đầu tiên mình tiến gần đến cái chết như vậy. Gần đến mức cô không còn khả năng chống cự, gần đến mức vang vọng tiếng gọi của thần chết bên tai. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt cô, Vân Tuyết đột nhiên nhoẻn môi nở nụ cười tươi tắn. Thế Vũ, thiếp yêu chàng. Trác Thế Vũ, thiếp yêu chàng. Cuộc đời này được gặp gỡ và quen biết chàng, được chàng hứa hẹn yêu thương như vậy, thiếp không còn gì để hối hận. Dưới bầu trời đêm, mặt trăng tỏa sáng, ánh sao rực rỡ, ngọn lửa nóng hổi bị gió đêm thổi bập bùng.
Nhưng tất cả mọi thứ xinh đẹp kia vẫn thua kém thiếu nữ tóc đen váy hồng, nước mắt long lanh, mỉm cười khuynh thành. Ngọn lửa bập bùng một chút rồi vút lên, trong nháy mắt nuốt chửng cơ thể yếu ớt của thiếu nữ, cuốn vào biển dung nham. Không, tiếng rít gào đau xé tim gan chất chứa sự mất mát, đau khổ và tuyệt vọng vang vọng cả sơn cốc. Trác Thế Vũ như phát điên liều mạng lao xuống dưới, hắn không quan tâm dưới kia là vòng xoáy nuốt chửng con người hay là dòng dung nham đốt cháy con người. Hắn chỉ muốn giữ lại cô gái đang rơi xuống ấy, nắm lấy người con gái mà hắn nguyện trao tình yêu chân thành duy nhất của cả cuộc đời. Xong, lúc Trác Thế Vũ gần sát với vòng xoáy kia thì không khí đột nhiên dập dờn. Vòng xoáy khép lại trong nháy mắt, dòng dung nham biến mất, chỉ còn lại tàn ảnh bập bềnh giống như sương mù trong không khí. Mạc Hạ Vân, Mạc Hạ Vân, từng tiếng gào thét giống như tiếng chim quyên khóc ra máu, lại khàn khàn như cầu khẩn vang vọng dưới vực sâu của núi Hùng. Trác Thế Vũ điên cuồng lùng sục tìm kiếm dưới đáy vực, nhưng mà không có bóng dáng của cô. Ở đây nào còn biển dung nham nữa, nào còn tung tích của Mạc Hạ Vân nữa. Đúng lúc ấy, trong đầu của hắn thình lình vang tiếng thứ gì đó vỡ vụn. Bàn tay vốn đang cầm kiếm phong long điên cuồng bổ chém để tìm kiếm bóng dáng Vân Tuyết bỗng khựng lại giống như bị hóa đá. Trác Thế Vũ ngơ ngác đứng tại chỗ. Trác Thế Vũ biết, đó là hơi thở còn lưu lại của hạt giống trong nguyên thần hắn. Từ lúc hắn sinh ra, hạt giống ấy luôn như hình với bóng cùng hắn, như thể đó là hạt mầm sinh ra để cộng hưởng với linh hồn của hắn. Hắn đã đưa hạt giống này cho Mạc Hạ Vân coi như tín vật ước hẹn. Vào giờ khắc này, trong đầu hắn vang lên tiếng vỡ tan, hơi thở của nó được lưu lại trong thế gian này dần dần tan biến từng chút một, đến tận khi hoàn toàn biến mất khỏi cõi đời này. Trái tim đang đập loạn nhịp dần dần chậm chạp, máu trong cơ thể hắn cũng như bị đóng băng lại. Máu của hắn và Mạc Hạ Vân từng giao hòa với nhau, máu của Mạc Hạ Vân ở trong cơ thể hắn có thể ức chế hàn độc phát tác, có thể sưởi ấm cơ thể lạnh băng của hắn. Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi, hắn cảm nhận rõ ràng hơi ấm kia đã biến mất. Hy vọng của hắn, hạnh phúc của hắn đã bị những kẻ xấu xa phá hủy sạch sẽ trong đêm đen tĩnh lặng lạnh căm này. Trác Thế Vũ ngơ ngác đứng yên tại chỗ, những giọt nước mắt hòa lẫn với máu tuôn trào khỏi khóe mi hắn rồi lại dần dần khô khốc. Ngọn gió dưới đáy vực thổi bay mái tóc hắn, bộ hỷ phục đã rách tướp của hắn bay bay càng tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt, dường như đang cười nhạo hạnh phúc tựa giấc mộng của hắn đang dần tan biến. Đột nhiên Trác Thế Vũ cắt cổ tay rồi mút từng chút máu đang trào ra từ động mạch của tay của mình. Thứ chất lỏng đó lạnh băng, ngai ngái, sền sệt lại xa lạ. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Tiếng nói trầm khàn đứt quãng liên tiếp vang lên trong sơn cốc. Sao mà đau đớn như vậy, bi thương như vậy, hối hận và tuyệt vọng như vậy. Tại hắn đã không bảo vệ tốt Mạc Hạ Vân, tại hắn mất cảnh giác nên đã cho Trác lão phu nhân tranh thủ cơ hội. Tại sự bất lực của hắn khiến Mạc Hạ Vân rơi vào tình cảnh hung hiểm, tại hắn quá yếu ớt nên mới phải trơ mắt nhìn bi kịch xảy ra trước mặt mà chẳng thể làm gì khác được. Bên trên vách đá đột ngột vang lên tiếng người bàn tán và tiếng kêu sợ hãi. Đại ca, sao huynh lại đến đây? Đèn thần hồn của Vô Xương và Ngọc Thanh đều tắt rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ là mấy tên võ giả thấp hèn ở hạ giới mà lại chèn ép các ngươi đến mức này à? Mộc Chi Bản Nguyên đâu? Đại ca, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Tiếng huyên náo, tiếng bước chân, tiếng lục soát và cả tiếng từng người bay xuống đáy vực truyền vào tai Trác Thế Vũ. Người đầu tiên xông xuống đáy vực chính là Lâu Thiệu Khôi. Lão ta vừa nhìn thấy Trác Thế Vũ đứng trong đống đất đá đổ vỡ này thì lấy làm kinh hãi. Trác Thế Vũ trước mặt lão ta thật là đáng sợ, quanh người hắn có vô số linh lực màu đen. Rõ ràng trong đêm tối, nguồn linh lực màu đen kia lại hiển hiện rõ nét đến thế, nó giống như một vòng xoáy khổng lồ muốn nuốt chửng cả Trác Thế Vũ. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn trải rộng cả thành Long Ngự. Lâu Thiệu Khôi kinh ngạc ngẩng đầu, những giọt mưa lạnh ngắt bắt đầu rơi xuống, đập lên mặt lão ta. Chỉ trong chớp mắt, những hạt mưa to tầm tã rơi xuống, đập vào cây cối núi đá làm phát ra tiếng vang bồm bộp. Bấy giờ Trác Thế Vũ mới ngẩng đầu, hắn nhìn sang Lâu Thiệu Khôi rồi đám đệ tử nhà họ Lâu đang xả xuống dò xét, sau đó nở một nụ cười nhợt nhạt. Nước mưa làm ướt áo quần và tóc tai của Trác Thế Vũ, vết máu trên người hắn cũng bị nước mưa cọ rửa, để lộ gương mặt tuấn tú và dung nhan tuyệt thế đứng đầu thiên hạ. Lúc hắn nhếch miệng cười mang theo sự dịu dàng như nước, ánh mắt rạng rỡ chất chứa nỗi niềm lưu luyến triền miên, như thể đang nhìn người vợ yêu mến đang ở nơi xa xăm nào đó. Có điều, Lâu Thiệu Khôi trông thấy cảnh đấy mà toàn thân cứng ngắc, nỗi sợ hãi đang ào ào bốc lên đầu lão ta. Đó là nụ cười của một ác ma muốn hủy diệt hết thảy, muốn chết cùng người thương. Trong tiếng mưa rơi lộp độp, cuối cùng Trác Thế Vũ cũng nhẹ nhàng cất lời, Tuyết Nhi, ta biết thật ra nàng không thích cô đơn một mình. Ta biết nàng thích nhất là có thù tất báo.
Tuyết Nhi, nàng yên tâm. Ta sẽ đưa tiễn tất cả bọn chúng theo để nàng có thể tự tay báo thù. Tuyết Nhi, nàng hãy chờ ta lập tức xuống đó cùng nàng. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng cô đơn một mình đâu. Trác Thế Vũ, ngươi muốn làm. Tiếng nói của Lâu Thiệu Khôi bỗng dừng lại, hơi lạnh thấu xương tưởng chừng có thể làm đông cứng linh hồn lão ta bỗng ập đến. Ngay sau đó âm thanh ken két vang lên, đóng băng. Bắt đầu từ chân Trác Thế Vũ rồi lan tràn ra khắp vùng xung quanh. Đất đai, cỏ cây, núi đá, côn trùng chim thú, sau đó là những giọt mưa che khuất bầu trời. Phàm là những chỗ có nước thì đều bị ngưng kết thành băng chỉ trong chớp mắt. Thậm chí đến giây phút cuối cùng, Lâu Thiệu Khôi còn chưa kịp kêu cứu thì đã biến thành một tượng băng. Có thể thấp thoáng nhìn thấy bên trong lớp băng, lão ta đang trợn to mắt, mang nét hoảng sợ và kinh hoàng. Nhưng mà tình trạng đóng băng vẫn chưa ngừng lại. Theo những giọt mưa rơi, lớp băng trải dài khắp vùng đất xung quanh với tốc độ đáng sợ. Ngay cả núi Hùng, ngay cả thành Long Ngự, thậm chí là những thành thị cách thành Long Ngự đến 100 dặm đều như bị ấn nút tạm dừng vào giờ phút này. Tất cả đều chìm trong cơn rét lặng, tĩnh mịch giống như cõi chết. Giữa vùng đất băng giá, Trác Thế Vũ chậm rãi bay lên trời. Ở dưới chân hắn, Lâu Thiệu Khôi và đệ tử nhà họ Lâu biến thành tượng băng thi nhau vỡ thành những mảnh băng vụn. Còn Trác Thế Vũ tựa như chúa tể của cả vùng đất này, cao quý như một vị thần, nắm trong tay sự sống chết của mọi người. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục, Tuyết Nhi, nếu ông trời trêu đùa người, không cho phép chúng ta hạnh phúc thì ta đây sẽ kéo cả đất trời này xuống địa ngục. Ta nói rồi, không một ai có thể ngăn cản chúng ta ở bên nhau. Thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Trên đỉnh núi Hùng vẫn có một vài cao thủ không minh kỳ chưa bị đóng băng. Những người đó chính là gia chủ và trưởng lão nhà họ Lâu, khi cảm ứng được Lâu Vô Xương và Ngân Triệu đã chết nên mới chạy tới. Ngoài ra còn có cả bốn hộ pháp của tộc Thanh Đằng. Rõ ràng là 7, 8 cao thủ không minh kỳ. Thế nhưng khi trông thấy Trác Thế Vũ bay lên trên đỉnh núi Hùng thì ai nấy đều sợ hãi lui về sau. Lâu Thương Hải há miệng, run giọng nói, ngươi, có phải trên người của ngươi có băng phách? Ông ta còn chưa nói hết câu, khí đen nồng đậm đằng sau Trác Thế Vũ lập tức khuếch tán tràn ngập khắp bốn phía với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khí đen vừa xuất hiện, tất cả mọi người và Lâu Thương Hải đều trợn trừng mắt, vẻ mặt ngập nỗi sợ sệt và khủng hoảng. Không, không thể nào, đây là linh lực hệ hắc ám của thần tôn. Làm sao có chuyện đấy cơ chứ? Trên thế gian này không thể nào có người thứ hai sở hữu linh lực hệ hắc ám. Hắn, rốt cuộc hắn và thần tôn có quan hệ thế nào? Linh lực màu đen như mực nhuộm khắp không khí, bao vây đám tám người này. Lâu Thương Hải có thể cảm nhận được sức mạnh hủy diệt to lớn và kinh khủng phát ra từ linh lực màu đen kia. Nó giống như con ma thú há cái miệng đỏ lòm đầy máu, muốn nuốt chửng thể xác và linh hồn của ông ta. A, không, tôi không muốn hồn phi phách tán. Tôi không cần mộc chi bản nguyên nữa, sau này tôi không dám nữa. Thần tôn tha mạng cho tôi. Sau cùng, có người trong tộc Thanh Đằng không chịu nổi nữa mà hét lên thật thê lương, ra sức lùi người về sau. Đó là vị thần gieo rắc mầm mống sợ hãi trong mỗi người ở Đại Lục Cát Thiên, đó là mong muốn mà không được, không cách nào với tới. Vị thần kia chỉ phất tay một cái là có thể khiến bọn chúng chết không có chỗ chôn, linh hồn mãi mãi bị đày xuống địa ngục, không được đầu thai chuyển kiếp. Người nhà họ Lâu cũng không khá hơn chút nào, ai nấy đều lạnh run, thi nhau lùi về sau. Đóng băng vạn dặm, linh lực hệ hắc ám và cả sức mạnh hủy diệt đất bộc phát từ người này khiến lòng tin của bọn chúng đều dã rời, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô bờ. Bỗng nhiên bọn chúng rất hối hận, dù biết mộc chi bản nguyên quý giá là thế, nhưng mà vì mộc chi bản nguyên mà chọc phải sự tồn tại đáng sợ kia, khiến toàn tộc bước trên bờ diệt vong, làm sao bọn chúng chấp nhận sự thật này được chứ? Nhưng mà thế gian này không có thuốc hối hận. Bọn chúng chắc chắn phải trả giá đắt vì những hành động của mình. Lâu Thương Hải run giọng nói, chúng tôi không cần mộc chi bản nguyên nữa. Chúng tôi có thể chắp tay dâng tặng những báu vật quý giá nhất của nhà họ Lâu. Đó là niết bàn cổ có thể làm người chết sống lại. Chỉ cần ngài tha cho chúng tôi sẵn sàng dâng tặng. Hộ pháp của tộc Thanh Đằng cũng hô to, chúng tôi cũng sẵn sàng dâng tặng báu vật để chuộc tội. Trong đêm tối, Trác Thế Vũ chỉ cười trầm thấp, mặt mày cúi xuống không nhìn rõ nỗi đau thương của hắn. Nhưng dù ai trông thấy trong mắt đen nhánh tĩnh mịch kia cũng sẽ cảm giác được chủ nhân của nó cực kỳ bi thương như xé ruột xé gan, cùng sự điên cuồng vì trái tim đã chết lặng. Đã quá muộn, tất cả đều đã quá muộn. Trác Thế Vũ mở choàng mắt, khí đen lượn lờ trên đỉnh núi Hùng như cảm ứng được tiếng gọi của chủ nhân, thình lình quét qua đám người Lâu Thương Hải. Tất cả các ngươi xuống địa ngục hết đi cho ta, trong biển dung nham. Bốn bề là ngọn lửa bập bùng dữ dội,
thỉnh thoảng có dung nham sôi trào phát ra tiếng lộp bộp, bốc lên bọt khí màu đỏ. Trong biển lửa ấy, cơ thể nhỏ nhắn yêu kiều của thiếu nữ co cụm lại, dường như đang có một vầng sáng bao phủ lên người cô. Phượng Vũ Thiên Y đã tự động biến mất rồi quay về không gian. Lúc này thiếu nữ chỉ mặc bộ đồ trắng mộc bạc, trông thật gầy yếu, thật đơn côi. Ngọn lửa bập bùng hồng đốt cháy cơ thể thiếu nữ, song ở vùng đan điền thiếu nữ có một nguồn năng lượng nhỏ bé tỏa ra, bao bọc lên cơ thể nhỏ nhắn, ngăn chặn không cho cô bị lửa đốt cháy. Đột nhiên một bóng người chậm chậm xuất hiện, bay lơ lửng xung quanh thiếu nữ. Chiếc áo choàng đỏ nhẹ nhàng phất qua những ngọn lửa đang toan bốc lên từ biển dung nham, vậy mà những ngọn lửa đỏ rực đó giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng lùi về sau. Chỉ trong nháy mắt, trong vùng đất này, ngọn lửa và dung nham đều biến mất, nhiệt độ cũng hạ xuống. Ánh lửa chiếu rọi bóng dáng của một chàng trai trẻ tuổi, chỉ là ánh sáng chiếu trên vùng mặt hắn đã mất đi, cho nên không nhìn thấy rõ lắm. Mái tóc dài để buông xõa chứ không dùng bất kỳ chiếc châm nào cài lên, đẹp tựa như dòng thác đổ, phản xạ quầng sáng nhàn nhạt khiến người ta mới chỉ nhìn thấy mái tóc đen đã rung động tâm hồn rồi. Người đàn ông mặc áo choàng đỏ vươn tay vẫy gọi, thiếu nữ được bao phủ trong vầng sáng chậm chậm trôi về phía y, bồng bềnh ngay trước mặt y. Cô bé mặc độc một bộ đồ trắng mỏng manh cuộn người lại, sắc mặt tái nhợt như tuyết, hàng mi dài rậm lặng lẽ khép lại, che đi đôi mắt phượng khiến người ta chấn động tâm hồn. Lúc này trông cô gái có vẻ yếu ớt như vậy, vô hại như vậy. Cô tựa bông tuyết rơi đầy trời, đậu xuống cành hồng mai xinh đẹp, một khi băng tuyết tan ra sẽ biến thành những giọt nước mắt óng ánh. Người đàn ông đó vươn đôi tay thon dài như ngọc, khớp xương rõ ràng giống như tác phẩm điêu khắc nghệ thuật từ miếng ngọc dương chi, sáng bóng dưới ánh lửa lập lòe. Bàn tay kia vuốt ve nhẹ nhẹ sườn mặt cô gái, cảm nhận sự mềm mại, nhẵn nhụi và hơi ấm đầy xúc cảm. Người đàn ông áo đỏ vô thức nhíu mày trước cảm xúc xa lạ ấy, song trong mắt bỗng ánh lên chút hứng thú. Đột nhiên y vươn tay ôm thiếu hai tay thiếu nữ, đôi mắt ngước lên nhìn một chỗ nào đó không xa. Nơi đó lóe lên ảo ảnh, nhanh chóng xuất hiện tình cảnh trên đỉnh núi Hùng. Khí đen tràn ngập che khuất cả bầu trời, cả một vùng đất đóng băng sơ xác mà rét lạnh. Ở đó có Trác Thế Vũ một thân áo đỏ đang khát máu giết chóc, tàn nhẫn vô tình. Số mệnh trời định sao? Bởi vì số mệnh trời định nên ngươi mới có thể giúp hắn thức tỉnh, mới có thể giúp hắn tránh thoát khỏi gông cùng xiềng xích của ta rồi tỉnh táo lại phải không? Người đàn ông áo đỏ cúi đầu, vuốt ve nhẹ nhẹ hai gò má thiếu nữ trong lòng mình, giọng nói êm dịu và nhẹ nhàng mang theo ý cười. Nhưng mà, ta không bao giờ tin thiên mệnh đâu. Nếu thiên mệnh nói rằng ngươi chắc chắn là của hắn thì ta đây càng phải giữ lấy ngươi. Ta thật sự rất muốn xem, một ngày nào đó hắn phát hiện ra người mình yêu đã hoàn toàn thuộc về ta thì sẽ có biểu cảm như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến ngày đó thôi là ta đã cảm thấy cuộc sống không còn gì nhàm chán nữa rồi. Dứt lời, bàn tay chàng trai áo đỏ mơn trớn gương mặt thiếu nữ bỗng khựng lại, nhẹ nhàng chuyển rời đến vị trí lồng ngực. Một niệm lực kỳ lạ hòa vào cơ thể thiếu nữ, xông thẳng đến trái tim. Ánh sáng ngũ sắc lóe sáng chói lọi ở vùng đan điền của thiếu nữ rồi đung đưa, hình như muốn ngăn cản cái gì đó. Song, cho dù là mộc linh lực mạnh mẽ nhất khi chạm phải niệm lực của chàng trai áo đỏ cũng trở thành cành khô củi mục, chẳng thể nào ngăn cản được. Khi luồng niệm lực kia sắp quấn quanh trái tim thiếu nữ thì một vầng sáng chói mắt tỏa ra quanh thân thiếu nữ. Mà biển dung nham vốn ngăn cách nơi đây với thế giới, hình thành một không gian độc lập đột nhiên rung lắc dữ dội, tất cả mọi thứ trong không gian bắt đầu biến hình vặn vẹo. Lần đầu tiên trên mặt chàng trai áo đỏ có biểu cảm kinh ngạc. Một khắc sau, khoảnh đất trống ở bên cạnh hai người bị một sức mạnh khổng lồ xé rách thành một cái khe. Lực hút cực đại truyền đến từ bên kia cái khe, kéo người đàn ông áo đỏ và thiếu nữ qua cái khe đó. Kẽ hở thời không, trong lòng chàng trai áo đỏ lóe lên một suy đoán khó tin. Ngay sau đó, y không chống trụ nổi mà ôm Vân Tuyết rồi bị cái khe kia nuốt chửng. Ánh sáng mạnh biến mất, không gian vặn vẹo rung chuyển cũng dần dần khôi phục nguyên trạng. Dung nham vẫn cứ sôi trào, ngọn lửa vẫn cứ bùng cháy. Song đã không còn bóng dáng hai người kia nữa, giống như họ chưa từng tồn tại vậy. Thành Long Ngự đã biến thành thế giới đóng băng, đất trời và vạn vật như bị bao phủ dưới màn sương tuyết trắng xóa. Đêm đen đằng đẵng dần qua đi, mây đen trên bầu trời từ từ tan biến, chân trời phía đông bắt đầu lóe lên những tia sáng trắng nhàn nhạt. Đó là tia nắng đầu tiên, là dấu hiệu của bình minh đã đến. Đột nhiên, tất cả băng sương giống như sợ hãi ánh mặt trời, chúng tan chảy từng chút một. Sau đó bốc hơi rồi tan vào không khí. Trong vài giây ngắn ngủi, Thành Long Ngự vốn chìm vào im lặng, vốn bị băng tuyết bao trùm lại sống dậy lần nữa, trở nên bừng bừng sức sống. Trong phủ Minh Vương, Tăng Thủ Nhạc mở bừng mắt, dường như ông vẫn còn cảm nhận được hơi lạnh thấu xương trên cơ thể mình.
Ông nhìn sang bên cạnh, đám đệ tử của phân viện Hoang Y cũng mang vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, đưa mắt nhìn đám bạn xung quanh. Hình như hết thảy đều không thay đổi chút nào cả, nhưng hình như mọi thứ đã thay đổi. Nhóm vệ Thành Uyên và Tấn Minh Chiết bị đóng băng ở cửa. Vốn dĩ bọn họ đang tranh chấp với những võ giả bao vây nơi này, chỉ muốn mau mau chạy đi xem Phủ Minh Vương và Mạc Hạ Vân rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà đột nhiên, một vầng sáng trắng choán ngợp tầm mắt họ, sau đó họ lập tức mất đi ý thức. Chờ lúc tỉnh lại, vệ Thành Uyên chỉ cảm nhận được cơn rét lạnh khó hiểu. Mà chờ đến khi hắn liếc mắt tìm kiếm thì đã không còn gã đàn ông vừa nãy còn tỏ ra hung thần ác sát, uy hiếp họ nếu như không chịu quay về thì sẽ làm thịt họ. Chuyện này, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Lý Dịch đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi, cậu hoảng hốt đến mức chạy đến rồi núp sau lưng Lý Sùng. Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy nơi mặt đất mà những võ giả phân thần kỳ vốn đang đứng chỉ còn một vũng máu và một đống xương. Người này bị giết rồi hả? Một cao thủ phân thần kỳ bị giết dễ dàng như thế hả? Rốt cuộc là ai làm vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thế? Tất cả những người còn ở trong sảnh chính tổ chức bữa tiệc đều lao hết ra ngoài. Dọc đường đi bọn họ còn nhìn thấy thêm vài vũng máu và đống xương rơi vãi dưới nền đất. Mà điều kinh khủng chính là mỗi một bộ xương đều tỏa ra khí lạnh căm căm. Nam quản gia kinh hoàng đi đến, dẫn mọi người cấp tốc vào phòng cưới của Trác Thế Vũ và Mạc Hạ Vân. Nhưng nơi này đã trống hôi trống hoác từ lâu, chỉ có thi thể xấu xí của Vân Nguyệt Giao đang lẳng lặng nằm đó. Cô ta đã bị bẻ gãy cổ, hoảng sợ trợn trừng mắt nhìn vào khoảng không. Mạc Hạ Vân đâu? Tiền Đại Phúc không kiềm được mà quát to, tại sao trong phòng cưới không có Mạc Hạ Vân? Trác Thế Vũ đâu? Tại sao cũng không thấy hả? Còn cả Cốc Vĩnh Khang, Trần Minh Dương, Thanh Long, Bạch Hổ nữa. Tại sao toàn bộ những người này đều biến mất rồi nhỉ? Những câu hỏi hoảng hốt vang lên liên tiếp trong phòng, nhưng không một ai có thể trả lời cho bọn họ. Thậm chí Thâm nhìn sang Thẩm Lam Yên đã đỏ ửng vành mắt, đột nhiên trầm giọng nói, mới vừa rồi ở núi Hùng truyền đến dư chấn dữ dội. Chắc chắn nơi đó đã xảy ra chuyện rồi, có thể Minh Vương và Mạc Hạ Vân đều ở đó. Lời nói của Thẩm Chí Thâm giúp Tăng Thủ Nhạc và những đệ tử của phân viện Hoang Y tỉnh táo lại đôi chút. Bọn họ chợt nhớ ra trước khi mình bị đóng băng, bọn họ cảm nhận được phía núi Hùng có rung chấn kịch liệt, ngay cả đất trời đều đang rung lắc nên mới muốn đi xem một chút. Có điều bọn họ lại bị người ta chặn lại, những người kia đều là cao thủ có tu vi Nguyên Anh kỳ trở nên, thậm chí có hai người là phân thần kỳ. Người của phân viện Hoang Y muốn đi ra ngoài, thế mà đám bọn chúng cứ thế tàn nhẫn ra tay chém người. Nếu như không phải Tăng Thủ Nhạc nhanh tay nhanh mắt thì chắc đã có người bị giết rồi. Đến giờ phút này, bất kể là Thẩm Chí Thâm hay nhóm vệ Thành Uyên đều ý thức được Phủ Minh Vương đã xảy ra chuyện, mà Mạc Hạ Vân cũng đã xảy ra chuyện. Bọn họ đang định liều mạng với đối phương thì đột nhiên ánh sáng trắng lóe lên, bọn họ mất đi ý thức, rơi vào tình trạng đóng băng. Tấn Minh Chiết trầm giọng nói, Hồng Tô, để cùng với một nhóm người ở lại đây, nếu như gặp Mạc Hạ Vân thì lập tức truyền tin cho bọn huynh. Những người khác đi cùng với ta đến núi Hùng xem sao. Mọi người đồng loạt thưa vâng, đang định rời khỏi đây thì trông thấy nam quản gia ngồi xuống bên cạnh đống hài cốt, chạm vào hàn khí bên trên hài cốt đó. Hàn khí vừa tiếp xúc với đầu ngón tay nam quản gia, cơ thể ông lập tức hình thành một tầng xương lạnh. Vào thời khắc mọi người đang sợ hãi khí lạnh này thì nam quản gia đột ngột biến sắc, hô lên thất thanh, thiếu gia. Sau đó ông như thể lên cơn điên, bay ngay về phía núi Hùng. Nam quản gia đã nhận ra đó là hàn độc, là loại hàn độc không tên chú ngự trong cơ thể Trác Thế Vũ, dày vò Trác Thế Vũ suốt 20 mấy năm liền. Từ khi sinh ra, loại hàn độc này vẫn luôn nằm trong cơ thể Trác Thế Vũ, năm nào nó cũng phát tác. Mỗi lần phát tác đều phải dùng ngọn lửa chí dương để áp chế, nếu không sẽ đau đến mức không thiết sống. Nhưng mà rất nhiều người thân cận theo hầu Trác Thế Vũ đều biết loại hàn độc này đáng sợ cỡ nào. Cho dù là vật chí dương như ngọc hỏa thiềm thừ cũng chỉ có thể áp chế nó chứ không làm nó biến mất hoàn toàn được. Một khi loại hàn độc này tái phát thì sẽ gây ra cảnh vạn dặm đóng băng, mưa rơi thành tuyết cũng không phải là ngoa. Nhưng mà hàn độc tái phát cũng đồng nghĩa với Trác Thế Vũ sẽ hoàn toàn bị chất kịch độc chí âm chí hàn này nuốt chửng, và linh lực hệ hắc ám trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn bùng nổ. Điều đó có nghĩa Trác Thế Vũ sẽ chết chắc trên đỉnh núi Hùng. Lâu Thương Hải bò lồm ngồm bò trên mặt đất bằng cả tay lẫn chân. Ông ta liều mạng bò ra xa, cất lên những tiếng kêu gào đứt quãng, tha cho tôi, cầu xin ngài tha cho tôi. Tôi không dám nữa, thần tôn, tôi không dám nữa. Linh lực màu đen cuốn lấy một cái chân của ông ta, nhưng không có dấu hiệu lan tràn lên trên. Chỉ thấy không khí vặn vẹo, cái chân của Lâu Thương Hải cứ thế bị kéo xuống rồi biến mất trong bóng tối, máu thịt văng bắn khắp nơi.
Vậy mà linh lực màu đen khủng khiếp kia vẫn không dừng lại. Nó từng chút một cắn nuốt mất hai tay, hai chân, bụng, lồng ngực, máu thịt bắn tứ tung. Nhưng mà sau cùng, ông ta vẫn chưa thể chết, dù là trái tim cũng bị linh lực hắc ám cắn nuốt nhưng ông ta vẫn chưa chết. Đó là nỗi sợ hãi và đau đớn khủng khiếp đến mức nào, tuyệt vọng đến mức nào chứ? Lâu Thương Hải nhìn vào đôi mắt mang ý cười điên cuồng kia, đôi mắt ấy đỏ ngầu như máu, dịu dàng như nước, nhưng lại mang sự tàn khốc không có tình người. Ông ta rất hối hận, nếu như không nghe thấy tin tức của Mộc Chi Bản Nguyên thì tốt rồi, nếu như ông ta không đích thân chạy đến Đại Lục Cát Thiên thì tốt rồi. Nếu như ông ta không chọc giận người đàn ông kinh khủng này thì tốt rồi. Đáng tiếc, thế gian này không có nếu như, nhà họ Lâu chắc chắn phải rơi vào kết cục suy tàn. Đến tận khi một sợi tóc cuối cùng của Lâu Thương Hải cũng bị linh lực hắc ám nuốt chừng, Trác Thế Vũ mới ngừng điều khiển nguồn năng lượng mang sức mạnh hủy diệt cắn nuốt này. Sau khi không còn đối tượng cắn nuốt nữa, linh lực hệ hắc ám nhanh chóng vọt tới chỗ Trác Thế Vũ, bao vây quanh người hắn. Chúng bùng lên rồi sôi trào, phấn chấn một cách khó hiểu. Đây là sức mạnh hủy diệt, nếu như không kiểm soát tốt thì sử dụng nó để giết kẻ địch và cũng là giết chính mình. Trác Thế Vũ có thể trói buộc nó, có thể khống chế nó, nhưng vào lúc này hắn không muốn làm vậy nữa. Hắn ngước đôi mắt đỏ máu nhìn về chân trời phía đông, mặt trời đang từ từ ló dạng sau áng mây, tia nắng vàng đỏ buổi sáng sớm chiếu rọi cả vùng đất. Nó như đang nói với mọi người, màn đêm hắc ám lạnh lẽo này sắp phải đi rồi, bình minh ấm áp sắp bao trùm lên vạn vật một lần nữa. Nhưng tia sáng và hơi ấm vốn thuộc về Trác Thế Vũ vĩnh viễn sẽ không kéo đến lần nữa. Linh lực hệ hắc ám từ từ che khuất thân thể Trác Thế Vũ, bám vào cổ họng, gương mặt và đôi mắt mang nét cười đoạn tuyệt của hắn. Tuyết Nhi, chờ ta. Sự âm u và lạnh lẽo trong đôi mắt đỏ ngầu dần dần tan biến, hóa thành nỗi luyến lưu và nhung nhớ vô bờ. Hắn biết, Tuyết Nhi của hắn bề ngoài kiên cường, nhưng trong lòng lại rất sợ cô độc. Hắn biết, Tuyết Nhi của hắn không thích khóc thích cười, nhưng mỗi khi cười lên lại giống như mặt trời tỏa nắng, khóc lên lại khiến người ta tan nát cõi lòng. Hắn biết, cuộc đời này mất đi Mạc Hạ Vân thì bản thân hắn không còn ý nghĩa gì để sống tiếp nữa. Tuyết Nhi, chờ ta sẽ nhanh đến với nàng thôi. Từ nay về sau, chúng ta sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa. Thiếu gia, tiếng gào thét thê lương của nam quản gia vang tận mây xanh. Cảnh cuối cùng ông nhìn thấy là linh lực hệ hắc ám hoàn toàn nuốt chừng Trác Thế Vũ, sau đó tan vào trong đất trời. Từ nay về sau, trên Đại Lục Cát Thiên đã không còn Mạc Hạ Vân, cũng không còn Minh Vương Trác Thế Vũ nữa. Gần như cùng thời khắc đó, trong khoảng không mênh mông hỗn độn, một ngôi sao vốn ảm đạm bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tia sáng này bao trùm toàn bộ thế giới, bao gồm cả Đại Lục Thiên Dực và Cát Thiên. Giờ khắc này, ở tất cả thế giới đại lục cấp thấp đều xảy ra cơn rung chấn, sông núi chuyển rời. Trên Đại Lục Thiên Dực, người không biết chuyện gì xảy ra đều sợ hãi bò lồm ngồm dưới đất, cảm nhận sức ép tựa như đến từ một vị thần khiến bọn họ lạnh run. Cũng có tu sĩ cao cấp hoảng sợ ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trên đỉnh núi Tử Vi cao nhất Đại Lục Thiên Dực, thần điện vốn tắt đèn từ rất lâu, tầng mây thật dày bao trùm lên nó, dường như tất cả đang chìm trong cơn say ngủ. Đột nhiên vầng sáng đến từ khoảng không hỗn độn xuyên qua tầng tầng lớp lớp mây đen, đáp xuống thần điện. Chỉ trong một thoáng, toàn bộ núi Tử Vi tỏa ra vầng sáng cao vạn trượng, gần như chiếu rọi cả bầu trời vẫn còn tờ mờ sáng thành ban ngày sáng trưng. Trong một góc của thần điện, một con chim khổng lồ màu đỏ vốn đang dùng hai cánh của mình bao bọc thân thể, đôi mắt to của nó nhắm chặt lại như đang ngủ say. Khi tia sáng kia phủ xuống, con chim đỏ mở choàng mắt ra, con ngươi tựa như viên bảo thạch màu đỏ toát lên niềm vui sướng vô bờ. Nó khẽ lắc mình biến thành một người con gái xinh đẹp, bay về phía thần đàn nằm ở trung tâm thần điện. Đôi cánh đằng sau lưng cô giang ra rồi khẽ vỗ, những chiếc lông vũ lửa đỏ nhẹ nhàng đập xuống, dường như có ngọn lửa tỏa ra khắp xung quanh. Trong thần đàn, lúc này nền đất vốn đen tối được ánh sáng trắng bao phủ. Bảy pho tượng đá đứng sừng sững chia ra hai bên cửa. Bảy pho tượng đá này theo thứ tự là những thần thú trong truyền thuyết, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột. Khi vầng sáng trắng phủ xuống, bảy pho tượng đá này đồng loạt phát ra âm thanh cạch cạch, mặt ngoài tượng đá cũng xuất hiện vết nứt rõ ràng. Hơi thở mạnh mẽ của loài dã thú tràn ngập khắp không khí, nếu là người bình thường ở chỗ này chắc sẽ sợ đến mức vãi ra quần rồi chạy trối chết mất. Nhưng cô gái do con chim màu đỏ hóa thành lại vui mừng khôn xiết. Cô vừa mong mỏi vừa lo lắng nhìn bảy bức tượng đá đang nứt ra này. Theo tượng đá hoàn toàn nứt toác, bảy con thần thú cũng hiện ra dáng vẻ vốn có của chúng. Rồng gầm, hổ hừ, vạn thú đua tiếng,
liên tiếp có tiếng gầm giống vang lên dưới thần đàn này. Chẳng qua rất nhanh, những con thần thú này đều huyễn hóa thành hình người của chính mình giống cô gái kia. Tia sáng biến mất, hơi thở hung tàn của dã thú cũng chậm chậm tan đi. Cô gái tiến lên một bước, vui vẻ nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Hỗn Độn, Thao Thiết, Cùng Kỳ, Đào Ngột, cuối cùng mọi người cũng tỉnh rồi. Chu Tước, đã lâu không gặp. Bạch Hổ tiến lên đầu tiên, ôm chặt lấy cô gái đó rồi chào hỏi giống như bạn bè thân quen lâu ngày mới gặp lại. Hốc mắt Chu Tước đỏ lên, hào quang trên gương mặt cô tỏa ra bốn phía, khẽ khàng cất giọng, một mình ta ở chỗ này trông mọi người 20 mấy năm. Cuối cùng cũng đến lúc mọi người tỉnh lại rồi. Chủ nhân đâu? Thanh Long hỏi, chủ nhân tỉnh chưa? Chu Tước đang định trả lời thì đột nhiên một vầng sáng mạnh chiếu xuống. Chiếc quan tài lưu ly nằm giữa trung tâm thần đàn cách đó không xa phản xạ tia sáng chói mắt. Ngay sau đó, trên nắp quan tài lưu ly đóng chặt mà cả nghìn cả vạn tu sĩ không minh kỳ bắt tay cậy mở cũng không ra, đột nhiên vang lên tiếng ken két, hé ra thành một cái khe nhỏ. Tia sáng chói mắt bao phủ quanh thân quan tài lưu ly, cho nên nhóm Thanh Long và Chu Tước không một ai phát hiện có một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt của người đàn ông đang ngơ ngác nhìn lên không trung, sau đó tan biến trong không khí. Tuy nhiên chờ vầng sáng nhạt dần, người đàn ông đó từ từ đứng lên từ quan tài lưu ly, chậm rãi đi xuống thần đàn. Gương mặt hắn đã không còn hiển hiện nỗi đau đớn và mờ mịt mà chỉ còn sự cao ngạo lạnh lùng. Nhìn thấy con người cao quý như một vị thần đó, nhìn thấy gương mặt quen thuộc khiến tất cả các cô gái phải say đắm, cuối cùng dòng nước mắt đã nhịn từ lâu của Chu Tước lăn dài. Chủ nhân, cuối cùng chủ nhân đã trở về rồi. 7 người nhóm Thanh Long và Hỗn Độn đồng loạt quỳ một chân, hai tay chống xuống đất, khom lưng, hô to, cung nghênh chủ nhân trở về. Suốt 20 năm, cuối cùng vị vua duy nhất của Đại Lục Thiên Dực cũng đã trở về. Trên đỉnh núi Tử Vi, cuối cùng ngọn đèn tắt ngấm suốt 20 năm của thần điện đã được thắp sáng lên một lần nữa. Cả Đại Lục Xiêm Sa trở nên sục sôi. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn đỉnh núi cao vời vợi, tít tận mây xanh ấy, bọn họ mở to mắt, dướn cao cổ để cố gắng xác định xem điều mình nhìn thấy được có phải là thật hay không. Thần điện lên đèn, điều đó có nghĩa là thần tôn đã trở về. Vị vua cao quý mà không ai có thể chạm tới, người nắm giữ sự sống chết của cả Đại Lục Thiên Dực đã biến mất tròn 20 năm, cuối cùng giờ phút này đã trở lại. Trong thánh điện, những cây cột được chế tác từ tinh thạch thần cấp nối tiếp nhau sáng lên. Trong cung điện mờ mờ tối, từng người thị vệ mặc áo giáp màu vàng kim bước ra từ sau cây cột, chia nhau ra đứng ở hai bên cung điện. Bọn họ là thị vệ của thần điện, 20 năm nay vẫn luôn chìm trong giấc ngủ say để chờ đợi. Đến ngày hôm nay, cuối cùng bọn họ đã đợi được vị chủ nhân duy nhất của mình quay về. Cung nghênh thần tôn đại nhân trở về, thị vệ hai bên đồng loạt quỳ xuống, khom người hô to, trong giọng nói có sự xúc động và trông đợi không thể kiềm chế nổi. Đây là vị vua mà bọn họ ngưỡng vọng suốt cả cuộc đời. Vị chủ nhân độc nhất vô nhị của Thánh Điện và Đại Lục Thiên Dực, thần tôn Cơ Minh Vũ. Ở phía cuối của Thánh Điện, một người đàn ông mặc quần áo màu đen từ đầu đến chân chậm rãi bước tới. Ánh sáng trên cột soi sáng gương mặt của hắn, người đàn ông ấy có ngũ quan tuấn tú vô song như bước ra từ trong tranh vẽ, phong thái kiêu ngạo khiến người khác nhìn thấy là phải thán phục. Ở trên cao, mây khói lững lờ vờn quanh chiếc ghế huyền ngọc nghìn năm, khi thân người cao dong dỏng tôn quý đó ngồi xuống. Tức thì một luồng linh lực dồi dào từ thần điện tỏa ra, bao phủ lấy cả đỉnh núi Tử Vi. Dưới cung điện, từng cặp mắt sùng bái, ngưỡng vọng và nóng rực đang nhìn người đàn ông ấy. Thanh Long, Bạch Hổ và Huyền Vũ chia nhau ra đứng ở hai bên người đàn ông. Bốn con hung thú Hỗn Độn, Thao Thiết, Cung Kỳ và Đào Ngột đứng nấp ở một nơi bí mật gần đó. Chu Tước mặc quần áo màu đỏ từ đầu đến chân thu đôi cánh đỏ như lửa ở sau lưng mình lại. Khom mình quỳ xuống đất, bẩm báo, chủ nhân, thần quân ở bốn phương truyền tin tới, xin được phép gặp mặt chủ nhân. Chủ nhân có muốn cho bọn họ vào không? Cơ Minh Vũ không hề trả lời Chu Tước mà lạnh nhạt hỏi, trong 20 năm nay, Đại Lục Thiên Dực có xảy ra chuyện gì không? Chu Tước khẽ cụp mắt, một viên ngọc màu xanh trong veo sáng óng ánh trong tay cô ấy đang lơ lửng trôi về phía người đàn ông cao quý kia. Mời chủ nhân xem, đó là linh bảo thông thiên được luyện chế ra từ nguyên liệu chính là đá hoán ảnh, có thể thông qua năm giác quan của cây cỏ, côn trùng trong trời đất để ghi chép lại từng thay đổi nhỏ nhặt nhất của một thế giới nào đó. Tuy rằng không phải việc nhỏ gì cũng được ghi chép lại, nhưng những chuyện lớn đã xảy ra thì chắc chắn không có chuyện nào bị bỏ sót. Thần thức của Cơ Minh Vũ quét qua linh bảo hoán ảnh, chỉ trong một cái chớp mắt ngắn ngủi, những biến đổi lớn lao, thế sự xoay vần đều đã được truyền vào đầu của hắn. Ánh mắt của Cơ Minh Vũ hiện lên vẻ nghiêm khắc, hắn chậm chậm nói, xem ra trong 20 năm qua, đúng là có không ít những kẻ không an phận. Ánh mắt Chu Tước lộ ra nét cười thản nhiên và quả quyết,
chủ nhân muốn xử lý những kẻ không an phận này như thế nào, xin chủ nhân ra lệnh. Cơ Minh Vũ ném linh bảo hoán ảnh xuống đất, lạnh lùng ra lệnh, chuyển lời tới thần quân ở bốn phương. Khi nào bọn họ xử lý sạch sẽ những kẻ không an phận dưới trướng của mình xong thì khi đó hãng đến gặp mặt ta. Vâng, thưa chủ nhân. Chu Tước ngừng một chút, cô đang định đứng dậy nhưng cuối cùng lại quỳ gối xuống một lần nữa, có chút do dự nói tiếp. Chủ nhân, thuộc hạ nghe nói nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng phát hiện ra mộc chi bản nguyên ở đại lục Cát Thiên dưới hạ giới, cho nên bọn họ làm trái lại mệnh lệnh không được tùy tiện đi xuống hạ giới của chủ nhân, trắng trợn tàn sát người dân ở đại lục Cát Thiên. Chủ nhân, mộc chi bản nguyên là vật vô cùng quý giá, chúng ta có nên ra tay cướp lấy hay không? Chu Tước nói xong những lời này, đợi rất lâu nhưng chẳng có ai đáp lời cả. Cô ngẩng đầu, chỉ thấy sắc mặt vị chủ nhân luôn luôn lạnh lùng, cao ngạo có chút ngạc nhiên, dường như còn có vẻ mông lung, thậm chí có cả sự đau buồn vô cùng lướt qua nơi đáy mắt hắn. Xong, cũng chỉ trong chốc lát, Cơ Minh Vũ đã tỉnh táo lại, lạnh lùng ra lệnh, chuyện này ta tự có tính toán của mình, các ngươi không cần hỏi thêm nữa. Chu Tước giật thót trong lòng, cô còn chưa kịp trả lời thì Cơ Minh Vũ đã biến mất khỏi ghế huyền ngọc. Chu Tước chậm rãi đứng dậy, ánh mắt cô chuyển hướng nhìn về phía bảy người nhóm Thanh Long, lo lắng hỏi han, khoảng thời gian phân thân lịch kiếp lần này, rốt cuộc mọi người đã trải qua những gì vậy? Tại sao ta cảm thấy dường như chủ nhân đã thay đổi không còn giống như xưa nữa? Bạch Hổ vò đầu, gương mặt có vẻ mông lung, lắc đầu nói, Chu Tước, cô cũng biết rồi đấy, mỗi lần bọn ta cùng chủ nhân lịch kiếp, sau khi tỉnh dậy đều không thể nhớ nổi rốt cuộc một kiếp ấy đã trải qua những chuyện gì, ngay cả chủ nhân cũng như vậy. Nhưng lần này, ta luôn cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì khác thường. Ta cảm giác hình như bản thân đã mất đi một đoạn ký ức rất quan trọng. Thanh Long và Hỗn Độn im lặng không nói lời nào. Thao Thiết mở to cái miệng rộng của mình, nó đưa tay chụp vào không trung, bỏ thức ăn vào trong miệng nhưng lại không nhịn được nhíu đầu mày. Tại sao ta lại cảm thấy có vẻ đồ ăn trong thần điện không còn ngon nữa? Hình như ta đã từng được ăn thứ còn ngon hơn thế này gấp trăm lần. Sự im lặng khó tả lặng lẽ lan ra giữa bảy người. Chu Tước không cùng chủ nhân trải qua lịch kiếp nên đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh mình bị bao phủ bởi cảm xúc bi thương, đau khổ. Cuối cùng, Thanh Long khẽ khàng thở ra một hơi, cho dù kiếp vừa rồi đã xảy ra chuyện gì thì nó cũng trở thành quá khứ của bọn ta và chủ nhân. Đối với bọn ta, chỉ có một chuyện mãi mãi là quan trọng nhất, đó là bảo vệ chủ nhân, cung thần châu. Cánh cửa của cấm địa bế quan đột ngột mở ra, Thương Lang nhanh chóng bước ra từ trong cánh cửa, khiếp sợ nhìn về phía đỉnh núi Tử Vi. Thần Tôn trở về rồi, vị thần Tôn biến mất 20 năm nay cuối cùng đã trở về rồi ư. Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, Thương Lang lại nở một nụ cười tươi tắn. Thật là thú vị, những thế lực dục dịch chuẩn bị ngóc đầu dậy ấy, những gia tộc có hành động vụng trộm càng lúc càng mạnh bạo hơn ấy. Chắc chắn bọn họ đều cảm thấy thần Tôn Cơ Minh Vũ mãi mãi sẽ không bao giờ xuất hiện nữa nhỉ. Hết lần này đến lần khác bọn họ làm trái những nguyên tắc do thần Tôn đặt ra, từng chút một chạm đến giới hạn cuối cùng của thần Tôn. Sau khi phát hiện đã 20 năm rồi thần Tôn chẳng hề hay biết đến chuyện mình gây ra, lá gan của bọn họ cũng càng lúc càng lớn. Không biết đến bây giờ, đám người này đang sợ hãi đến mức nào, hối hận đến mức nào đây? Nghĩ đến bộ tộc Ám Dạ và bộ tộc Thanh Đằng dã tâm tràn trề, nụ cười trên mặt Thương Lang lại thêm một chút hả hê khi nhìn thấy người khác sắp gặp nạn. Đột nhiên, một bóng người chạy về phía hắn như một cơn gió. Ngụy Kiếm Tinh vội vã dừng lại, đứng vững trước mặt Thương Lang Tôn giả rồi mới khom người bẩm báo. Tôn thượng, chúng thuộc hạ nhận được tin tức do vệ thành uyên chuyển tới từ đại lục Cát Thiên. Thương Lang nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên hỏi, tin tức gì? Sự nuối tiếc và đau xót lướt qua trong mắt của Ngụy Kiếm Tinh, hắn cúi thấp đầu, nhỏ giọng thông báo, Mạc Hạ Vân và Trác Thế Vũ đã chết rồi. Cái gì? Thương Lang Tôn giả trợn trừng hai mắt vẻ khó tin, nụ cười vui vẻ, hả hê khi thấy người khác gặp nạn trên gương mặt hắn ban nãy đã trở thành sự khiếp sợ. Trong đại điện của cung thần châu, Nghiêm Kiêu tức đến nỗi dậm chân quát to, nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng đúng là khinh người quá đáng. Rõ ràng bọn chúng biết Mạc Hạ Vân là ân nhân cứu mạng của tôn thượng chúng ta, vậy mà vẫn dám ép chết cô bé đó một cách trắng trợn như thế. Ta thấy chắc chắn là bọn chúng chán sống rồi. Mẹ kiếp, bây giờ ông đây sẽ đến quậy tung hang ổ của bọn chúng lên. Cho dù không thể diệt sạch hết đám cặn bã của hai nhà này thì ít nhất cũng phải giết chết vài tên để chút giận. Ngụy Kiếm Tinh khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói, Nghiêm Kiêu, có lẽ ngươi còn chưa biết. Trong trận đại chiến này nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng tiêu hao mất gần 30% lực chiến đấu. Ngay cả gia chủ nhà họ Lâu là Lâu Thương Hải cũng đã bỏ mạng ở Cát Thiên. Lâu Thương Hải là cao thủ không minh kỳ đỉnh phong, gần như đã sắp thăng cấp lên độ kiếp kỳ rồi.
cao thủ như ông ta mà lại bỏ mạng ở Cát Thiên Ư? Rốt cuộc là do ai giết? Nghiêm Kiêu trợn trừng hai mắt, gương mặt tỏ vẻ không dám tin. Trên mặt Ngụy Kiếm Tinh tràn ngập sự kính trọng và khâm phục, hắn chậm rãi kể tiếp, Mạc Hạ Vân và Trác Thế Vũ đã kéo bọn chúng chết theo. Một võ giả kim đan kỳ và một võ giả phân thần kỳ gắng gượng giết sạch mười mấy cao thủ không minh kỳ. Hầy, nếu cô bé kia vẫn còn sống, nếu cô ấy có thể đến được thiên dực thì cô ấy sẽ là một nhân vật tài hoa khiến người khác phải kinh ngạc lắm đây. Chú Khâu cười khẩy, nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng làm trái lại mệnh lệnh của thần tôn, tàn sát người ở đại lục Cát Thiên một cách trắng trợn. Bây giờ thần tôn đã quay trở lại, 70% thế lực còn lại của bọn chúng còn có thể sống sót được hay không cũng là cả một vấn đề. Mấy tên thuộc hạ đều đang giận dữ hoặc mỉa mai thảo luận, chỉ có Thương Lang tôn giả là nhìn về hướng đỉnh núi Tử Vi, hơi nhíu đầu mày. Là ảo giác của mình sao? Tại sao cùng ngày Mạc Hạ Vân và Trác Thế Vũ chết đi thì thần tôn Cơ Minh Vũ lại thức tỉnh chứ? Chưa kể, người đã kích hoạt được Phượng Vũ Thiên Y đã được số mệnh sắp đặt trở thành người định mệnh trong truyền thuyết của bậc đế vương cao quý nhất nơi thần vực. Cô bé đó đã phá giải được phong ấn của Phượng Vũ Thiên Y nhưng lại chết mất. Đây là mệnh trời khó cưỡng hay sao? Mạc Hạ Vân, ngươi thật sự đã không còn trên cõi đời này nữa ư? Đại lục Cát Thiên, Tấn Minh Chiết đang chỉ huy đệ tử của Học viện Thần Y dọn dẹp chiến trường trên núi Hùng. Thi thể hài cốt đã bị tàn phá vẫn còn rải rác khắp nơi đây. Một số thi thể là của kẻ địch, cũng có một số thi thể là quân binh sĩ của Trấn Uy quân không bị vùi lấp mất trong vụ nổ. Nhưng cho dù những thi thể này là ai thì Tấn Minh Chiết cũng không hy vọng chúng tiếp tục nằm lại trên núi Hùng. Núi Hùng đã từng là nhà của Mạc Hạ Vân. Bây giờ Mạc Hạ Vân không còn nữa, hắn hy vọng chí ít có thể giữ gìn nguyên vẹn sự sạch sẽ của nơi đây. Đang thu dọn chiến trường, bỗng Tấn Minh Chiết cảm thấy giật mình, vội vã xoay người lại nhìn. Hắn chỉ thấy một ông lão áo quần lam lũ đột nhiên xuất hiện ở chiến trường. Ông cầm một bầu rượu, ngẩn ngơ nhìn mảnh đất hoang vu, trống trải trước mắt mình, đôi mắt đã đỏ ửng từ lúc nào. Phong Lâm chân nhân, Tấn Minh Chiết vội vã bước lên trước, khom lưng vái chào ông. Phong Lâm chân nhân chẳng buồn nhìn Tấn Minh Chiết, đột nhiên ông ngửa đầu, uống một hớp rượu lớn, trong cổ họng phát ra tiếng cười khàn khàn. Phong Lâm chân nhân ta một đời trong sạch, không lo không nghĩ, khó khăn lắm mới tìm được một đứa đồ đệ khiến ta muốn dạy dỗ, bảo vệ nhưng cuối cùng lại không thể bảo vệ được nó. Ha ha ha, từ nay về sau, còn có ai tặng rượu ngon cho ta, còn có ai gọi ta một tiếng sư phụ nữa đây? Cười mãi, tiếng cười của Phong Lâm chân nhân đột nhiên trở thành tiếng nức nở nho nhỏ. Con nhóc, là sư phụ có lỗi với con. Nếu như sư phụ không rời đi vào lúc đó, nếu như sư phụ có thể bảo vệ con thêm một chút thì con đã không. Tấn Minh Chiết đứng ở một bên yên lặng nghe, không nói một lời nào cả. Mấy ngày nay hắn đã nghe được quá nhiều lời than khóc rồi, hắn cảm thấy đau lòng đến mức nghẹt thở. Hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quên, lúc xác nhận là Mạc Hạ Vân đã chết rồi, cảm giác ngỡ ngàng, luống cuống và tuyệt vọng của bản thân giống như thể mục tiêu sống mà mình khó khăn lắm mới tìm thấy được đã ầm ầm sụp đổ chỉ trong chốc lát. Tinh thần của mỗi một người của phân viện Hoang Y đều đã sụp đổ cả rồi. Họ kêu gào khóc lóc thảm thiết. Họ điên cuồng dùng tay không đào bới khắp núi Hùng. Họ hoàn toàn không tin rằng người con gái vô cùng tài hoa ấy thật sự đã chết rồi. Tất cả mọi người đều khóc lóc. Ở bên ngoài thành Long Ngự, Thẩm Lam Yên nhặt được chiếc mặt nạ đã vỡ vụn của Cốc Vĩnh Khang. Nàng công chúa nhỏ của nhà họ Thẩm quỳ rạp xuống trước một vũng máu, khóc đến cào xé tim gan, khóc cho đến tận lúc ngất xỉu rồi được Thẩm Chí Thâm đưa đi. Trong vòng một ngày đêm, thành Long Ngự trải qua niềm vui tột cùng rồi lại hóa thành nỗi buồn vô biên. Mọi chuyện chỉ diễn ra trong mấy canh giờ, nhưng đối với họ thì họ phải dùng cả một đời đằng đẵng để dần dần lãng quên, dần dần chữa khỏi vết thương lòng. Phong Lâm chân nhân lại uống thêm một ngụm rượu, đột nhiên ông cười khẩy một cái, nghiến răng, nhà họ Lâu, bộ tộc Thanh Đằng, được, được lắm. Các ngươi dám giết chết đồ nhi của ta, ta phải bắt tất cả các ngươi nợ máu thì phải trả bằng máu. Nói xong, ông chẳng đợi Tấn Minh Chiết kịp đáp lời, bóng dáng già nua ấy đã nhanh chóng biến mất trong không khí. Tấn Minh Chiết nhắm mắt lại, đợi đến lúc mở mắt ra lần nữa thì nỗi đau khổ nơi đáy mắt đã được lặng lẽ che giấu đi, tất cả hóa thành vẻ cố chấp, kiên định. Hắn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, mỗi một người trong phân viện Hoang Y của họ đều sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Bởi vì họ yếu ớt nên mới không có cách nào bảo vệ, cho nên chỉ có thể chịu mất đi. Rồi sẽ có một ngày, họ sẽ mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được tất cả những gì quý giá của bản thân. Rồi sẽ có một ngày, họ trả lại món nợ máu của lũ người cặn bã ở trên thượng giới cao quý, cho bọn chúng trả giá gấp cả chục, cả trăm lần. Mạc Hạ Vân, cô ở trên trời có linh thiêng, xin cô nhất định phải phù hộ cho chúng tôi.
Trên một hòn đảo nhỏ xa xôi bên ngoài đại lục Thiên Dực, ở đây có một tòa cung điện xưa cũ. Lúc này, người chủ nhân của cung điện mặc áo choàng hoa văn rồng màu tím ánh kim đang thích thú nhìn vào một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh có một con rồng nhỏ màu vàng kim đang lơ lửng, nó cuộn tròn cơ thể lại, chìm trong giấc ngủ sâu. Ở phía còn lại là một hình chiếu lập thể bồng bềnh trôi nổi. Trong hình chiếu, những khung cảnh hiện ra thay đổi không ngừng, có ngọn lửa cháy phừng phừng, có cây cỏ sum suê, cũng có cả hoang mạc cát vàng. Những khung cảnh này vốn đã bị hủy hoại từ lâu, không còn hình dáng nguyên vẹn nữa. Vậy mà bây giờ nhìn vào cũng có thể thấy chúng đang được sửa chữa và phục hồi liên tục với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Nếu như Mạc Hạ Vân ở đây thì chắc chắn cô chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra ngay. Những khung cảnh biến đổi không ngừng này chính là vực phong long của cô. Phần thiên cảnh và thanh mộc cảnh vốn bị hủy hoại nghiêm trọng trong trận đại chiến và vụ nổ đang khôi phục từng chút một. Còn những người may mắn sống sót của Trấn Uy Quân và nhóm người Đinh Hà Bình thì đang say ngủ trong thủy vân cảnh đã được tu bổ xong. Ánh mắt của người đàn ông nhã nhặn mặc áo choàng màu tím ánh kim lướt qua hình chiếu lập thể, cuối cùng dừng lại trên người chú rồng trong quả cầu thủy tinh. Dường như có gì đó rất buồn cười, ông lắc đầu cảm thán, thật sự là không ngờ, đương đương là phi long vàng, vậy mà cũng có lúc ngươi sẽ hành động cảm tính như vậy ư. Rốt cuộc người chủ nhân mới ngươi đã nhận là người như thế nào mà lại khiến cho người một lòng một dạ trung thành như vậy? Ngay cả người chủ nhân cũ là ta đây cũng cảm thấy có chút ganh tị rồi đó. Ngày mùng 9 tháng 9 là một ngày mà người của Đại lục Cát Thiên sẽ vĩnh viễn không bao giờ quên được. Ngày này, chiến thần mạnh mẽ nhất của Cát Thiên là Trác Thế Vũ đã ngã xuống. Vị chủ nhân trẻ tuổi giỏi giang hơn người của Minh Đức Đường là Mạc Hạ Vân cũng biến mất. Bởi vì cái chết của Mạc Hạ Vân nên học viện thần y như được xây dựng lại mọi thứ từ đầu. Dưới sự dẫn dắt của Tấn Minh Chiết, đệ tử của phân viện Hoang Y từ thành phần yếu đuối nhất trở thành tinh anh, đứng trên đỉnh cao của học viện thần y. Hơn nữa, họ sẽ càng ngày càng mạnh mẽ hơn, rồi sẽ có một ngày, họ rời khỏi Đại lục Cát Thiên, đi đến Thiên Dực. Họ thề rằng họ nhất định phải trở nên mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ đến mức không bao giờ để cho người ta tùy ý đuổi giết nữa, mạnh mẽ đến mức có thể bảo vệ được những người họ quý trọng. Ngày mùng 10 tháng 9, chỉ cách đêm đẫm máu đó một ngày. Nhưng ngày hôm nay lại là ngày các tu sĩ ở Đại lục Thiên Dực suốt đời khó quên. Bởi vì ánh sáng của thần vực đã một lần nữa giáng xuống, thần tôn quay trở về. Sự tức giận của bậc vương giả khiến vài thế lực ở Thiên Dực tan biến thành cho bụi trong chớp mắt. Thê thảm nhất là nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng. Vị lão tổ có tu vi cao nhất ở sau lưng bọn chúng đã bị Thanh Long và Hỗn Độn, thuộc hạ của Cơ Minh Vũ giết chết chỉ bằng một chiêu, đến cả nguyên thần cũng đã bị Thao Thiết cắn nuốt mất. Nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng tựa như một tòa lầu lớn bị nghiêng đổ, tất cả con cháu đệ tử thì giống như lũ chuột chạy qua đường, thục mạng tháo chạy khắp mọi nơi, tìm người để đầu quân. Chỉ trong một đêm, bọn chúng từ vị trí của một thiếu gia cao quý trở thành con bọ thấp hèn, đáng thương, chỉ còn biết nịnh hót lấy lòng và dựa hơi người khác mới có thể sống qua ngày. Từ trước đến nay Phong Lâm chân nhân không tranh đoạt với đời cũng tuyên bố, đời này nếu ông ấy gặp được người của hai nhà này thì giết chết không tha. Không ai biết được tại sao thần tôn lại đặc biệt tàn nhẫn với hai nhà này. Thậm chí hắn phái cả tứ đại thần thú và tứ đại hung thú thân tín của mình ra tay, khiến cho nhà họ Lâu và bộ tộc Thanh Đằng chìm ngập trong tai họa. Nhưng chiêu giết gà dọa khỉ này lại rất có hiệu quả. Nó khiến cho tất cả các thế lực ở Đại lục Thiên Dực đều trở nên an phận hơn nhiều. Ít nhất thì ngoài mặt, bọn chúng an phận hơn rất nhiều. Đại lục Cát Thiên, đỉnh núi Hùng. Băng tuyết bao phủ khắp các vách đá, gió lạnh thổi rét đến thấu xương, vạn vật điêu tàn. Thanh Long ngẩn người nhìn vùng đất dưới chân núi Hùng, rừng rậm cây cối sum suê tỏa bóng mát, còn cả dãy núi bị cắt đứt đoạn. Hắn luôn cảm thấy dường như có ký ức đặc biệt gì đó chảy qua đầu mình rồi lại biến mất không một vết tích. Ánh mắt của Thanh Long nhìn về phía người đàn ông mặc quần áo đen đứng cách đó không xa, hắn im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được khẽ giọng hỏi, chủ nhân, tại sao đột nhiên chủ nhân lại đến Cát Thiên? Hơn nữa, còn đến một nơi ngoại trừ tuyết trắng ra thì chẳng có cây cỏ, cũng chẳng có lấy một người. Cơ Minh Vũ lẳng lặng nhìn vực sâu không thấy đáy dưới vách đá, bàn tay nhẹ nhàng ấn vào lồng ngực của mình. Hình như nơi đó bị đào khoét khiến hắn đau đớn không nguôi, sự tuyệt vọng, đau thương và lạnh lẽo đang chậm rãi sinh sôi rồi lan tràn khắp cơ thể. Bản thân Cơ Minh Vũ cũng không biết tại sao đột nhiên lại muốn đến Cát Thiên, muốn đến mảnh đất đầy lạ lẫm này. Gió lạnh thổi lướt qua những sợi tóc đen nhánh của hắn, khiến chúng nhẹ nhàng bay bay trong không trung, dường như trước mắt có một dáng người thướt tha, mờ ảo thoáng hiện ra. Vũ, thiếp yêu chàng. Cơ Minh Vũ trợn trừng hai mắt, hắn muốn nhìn rõ những thứ trước mắt nhưng dáng người đó đã tiêu tan trong chớp mắt tựa như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Chủ nhân,
có người đến. Thanh Long nhỏ giọng hô lên một tiếng. Nghe tiếng bay trong gió thì có lẽ chỉ là một võ giả cấp thấp kim đan kỳ. Tuy nhiên với thân phận của Cơ Minh Vũ, hắn không xuất hiện trước mặt người khác sẽ tốt hơn. Cơ Minh Vũ gật gật đầu, đang định rời khỏi đó thì đột nhiên dừng lại. Hắn chậm rãi cúi người xuống, nhặt một chiếc nhẫn bạc từ dưới đất lên. Dưới ánh nắng mặt trời, nó tỏa ra ra ánh sáng màu bạc. Rõ ràng hắn chưa bao giờ nhìn thấy chiếc nhẫn này, nhưng nó lại khiến cho trái tim Cơ Minh Vũ đập mạnh không thể khống chế được. Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoay tròn chiếc nhẫn, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho đến khi hắn nhìn thấy hàng chữ được khắc ở mặt bên trong của chiếc nhẫn, Tuyết và Vũ, vĩnh viễn không xa rời. Nỗi đau đớn xé ruột xé gan đột nhiên lan ra khắp lồng ngực, giống như vị trí quan trọng nhất của trái tim bị người ta khoét mất một miếng. Cơ Minh Vũ nhắm mắt lại, đến khi mở ra thì hắn đã giấu đi hết tất cả những cảm xúc nơi đáy mắt. Đi thôi, chúng ta trở về Thiên Dực. Nơi đây là Cát Thiên, một nơi mãi mãi không nên có bất cứ quan hệ gì với hắn. Cho dù hắn đã từng mất đi thứ gì, để lạc mất thứ gì thì tất cả đều đã là quá khứ. Quá khứ đã bị lãng quên. Mẹ, mẹ, mẹ mau qua đây, ở đây có hai người, trên người bọn họ toàn là máu. Giọng nói trong trẻo của một bé gái vang vọng khắp sơn cốc, khiến cho người phụ nữ ăn vận mộc mạc phải vội vội vàng vàng chạy đến xem xét. Tình cảnh trước mắt làm cho cô ngẩn cả người, vội vã hít vào một hơi. Hai người này từ dưới đầm lầy nổi lên, cả người dính đầy bùn đất, áo quần cũng đều rách nát hết cả, hé lộ ra máu thịt bên trong miệng vết thương. Nhìn dáng người họ thì có vẻ là một nam một nữ, tuổi tác đều không lớn. Tuy nhiên bởi vì gương mặt bám đầy bùn đất cho nên cô không nhìn thấy rõ mặt mũi thế nào. Người phụ nữ lo lắng nhìn khắp bốn phía rồi sau đó mới nhìn con gái mình, Tiểu Nặc, con phát hiện ra hai người này ở đâu thế? Cô bé tên Tiểu Nặc nghiêng đầu, kể lại, bọn họ từ trong bùn nổi lên đó mẹ. Ban đầu, Tiểu Nặc ở đây chơi với đám run, đột nhiên bọn họ từ trong đầm lầy nổi lên đó. Mẹ, trên người của ca ca và tỷ tỷ có rất nhiều máu, chúng ta cứu bọn họ được không mẹ? Người phụ nữ hơi do dự, không phải là cô nhẫn tâm nhưng mà bây giờ chỉ có hai mẹ con họ thôi đã sống rất cực khổ rồi. Thế nhưng, đối diện với đôi mắt trong trẻo như dòng suối của cô bé, cuối cùng người phụ nữ thở dài một hơi. Bảo cô thấy chết mà không cứu thì đúng thật là cô không làm được. Nơi này là một sơn cốc nho nhỏ cách biệt với thế giới, bởi vì không có thức ăn cho nên cũng chẳng có mấy ai qua lại. Nhưng trong sơn cốc này lại có một căn nhà lá đơn sơ được dựng lên, mẹ con Tiểu Nặc sinh sống ở đó. Tiểu Nặc năm nay đã 9 tuổi rồi, song vóc dáng lại thấp bé nhẹ cân, sắc mặt vàng vọt như nến, trông giống như một đứa trẻ chưa đến 6 tuổi mang bệnh trong người. Cơ thể cô bé nhỏ bé, sức lực yếu ớt, chân tay cũng ngắn. Vậy mà lúc này cô bé đang rất nghiêm túc chăm sóc cho hai người nằm trên giường. Người nằm bên trái là một vị ca ca, nhìn vóc dáng chắc chỉ mới 13, 14 tuổi thôi. Tiểu Nặc lau sạch vết bùn đất dính trên mặt và trên người của cậu xong thì hoảng sợ đến mức run rẩy. Bởi vì trên mặt người con trai này có một vết máu dữ tợn giống như một con sâu màu đỏ thẫm trườn bò khắp gương mặt, trông thật đáng sợ. Hơn nữa, mặc dù người con trai đang ngủ say nhưng Tiểu Nặc lại có cảm giác sợ hãi rợn cả tóc gáy, không muốn đến gần cậu. Tiểu Nặc vỗ vào lồng ngực nhỏ bé của mình để trấn an bản thân rồi đi đến trước mặt người con gái đang hôn mê. Cô bé giặt sạch sẽ chiếc khăn một lần nữa, lau sạch lớp bùn đất đã khô khốc trên mặt cô từng chút một. Khi gương mặt của cô gái dần dần hiện rõ ra dưới ánh đèn lờ mờ, Tiểu Nặc kêu lên một tiếng đầy ngạc nhiên, đôi mắt trừng to tỏ vẻ không thể tin nổi. Nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Tiểu Nặc, người phụ nữ vốn đang chuẩn bị cơm tối ở bên ngoài vội vàng chạy vào trong. Lúc cô định hỏi cô bé là có chuyện gì xảy ra, ánh mắt cô nhìn thấy gương mặt của cô gái, trong chốc lát cô cũng vô cùng ngạc nhiên. Một lúc lâu sau, Tiểu Nặc mới lắp bắp nói, mẹ, mẹ, tỷ tỷ này, đẹp quá. Đẹp quá, giống như nữ thần trong truyền thuyết nói vậy, không, tỷ ấy còn đẹp hơn cả nữ thần nữa. Đúng vậy, cô gái đang nằm trên giường cả người toàn là bùn đất, quần áo cũng rách nát tả tơi, song cô thật sự xinh đẹp vô cùng. Với trình độ văn hóa của mẹ con Tiểu Nặc, họ cũng chẳng biết nên dùng từ ngữ gì để miêu tả nhan sắc của cô gái nữa. Họ chỉ biết rằng họ tuy mình là con gái nhưng càng ngắm cô gái ấy thì càng ngây dại. Hồi lâu sau, mẹ của Tiểu Nặc mới hoàn hồn trở lại. Cô hết sức cẩn thận đến gần người con gái, chạm vào chóp mũi của cô rồi lại sờ cái trán. Không nóng sốt, nhiệt độ cơ thể cũng ấm áp, cũng may là vẫn còn sống. Đột nhiên, Tiểu Nặc nằm nhoài bên cạnh giường, kinh ngạc hô lên, ôi trời, mẹ ơi, tỷ tỷ xinh đẹp đang khóc. Có phải là tỷ ấy bị đau ở chỗ nào không mẹ? Tiểu Nặc thổi cho tỷ ấy bớt đau có được không? Người phụ nữ cúi đầu xuống,
cô nhìn thấy giọt nước trong suốt từ khóe mắt của cô gái chậm chậm lăn xuống, rơi xuống chiếc chiếu rách nát của nhà họ. Rõ ràng đôi mắt của cô gái đang nhắm chặt, trên gương mặt cũng chẳng hề có bất kỳ biểu cảm nào, thế nhưng mẹ con Tiểu Nặc lại cảm thấy một sự đau thương và tuyệt vọng khó nói thành lời đang dâng lên. Cô gái xinh đẹp như vậy đáng lẽ sẽ được nhận hết sự che chở và nuông chiều, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho cô ấy đau khổ và bi thương đến nhường này chứ? Rõ ràng đây chỉ là một cô gái bọn họ tình cờ gặp, thế mà ngay cả người phụ nữ này cũng có cảm giác đau lòng và thương tiếc khi nhìn thấy những giọt nước mắt của cô ấy. Cô đưa tay lau nước mắt cho cô gái, đúng lúc đang định dặn dò Tiểu Nặc chăm sóc bọn họ cho tốt thì sắc mặt cô hơi thay đổi. Da rẻ của cô gái chậm chậm trở nên lạnh lẽo, đến cả hơi thở cũng càng lúc càng yếu ớt. Cho dù mẹ của Tiểu Nặc không hiểu về y thuật cho lắm nhưng vẫn nhận ra được là tình hình của cô gái đang có chuyển biến xấu, tính mạng của cô ấy đang dần dần mất đi. Tiểu Nặc cũng đã nhận ra được, cô bé vội vã nắm lấy tay cô gái, lo lắng kêu to, mẹ ơi, tỷ tỷ xinh đẹp bị làm sao vậy? Tỷ ấy sẽ chết sao mẹ? Tại sao tay của tỷ ấy lại lạnh lẽo như thế này? Người phụ nữ nhíu chặt chân mày, trong mắt cô chất chứa sự tiếc nuối và thương xót. Nếu như bảo là bệnh tình của cô gái này có chuyển biến xấu thì chi bằng nói là cô ấy đang từ bỏ hy vọng sống của mình thì đúng hơn. Cô ấy đã không còn ý chí để sống tiếp nữa rồi. Rốt cuộc cô gái này là ai? Cô ấy đã trải qua chuyện gì mà mới còn trẻ như thế này đã chết lòng rồi chứ? Người con gái này tất nhiên là Mạc Hạ Vân, người bị kéo vào trong khe hở thời không từ biển dung nham. Trong lúc còn đang hôn mê ở giữa biển dung nham, Mạc Hạ Vân đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh to lớn muốn xâm nhập vào biển ý thức, khống chế suy nghĩ của cô. Mạc Hạ Vân phản kháng lại theo bản năng, thế nhưng cho dù linh lực, chân nguyên mà sinh sôi không ngừng tinh lọc hay là tâm pháp cắn nuốt từ tâm điển Maha thì khi gặp phải luồng sức mạnh này đều bị nó bao phủ lấy. Tựa như con sông nhỏ gặp phải đại dương rộng lớn vậy, hoàn toàn không có sức phản kháng. Ngay khoảng khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, không gian minh quang chứa trong cơ thể của Mạc Hạ Vân đột nhiên sinh ra một luồng năng lượng khổng lồ, đối đầu với luồng năng lượng đang xâm nhập vào trong thần thức. Khi hai luồng năng lượng xung đột với nhau, biển dung nham không có cách nào duy trì nổi, không gian nứt toác ra. Sau đó cô bị cuốn vào trong khe hở không gian và thời gian. Cũng bởi vì sức ép của khe hở không gian và thời gian, không gian minh quang bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thời điểm ấy, trong không gian minh quang, tất cả mọi thứ đã trở nên hỗn loạn. Linh tuyền cửu u gần như khô cạn, đất của linh điền cổ vận có quá nửa đã bị sa mạc hóa, cây cỏ thần mọc ở đấy cũng đã chết hơn một nửa. Ngay cả minh quang điện cũng lúc mờ lúc tỏ giữa ánh sáng của không gian, dường như nó có thể đổ sụp xuống và biến mất bất kỳ lúc nào. Một chú chim màu đỏ hoảng sợ bay tới bay lui trong không gian, kêu lên chiêm chiếp. Bỗng nhiên một tia chớp từ trên trời giáng xuống, lướt qua bộ lông của nó khiến nó sợ hãi kêu la thất thanh, tất cả linh lực trên người cũng bắt đầu tuôn ra. Đáng sợ quá, thật là đáng sợ. Không gian sắp sụp đổ rồi, tất cả mọi thứ ở đây đều sẽ bị nghiền nát, ngay cả nó cũng sẽ chết ở trong này. Không được đâu, nó đường đường là loài chim thần, khó khăn lắm mới thức tỉnh. Sao có thể chết một cách uất ức ở đây như thế này được chứ? Không biết là phải mất mấy nghìn năm hay mấy vạn năm sau nó mới sống lại lần nữa đây. Hu hu hu, nó không muốn chết đâu, không thể để không gian sụp đổ được. Đúng vậy, nó quyết không để không gian bị sụp đổ. Nếu muốn giúp không gian ổn định lại thì chỉ có một người duy nhất làm được. Chính là chủ nhân của không gian, là con nhóc đó. Tiểu Hồng Điểu mở to đôi mắt màu đỏ của nó, vỗ cánh phành phạch dốc sức bay đến bên Mạc Hạ Vân đang nằm mê man bên cạnh linh điền cổ vận. Mạc Hạ Vân yên lặng nằm đó tựa như đang ngủ say, nhưng khóe mắt cô lại có những giọt nước trong suốt chậm rãi lăn xuống. Thật ra, Tiểu Hồng Điểu vốn không thích người chủ nhân trên danh nghĩa này. Bởi vì những người bạn nó phải khó khăn lắm mới quen biết được, mỗi ngày đều cùng nó chơi đùa quậy phá như Tiểu Bạch, Tiểu Kim Long, Tiểu Ngưu Ngốc Nghếch, còn có cả người thiếu niên Tiểu Chiến mà nó yêu thích nhất. Bây giờ người thì chết, người thì hôn mê, có người thì mất tích. Mà tất cả những chuyện xảy ra đều là vì người con gái này, Mạc Hạ Vân. Thế nhưng, bây giờ nhìn thấy Mạc Hạ Vân chảy nước mắt, Tiểu Hồng Điểu không hiểu sao lại cảm thấy xót xa, ngọn lửa đỏ trên lông nó cũng dịu lại bớt. Cái mỏ dài mổ vào tóc của cô gái, Tiểu Hồng Điểu khó nhọc mở miệng, chiếp, ngươi mau tỉnh lại đi, ngươi còn không chịu tỉnh lại thì không gian sẽ sụp đổ đó. Chiếp chiếp, bản điểu ra đây không muốn chết ở đây cùng ngươi đâu. Gần đây Tiểu Hồng Điểu vừa thăng cấp, hiện tại nó có thể nói được tiếng người rồi, mặc dù nói năng vẫn chưa được lưu loát lắm. Ban đầu, nó dự định vào thời điểm mấu chốt sẽ cất tiếng nói để dọa chết con heo mập kia nhưng giờ đây, trong không gian chẳng còn con heo cãi nhau cùng với nó nữa rồi. Tiểu Hồng Điểu léo nhéo gọi hồi lâu mới sợ hãi phát hiện ra,
Mạc Hạ Vân không chỉ không tỉnh dậy mà trái lại cơ thể càng lúc càng trở nên trong suốt, dường như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Thực ra, Mạc Hạ Vân đang nằm trong không gian chỉ là thể ý thức, những thay đổi ở đây là hình chiếu bản thể. Cũng tương tự như vậy, nếu như thể ý thức biến mất thì điều đó có nghĩa là Mạc Hạ Vân đã thật sự biến mất khỏi thế gian này rồi. Chiếp chiếp chiếp, này này này, ngươi không được phép chết đâu đó. Ngươi chết rồi thì bản điều ra ta đây phải làm sao hả? Tại sao ngươi lại không muốn tiếp tục sống nữa vậy? Mấy đứa nhóc liều mình cứu ngươi là vì mong ngươi tiếp tục sống cơ mà. Sao ngươi có thể vô dụng như thế được hả? Ngươi làm như thế là phụ tấm lòng của mấy đứa nhóc đấy. Hơn nữa, mấy đứa nhóc chưa chết đâu, tụi nhóc vẫn còn đang chờ ngươi đi cứu sống tụi nó đấy. Khốn nạn, nếu như ngươi dám chết thì bản điều ra ta đây sẽ mổ nát mặt ngươi ra. Tiểu Hồng Điều sốt ruột lượn vòng quanh người Mạc Hạ Vân, lông trên mình gần như đã bị nó rỉa sạch sẽ hết. Thế nhưng, luồng khí trên người Mạc Hạ Vân vẫn càng lúc càng nhạt dần, cũng càng ngày càng trở nên bi thương, im ắng. Đột nhiên, Tiểu Hồng Điều ngừng lại, hình như nó chợt nhớ ra điều gì. Ngươi như vậy là vì chủ nhân của hạt giống kia có phải không? Chắc thế Vũ, nó nhớ rõ ngày xảy ra chuyện, con nhóc này đang được gả cho một người đàn ông. Hơn nữa, lúc Mạc Hạ Vân bị biển dung nham nuốt chửng, Tiểu Hồng Điều cũng nhìn thấy được vẻ mặt của người đàn ông ấy, đau đớn, tuyệt vọng, chết lặng. Khiến cho Tiểu Hồng Điều cảm thấy rằng nếu mất đi Mạc Hạ Vân, chắc chắn người đàn ông đó sẽ không sống tiếp một mình. Chuyện xảy ra sau đó cũng đã chứng minh được suy đoán của nó. Sau khi rơi vào trong biển dung nham, Tiểu Hồng Điều không nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài không gian. Song nó lại nhìn thấy hạt giống màu xanh biếc được giấu kỹ bên trong minh quang điện đột nhiên bay lên lơ lửng giữa bầu trời. Sau đó rắc một tiếng, vỡ vụn. Tiểu Hồng Điều biết hạt giống đó là do Trác Thế Vũ tặng cho Mạc Hạ Vân. Nó cũng biết là hạt giống này liên kết với thần hồn của Trác Thế Vũ. Hạt giống vỡ nát cũng có nghĩa là thần hồn của Trác Thế Vũ biến mất rồi, hắn chết rồi. Tiểu Hồng Điều buồn bã vùi đầu vào trong bộ lông của mình, đột nhiên nó cảm thấy cô nhóc trước mặt thật là đáng thương. Tự bản thân nó có thể cảm nhận được cái chết của Trác Thế Vũ, trong khi đó trong cơ thể cô nhóc đang chảy dòng máu của Trác Thế Vũ. Đương nhiên cô nhóc càng biết rõ hơn Trác Thế Vũ thật sự biến mất rồi. Những người bên cạnh ai nấy đều rời bỏ cô mà đi. Đến cuối cùng ngay cả người cô yêu nhất cũng chết mất rồi. Chẳng trách cô không còn dũng khí để tiếp tục sống nữa. Chưa kể, tuy rằng thi thể của Tiểu Chiến, Cốc Vĩnh Khang và mấy người Mạc Giáp vẫn còn, Tiểu Bạch cũng đã đốt quả thần thiên tang cho họ ăn. Thế nhưng linh hồn của mỗi người trong số họ đều đã bị khiếm khuyết, không hoàn chỉnh nữa, cho dù có tỉnh lại được thì cũng không khác kẻ ngớ ngẩn là bao. Tiểu Hồng Điều đột nhiên không nỡ đánh thức Mạc Hạ Vân dậy. Nó thà rằng cô biến mất trong giấc mơ thì sẽ tốt hơn là để cô tỉnh dậy đối mặt với thực tế tàn nhẫn như thế này. Nó cúi đầu, đi về hướng Minh Quang Điện. Nếu đời chim của nó đã sắp phải kết thúc vậy thì trước khi chết, nó nên đi ăn một bữa thật ngon đi. Tiểu Bạch vẫn còn không ít đồ ăn ngon do con nhóc làm ở trong điện Huyền Minh. Đúng vậy, mùi vị ngon thật. Tiểu Hồng Điểu vừa bước vào cửa điện thì nó đột nhiên ngây người. Nó cúi đầu, nhìn thứ mà mình vừa mới đạp phải. Một, hạt giống màu xanh biếc ư. Hơn nữa hạt giống này còn nguyên vẹn, không chảy xước một chút nào, trên lớp vỏ ánh lên hoa văn rực rỡ. Hả? Sao có thể như thế được? Rõ ràng mình đã tận mắt nhìn thấy nó vỡ nát ra rồi cơ mà. Tại sao vẫn còn nguyên vẹn không sứt mẻ gì hết vậy? Tiểu Hồng Điều nghi ngờ nhìn chăm chú, nhìn chằm chằm vào hạt giống. Đột nhiên nó mở to đôi mắt chim, kêu lên một tiếng chiếp đầy sợ hãi. Cả thân mình màu đỏ lửa phóng như tên bắn về phía Mạc Hạ Vân mỗi lúc một yếu hơn. Chiếp chiếp chiếp, con nhóc! Ngươi mau đến đây xem này, đây là Bồ Tát, đây là quả Bồ Tát đó. Quả Bồ Tát giúp tịnh hóa cơ thể tàn phế, thu thập thần hồn, đừng nói là đã biến thành bộ xương khô, cho dù là người đã biến mất khỏi trời đất thì nó cũng có thể giúp người đó hồi sinh trở lại. Mạc Hạ Vân, ngươi có nghe thấy không hả? Ngươi không thể chết, bởi vì tất cả bọn họ đều có thể sống lại được. Tiểu Chiến có thể, Tiểu Bạch có thể, Tiểu Ngưu có thể, còn có cả mấy người Giáp, Ất, Bính, Đinh, Cốc Vĩnh Khang. Tất cả đều có thể, mỗi người trong số bọn họ đều có thể sống lại nguyên vẹn không một vết chảy xước. Thậm chí, chỉ cần mộc chi bản nguyên của ngươi mở khóa đến tầng thứ tư thì ngay cả Trác Thế Vũ cũng có thể sống lại, thật sự đến với thế giới này một lần nữa. Mạc Hạ Vân, ngươi có nghe thấy không hả? Mạng sống của ngươi là do hàng nghìn hàng vạn người hy sinh chính bản thân mình, chảy cạn cả máu tươi mới bảo vệ được. Cho dù là vì bọn họ thì ngươi cũng không có tư cách từ bỏ mạng sống của chính mình. Một tia sáng lập lòe lóe lên trong không gian, cho đến lúc người con gái đang mê man từ từ mở mắt ra, đối diện với đôi mắt đỏ, tròn xoe đang trợn trừng của Tiểu Hồng Điểu. Đôi môi khô nứt nẻ hé mở,
giọng nói khàn khàn thoát ra từ trong cổ họng, những lời ngươi nói đều là thật chứ? Tiểu Hồng Điểu ngậm hạt giống màu xanh biếc đặt vào tay Mạc Hạ Vân, lẩm bẩm nói, không tin thì ngươi tự mình tra thử trong vạn vật lục đi. Cho dù là ở vạn vật lục thì quả Bồ Tát cũng là một trong những loại thực vật thần đứng đầu và hiếm có nhất, thậm chí nó còn không được xem là thực vật, chỉ có trời mới biết nó từ đâu tới. Nhưng ta xin thề, mỗi một câu ta nói đều là nói thật. Mộc chi bản nguyên của ngươi mở khóa đến một trình độ nhất định thì có thể cứu sống người chết, cũng có nghĩa là ngươi có thể khiến cho mọi sự vật trên đời có thể có thêm một cơ hội sống nữa. Thế nhưng, chỉ có mỗi cơ hội sống thôi là chưa đủ, bởi vì linh hồn của mấy người Cốc Vĩnh Khang đều đã kiếm khuyết, không còn nguyên vẹn nữa. Có điều có được quả Bồ Tát rồi thì không như vậy nữa, chỉ cần ngươi thu thập đủ lực Bồ Tát thì có thể chuyển hóa nó thành hồn lực, khôi phục được ba hồn bảy phách bị thiếu của bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ tỉnh dậy thì sẽ được sống lại trọn vẹn thật rồi. Cho dù là Trác Thế Vũ đã biến mất khỏi trời đất thì cũng thế. Bởi vì hắn đã để lại quả Bồ Tát đã từng liên kết với thần hồn của hắn. Cho nên chỉ cần thu thập đủ lực Bồ Tát khiến cho hạt giống này đâm chồi nảy lộc là có thể dùng cành lá trên cây Bồ Tát để tái tạo lại cơ thể của Trác Thế Vũ, trả lại nguyên vẹn linh hồn cho hắn. Đến lúc đó tất nhiên hắn sẽ sống lại. Vì vậy ta cảnh cáo ngươi đó, dù thế nào thì ngươi cũng đừng chán sống tự tìm đến cái chết giúp bản điều ra. Mau chóng tu bổ lại không gian, nếu không ta sẽ nuốt luôn quả Bồ Tát này. Đây là vật cực kỳ bổ dưỡng đấy nhé. Ha ha. Tiểu Hồng Điểu ríu rít nói không ngừng nghỉ. Đột nhiên Mạc Hạ Vân nhỏ giọng thủ thỉ, Tiểu Hồng Điểu, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã kéo ta lên từ vực sâu của sự tuyệt vọng. Cảm ơn ngươi một lần nữa cho ta dũng khí để sống tiếp và mục tiêu để ta nỗ lực. Trác Thế Vũ, Tiểu Bạch, Tiểu Chiến, Tiểu Long, Cốc Vĩnh Khang, Trần Minh Dương, tất cả những người thân, người yêu đã mất đi mạng sống vì ta. Mạc Hạ Vân xin thề, đời này cho dù cạn kiệt sức lực cũng nhất định phải giúp mọi người sống lại nguyên vẹn. Làn da bên dưới lớp lông của Tiểu Hồng Điểu đỏ ửng, nó hơi mất tự nhiên, trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào và thoải mái vô cùng, nhưng trên gương mặt vẫn là vẻ xem thường. Hứ, bản điều ra chỉ không muốn không gian sụp đổ rồi ta phải chết ở đây thôi, hoàn toàn không phải do ta lo lắng cho sự sống chết của ngươi đâu nhé. Đùng đoàng, một tiếng sấm rạch ngang bầu trời, đánh trúng vào Tiểu Hồng Điểu, dọa nó sợ đến mức la oai oái, nhảy bổ vào trong lòng Mạc Hạ Vân. Dáng vẻ vừa nhát gan vừa run lẩy bẩy của nó thật buồn cười, nào còn đâu oai phong quát mắng Mạc Hạ Vân như khi nãy nữa chứ. Khóe miệng Mạc Hạ Vân cong cong, cô nở nụ cười đầu tiên từ sau khi tỉnh lại. Sau một loạt tiếng sấm đì đùng, bầu trời trong không gian minh quang lại trở nên quang đãng, đến cả nước trong linh tuyền cửu u cũng chậm rãi dâng đầy. Mạc Hạ Vân sống thì cũng có nghĩa là không gian sẽ từ từ sửa chữa, phục hồi và sống dậy. Giờ phút này, Mạc Hạ Vân thật sự rất biết ơn chú chim bé nhỏ trong lòng. Vào những lúc như thế này, nó giúp cô không còn lẻ loi một mình nữa. Mạc Hạ Vân khép cuốn vạn vật lục lại, trong chớp mắt cô đã chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Tiểu Hồng Điểu đúng thật là không lừa bịp mình. Theo những ghi chép và hình vẽ trong vạn vật lục thì hạt giống màu xanh biếc mà Trác Thế Vũ tặng cho cô có đến 90% khả năng là quả Bồ Tát. Quả Bồ Tát này là báu vật quý giá nhất trên đời, người ăn nó có thể cô đọng được thần thức và linh hồn, giúp cho tốc độ tu tập thuật pháp và thăng cấp gia tăng lên rất nhiều so với những thứ khác. Thật ra về bản chất thì nó là bảo bối giúp cho thiên phú của con người được nâng cao trên diện rộng. Thế nhưng, đây lại không phải là tác dụng chính của quả Bồ Tát, mà nó được dùng để chứa một loại năng lượng vô cùng kỳ diệu, gọi là lực Bồ Tát. Lực Bồ Tát là một loại tín ngưỡng và niệm lực do tâm sinh ra. Nói theo cách khác, khi chủ nhân của quả Bồ Tát nhận được sự tin cậy và cảm kích thật lòng từ người khác thì lực Bồ Tát sẽ được tích lũy từ từ. Công dụng của lực Bồ Tát rất nhiều, nhưng Mạc Hạ Vân không xem kỹ càng. Cô chỉ muốn xác định một điều là lực Bồ Tát có thể chuyển hóa thành hồn lực, giúp chữa trị, khôi phục thậm chí chữa trị cho người bị thiếu ba hồn bảy phách sống lại. Cho dù là Cốc Vĩnh Khang và Mạc Giáp đã chết hoàn toàn, hay là Tiểu Chiến, Tiểu Bạch bị thương nặng cũng thế. Vì bọn họ đều đã thiêu đốt thần hồn của chính mình nên mới huy động được nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất. Cho nên nếu muốn cứu sống bọn họ thì nhất định phải chữa trị và khôi phục hoàn chỉnh những phần thần hồn bị khuyết thiếu. Mạc Hạ Vân hít sâu một hơi, cô nhẹ nhàng rạch một nhát ở đầu ngón tay mình. Một giọt máu rơi xuống hạt giống màu xanh biếc. Trong phút chốc, những hoa văn ở bên ngoài quả Bồ Tát bỗng nhiên sáng lên, từ màu vàng kim nhạt biến thành màu đỏ tươi. Thân thể Mạc Hạ Vân run nhẹ nhẹ, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên và vui mừng. Chỉ trong nháy mắt, cô cảm nhận được sự dao động linh hồn quen thuộc, xúc cảm ấm áp, bao dung và chân thành, dường như đang cách rất xa, dường như lại đang ở rất gần. Sau một cái nháy mắt ngắn ngủi,
sự dao động này biến mất. Thế nhưng, Mạc Hạ Vân vẫn vô cùng mừng rỡ. Sự dao động này cũng đồng nghĩa với việc Trác Thế Vũ thật sự có thể sống lại. Hắn vẫn chưa biến mất, hắn luôn luôn ở bên cô. Nhưng mà Mạc Hạ Vân không hề biết, trong khoảnh khắc giọt máu của cô hòa vào quả Bồ Tát, ở một thời gian và không gian xa xôi, người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng, vừa nghiêm nghị vừa cao ngạo đang ngồi trên chiếc ghế thánh, đột nhiên đứng bật dậy, ánh mắt hắn hiện lên nỗi đau sâu sắc và hoang mang, nhìn về một phương trời xa xăm. Rất lâu sau đó, hắn mới có thể khôi phục lại dáng vẻ thường ngày. Người thuộc hạ ở bên dưới vốn đang bẩm báo bỗng giật thót. Gã cứ tưởng mình đã làm sai chuyện gì đó, cả người run lẩy bẩy, suýt chút nữa là quỳ rạp xuống đất xin tha thứ. Mạc Hạ Vân cẩn trọng cầm quả Bồ Tát lên, dùng tơ kim tằm sâu thành một sợi dây chuyền, đeo lên cổ. Lớp vỏ hạt giống vốn lạnh lẽo, khi chạm vào da cô thì tỏa ra một luồng khí êm dịu và ấm áp. Giống như thể người đàn ông thân thuộc kia chưa bao giờ rời khỏi cô, vẫn luôn bảo vệ cô. Tiểu Hồng Điểu từ xa bay đến, vỗ cánh phành phạch rồi đậu xuống bả vai cô, con nhóc. Ừm, thôi được rồi, Mạc Hạ Vân, không gian biến thành như thế này rồi thì phải làm sao đây? Chiếp, bản điều ra rất thích nơi này, ngươi mau chóng sửa chữa nó cho xong đi. Chiếp, Mạc Hạ Vân lắc đầu, ta vừa xem qua quy tắc chung, mục cuối cùng trong quy tắc chung có cảnh báo, nếu không gian bị tổn thương nghiêm trọng thì cần phải bước vào giai đoạn tự sửa chữa và phục hồi. Hơn nữa giai đoạn này diễn ra rất lâu, trừ khi chúng ta tìm được vật liệu để tu bổ cho nó. Tiểu Hồng, ta dự định tạm thời sẽ đóng cửa không gian, giảm thiểu sự tiêu hao linh lực của nơi này để nó có thể tự sửa chữa và phục hồi tốt hơn. Ngươi thì sao? Ngươi muốn ở lại đây hay là theo ta ra ngoài? Ra ngoài đồng nghĩa với việc trong một khoảng thời gian ngắn không có cách nào đi vào không gian được nữa, cũng không có cách nào lấy được đồ từ trong không gian ra. Tiểu Hồng Điểu như không nghe thấy câu hỏi phía sau của Mạc Hạ Vân, lông chim toàn thân đều dựng đứng cả lên. Nó tức giận hét lớn, ngươi mới là Tiểu Hồng, cả nhà ngươi đều là Tiểu Hồng. Ta là chim thần, đã nghe rõ chưa hả? Chiếp chiếp chiếp, cái tên Tiểu Hồng quê mùa đấy mà xứng với ta à? Mạc Hạ Vân nghiêng đầu nghĩ ngợi, vậy thì gọi ngươi là Hồng Hồng nhé. Hay là Tiểu Điểu, à còn Hồng Điểu thì sao? Tiểu Hồng Điểu. Chiếp, ôi, sống cùng với con nhóc này thì đời chim của nó hết hy vọng thật rồi, hu hu hu. Mạc Hạ Vân xoay người, cô ngồi xổm xuống đất, nhẹ nhàng chạm vào chồi non màu tím. Đây là mầm non của Tử Minh Ula. Trong trận chiến này, ngoại trừ Tiểu Hồng Điểu ra thì nó là thứ duy nhất vẫn còn sống tốt. Có điều nó cũng bị thương, cho nên bây giờ hơi héo rũ. Tiểu tử, ngươi ngoan ngoãn ở lại đây dưỡng thương. Mạc Hạ Vân còn chưa nói dứt lời thì Tử Minh Ula đã đung đưa dữ dội. Không được, không được, nó muốn đi theo chủ nhân, nó muốn bảo vệ chủ nhân cơ. Vẻ mặt Mạc Hạ Vân càng dịu dàng hơn hẳn. Cô còn đang muốn nói thêm điều gì thì đột nhiên một nhánh dây leo màu tím từ trong chồi non bay thẳng lên trời, rơi xuống trước mặt Mạc Hạ Vân. Đây là... Mạc Hạ Vân nhặt nhánh dây leo máu tím đó lên, vừa điều khiển thần thức thì nhánh dây leo lập tức thu nhỏ lại, chui vào trong ống tay áo của Mạc Hạ Vân. Đây là phân thân của Tử Minh Ula, gần như giống hệt với bản thể, nước lửa không thể làm gì nó có thể cắn nuốt, có thể xây dựng kết giới. Tuy nhiên điểm khác biệt của nó với Tử Minh Ula là phân thân này không có suy nghĩ, nếu so sánh thì nó giống như một thanh kiếm hay một chiếc roi chứ không phải là một ma thực có mạng sống. Sau khi phân tách một nhánh dây leo màu tím ra khỏi bản thể, chồi non màu tím vốn đang ủ rũ còn trở nên phờ phạc hơn. Có điều, Mạc Hạ Vân cảm nhận được tâm trạng của nó đang rất vui vẻ, rất phấn khởi. Mạc Hạ Vân cẩn thận cất kỹ nhánh dây leo màu tím, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc chồi non. Chân nguyên sinh sôi không ngừng chậm rãi truyền vào chồi non. Tiểu tử, cảm ơn ngươi. Chiếp chiếp chiếp, Tiểu Hồng Điểu bay tới bay lui khắp nơi, phát ra tiếng kêu vô nghĩa. Trong không gian đã ồn ào trở lại, mà lòng Mạc Hạ Vân vẫn cảm thấy rất trống trải. Không có Tiểu Bạch làm nũng gọi mẹ ơi, không có Tiểu Ngưu ngốc nghếch đi theo sau, chẳng có Tiểu Kim Long xấu tính tự xưng là bản tôn, cũng chẳng Tiểu Chiến nhìn cô bằng đôi mắt trong veo và gọi cô một tiếng tỉ tỉ. Không gian vốn dĩ tươi xanh, đẹp đẽ cũng trở nên ảm đạm, dường như nó đã phải gánh chịu nỗi đau buồn và nhớ thương của Mạc Hạ Vân. Mạc Hạ Vân nhắm chặt mắt, nhưng không phải là đang khóc. Cô lại nhìn Điện Huyền Tiêu một cái, tất cả những người thân, bạn bè của cô đều đang nằm ở đó. Rồi sẽ có một ngày, cô sẽ giúp cho tất cả bọn họ tỉnh lại. Một ngày nào đó, cô sẽ khiến cho không gian này một lần nữa tràn ngập trong tiếng cười vui vẻ, tràn ngập trong sự ấm áp. Trong chiếc nhà lá đơn sơ ở trong sơn cốc, Tiểu Nặc đang lo lắng nhìn chàng trai và cô gái nằm trên giường. Đã 3 ngày trôi qua rồi, thế nhưng chàng trai và cô gái này hoàn toàn không hề tỉnh lại. 3 ngày trước, cô gái gần như thoi thóp, có điều vẫn còn may,
Chỉ một lát sau thì hô hấp của cô lại ổn định trở lại, song cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tiểu Nặc chống cằm, ngồi bên cạnh giường ngắm Mạc Hạ Vân, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ xinh đẹp ơi, tại sao tỷ vẫn chưa tỉnh lại vậy? 3 ngày liền không ăn thứ gì, tỷ có đói không? Tiểu Nặc 1 ngày không ăn gì đã đói lắm rồi, bụng sẽ kêu ỏng ọc luôn đấy. Nếu như có thể mời Vu Y trong bộ lạc đến khám bệnh cho 2 người này thì tốt rồi, làm vậy thì có lẽ bọn họ sẽ tỉnh dậy sớm hơn một chút. Thế nhưng vừa nghĩ đến việc tộc trưởng nói rằng tất cả những người ở bên ngoài tự ý xông vào bộ lạc của họ thì đều phải giết chết không tha, Tiểu Nặc lập tức sợ hãi lắc lắc đầu. Không được, không được, nếu nói ra thì tỷ tỷ và ca ca sẽ phải chết. Nhìn thấy đôi môi của Mạc Hạ Vân khô khốc, cô bé vội vã bước đôi chân ngắn mùn đi múc nước lại, sau đó dùng đôi đũa sạch thấm nước bôi ướt đôi môi của Mạc Hạ Vân. Đôi môi ướt nước trở nên mềm mại giống như cánh hoa nở vào mùa xuân, xinh đẹp đến mức khiến Tiểu Nặc ngây ngẩn. Đột nhiên, cô bé cảm thấy rùng mình, vừa ngẩng đầu lên thì đã bắt gặp đôi mắt xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng của đối phương. Tiểu Nặc ngơ ngác nhìn đôi mắt giống như những viên ngọc lưu ly trong suốt lóng lánh, phản chiếu lại ánh sáng tờ mờ trong căn phòng. Nó đẹp đẽ, rực rỡ biết nhường nào, tựa như một vòng xoáy có thể hút hồn người khác vào trong đó. À, Tiểu Nặc bỗng nhiên tỉnh táo lại, vui mừng reo lên, tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi hả? Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ mau qua đây xem, tỷ tỷ tỉnh lại rồi. Mạc Hạ Vân chậm rãi mở mắt, lọt vào tầm mắt cô là trần nhà cũ kỹ đã mốc meo ngả vàng, cách đó không xa là những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ dán giấy. Bên tai cô vang lên giọng nói lành lót như chuông ngân của cô bé, giọng nói rất lạ lẫm, dường như còn có cả sự mừng rỡ và vui vẻ. Mạc Hạ Vân ngồi dậy thì nhìn thấy một cô bé vội vã chạy từ ngoài cửa vào. Đối mặt với ánh nhìn của Mạc Hạ Vân, cô bé đỏ mặt ngượng ngùng cúi thấp đầu, lùi về sau một bước, lẩm bẩm nói, tỷ tỷ, tỷ tỉnh lại rồi à, tỷ có muốn uống nước không? Muội rót nước cho tỷ uống nhé, có được không? Tiểu Nặc vừa mới chạy ra khỏi phòng thì phát hiện từ hôm qua đến giờ mẹ không về nhà. Hơn nữa, cô bé đang muốn hỏi Mạc Hạ Vân có đói bụng không thì chợt nhớ ra trong nhà chẳng còn tí thức ăn nào, ngay cả bản thân cô bé cũng đói bụng từ hôm qua đến giờ. Mạc Hạ Vân ngồi dậy, khẽ cử động cánh tay thì phát hiện cả người tê dần, hơn nữa lúc chuẩn bị xuống giường, cô cảm thấy choáng đầu, hoa mắt, tỷ tỷ cẩn thận. Tiểu Nặc hoảng sợ, vội vàng đặt nước trong tay xuống, chạy đến đỡ Mạc Hạ Vân, tỷ tỷ, tỷ hôn mê 3 ngày rồi, bây giờ cơ thể vẫn còn yếu ớt lắm. Mẹ muội nói, tỷ là người bệnh, cần phải nghỉ ngơi, đúng vậy, cần phải nghỉ ngơi. Lúc này, Mạc Hạ Vân đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Cô cũng phát hiện ra cơ thể mình rất yếu ớt, vốn dĩ còn đang muốn dùng linh lực để chữa trị cho bản thân. Thế nhưng vừa vận linh lực, cô phát hiện đan điền của mình hình như đã bị sức mạnh nào đó niêm phong lại. Không phải chỉ mỗi linh lực mà thần thức, sinh sôi không ngừng, tất cả đều không có cách nào điều động được. Ban đầu, Mạc Hạ Vân còn cho rằng là do cơ thể mình xảy ra vấn đề gì. Song đợi đến khi cô xem xét 4 phía kỹ càng thì mới phát hiện ra nơi này không bình thường. Không khí ở đây không hề có một chút linh lực nào, giống như là tuyệt linh cốc ở trong học viện thần y vậy, hoặc có thể nói giống nơi chỉ có người phàm cư trú hơn. Không có cách nào hấp thu và vận chuyển linh lực thì tất nhiên đan điền cũng sẽ bị đóng cửa. Rốt cuộc nơi này là nơi nào? Đang nghĩ vậy thì trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên âm thanh chiếp chiếp chiếp. Ngay sau đó một tiếng bịch vang lên, một chú chim nhỏ màu đỏ rơi xuống bả vai Mạc Hạ Vân, nó phát ra mấy tiếng kêu hoảng sợ. Tiểu Hồng Điểu không hề nói tiếng người, nhưng không biết có phải sau khi đã trải qua những chuyện đó, sự giao tiếp thần hồn giữa một người một chim tăng lên nhiều hay không. Mạc Hạ Vân cảm thấy hình như bản thân mình có thể nghe hiểu ý của nó. Mẹ ơi, dọa bản điểu ra sợ muốn chết. Sao không gian đột nhiên lại đóng kín vậy? Nhóc con, tại sao lúc ngươi niêm phong không gian lại không thông báo cho ta một tiếng hả? Suýt chút nữa là nó đã bị nhốt lại bên trong nơi không có một bóng người đó một khoảng thời gian thật lâu rồi. Nó không chịu nổi những ngày tháng cô đơn trống trải sau này ở đó đâu. Mạc Hạ Vân càng ngạc nhiên hơn, cô còn chưa đóng cửa không gian cơ mà. Nói thừa, cô đang dự định sau khi tỉnh lại sẽ xem xét tình huống xung quanh, rồi mới lấy mấy thứ cần thiết và quần áo từ trong không gian ra, sau đó mới đóng cửa không gian. Thế nhưng không ngờ, chưa đợi thần thức của cô ra lệnh thì không gian đã tự mình đóng lại rồi ư. Là do có liên quan đến việc nơi này không có tí linh lực nào sao? Nhìn thấy Tiểu Hồng Điểu vừa từ trên trời rơi xuống, Tiểu Nặc ngạc nhiên đến mức con ngươi suýt chút nữa là rơi ra ngoài. Cô bé nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp như thần tiên rồi lại nhìn Tiểu Hồng Điểu, đôi mắt to tròn chớp chớp, ánh mắt tràn ngập sự sùng bái và ngưỡng mộ. Tỷ tỷ không những xinh đẹp mà còn lợi hại quá,
chú chim tỷ ấy nuôi vừa đẹp đẽ vừa oai phong hơn nữa còn biết đột nhiên xuất hiện trong không trung nữa. Mạc Hạ Vân nhìn Tiểu Nặc, ngươi là ai? Nơi này là đâu? Tiểu Nặc trả lời, muội tên là Tiểu Nặc, A Đa nói tên muội có ý nghĩa là một lời hứa đáng giá nghìn vàng đó. Ở đây là Vô Danh Cốc, có rất ít người đến đây. Mạc Hạ Vân nhìn khắp bốn phía, không hề phát hiện bóng dáng của ai khác, thấy cô bé Tiểu Nặc tuy gầy gò ốm yếu nhưng đôi mắt lại trong veo như một ao nước sạch. Khi cô tỉnh lại còn đang cho cô uống nước, vẻ mặt vô thức cũng đã dịu đi rất nhiều, là ngươi cứu ta sao? Tiểu Nặc vội vã lắc đầu, không phải, không phải, muội. Muội và mẹ chỉ nhìn thấy tỷ và ca ca nổi lên từ dưới đầm lầy cho nên đã đưa hai người về nhà. Nhưng mà, ở nhà muội không có thuốc, thế nên muội và mẹ không chữa khỏi được vết thương trên người ca ca. Ca ca, Mạc Hạ Vân ngẩn người, quay đầu nhìn phía bên cạnh mình theo hướng chỉ của Tiểu Nặc. Trên chiếc giường không to lắm, bên cạnh cô vẫn còn một thiếu niên nữa đang nằm. Cơ thể thiếu niên bọc trong một chiếc áo choàng màu đỏ, nhưng hình như chiếc áo choàng này hơi lớn nên cơ thể gầy gò của người thiếu niên lọt thỏm trong chiếc áo choàng. Điều khiến Mạc Hạ Vân ngạc nhiên là trên mặt, trên cơ thể của người thiếu niên này đều là vết thương. Tuy rằng đa số vết thương đã đóng vảy xong cũng có mấy chỗ miệng vết thương không cách nào khép miệng lại được, ngược lại bây giờ còn đang nhiễm trùng, mưng mủ. Mạc Hạ Vân quan sát một lúc lâu cũng không nhận ra chàng thiếu niên này là ai, cô tin chắc và khẳng định rằng ở Đại Lục Cát Thiên cô chưa bao giờ quen biết người này. Tiểu Nặc nhón đôi chân nhỏ nhắn, sốt ruột nhìn người thiếu niên vẫn còn đang hôn mê, cố gắng kể lại, tỷ tỷ. Lúc muội nhìn thấy hai người, vị ca ca này bảo vệ tỷ kỹ càng lắm, khắp người huynh ấy đều là vết máu, dáng vẻ rất đáng thương. Tỷ tỷ, huynh ấy là đệ đệ của tỷ à? Mạc Hạ Vân cau mày, hiện tại em trai cô còn đang hôn mê nằm trong không gian, hơn nữa người này có phải là Tiểu Chiến hay không thì cô chỉ cần nhìn một cái là nhận ra ngay. Cô nhìn về phía Tiểu Hồng Điểu, Tiểu Hồng Điểu cũng lại gần xem xét, nó vừa kêu lên chiếp chiếp vừa lắc đầu, người này là ai thế? Trên người cậu ta cũng không có linh lực, cũng chẳng có luồng khí gì để nhận biết. Nhưng mà tại sao cậu ta lại cứu ngươi chứ? Lẽ nào cậu ta là đệ đệ, người thân, hoặc là vị hôn phu mà ngươi đã thất lạc nhiều năm à? Mạc Hạ Vân lừ mắt với Tiểu Hồng Điểu một cái, mặc kệ con chim ngu ngốc chốc chốc lại lên cơn động kinh này. Có điều, cho dù người thiếu niên này là ai đi chăng nữa, thì xem ra chuyện cậu ấy cứu cô là sự thật. Lúc này, hơi thở của cậu ấy rất yếu ớt, trên người còn có mấy vết thương vô cùng sâu đang mưng mủ. Ở một nơi không có linh lực này, nếu cứ tiếp tục như vậy thì việc người thiếu niên này chết là chuyện chắc chắn. Nghĩ đến đấy, Mạc Hạ Vân vận chuyển nội lực, điều hòa hơi thở một chút. Sau khi xác định là cảm giác yếu ớt của cơ thể mình đã dần dần biến mất thì cô mới chậm rãi đứng dậy. May là tuy không có linh lực nhưng ít nhất cô vẫn còn nội lực để tự bảo vệ chính mình. Tiểu Nặc như cái đuôi nhỏ cứ đi theo sau lưng Mạc Hạ Vân, ban đầu cô bé muốn khuyên cô nên nghỉ ngơi cho thật tốt. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ bước đi vững vàng của cô, lời khuyên đã ra đến đầu lưỡi lại được cô bé nuốt ngược vào trong. Tỷ tỷ lợi hại quá đi thôi, đã hôn mê 3 ngày rồi, vậy mà sau khi tỉnh dậy lại hồi phục nhanh như vậy. Mạc Hạ Vân bước ra khỏi phòng, cô phóng tầm mắt nhìn xung quanh, chẳng hề có lấy một khung cảnh quen thuộc. Ngay đằng trước là một vùng quê màu xanh biếc, phía xa xa còn có những dạng núi xanh trùng trùng điệp điệp. Đây là đâu? Mạc Hạ Vân lại hỏi một lần nữa. Nơi này là Vô Danh Cốc ạ. Tiểu Nặc cắn ngón tay rồi đáp lời. Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, cô bé vội vã nói, nơi này là ranh giới của Thành Thác Triệu. Thành Thác Triệu ư? Lần này đến lượt Tiểu Nặc trừng to mắt ngạc nhiên, tỷ tỷ, tỷ không biết Thành Thác Triệu à? Thế tỷ từ đâu tới vậy? Ở đại lục man hoang này, ai ai cũng biết đến Thành Thác Triệu đấy ạ. Cái gì? Chiếp chiếp chiếp. Câu trả lời của Tiểu Nặc khiến cho Vân Tuyết và Tiểu Hồng Điểu đều kinh hãi, thậm chí kêu lên thất thanh. Thậm chí Mạc Hạ Vân còn chưa từ bỏ ý định, hỏi lại một lần nữa, ngươi nói nơi này là đại lục man hoang sao? Đúng vậy. Tiểu Nặc chớp chớp đôi mắt to tròn, khó hiểu nhìn Mạc Hạ Vân. Có phải là tỷ tỷ bị ốm một trận nên hỏng não luôn rồi chăng? Cho dù là đứa trẻ 3 tuổi thì cũng không thể không biết đại lục man hoang được. Mạc Hạ Vân há hốc mồm khiếp sợ một hồi lâu rồi mới từ từ lấy lại tinh thần. Đại lục man hoang, đương nhiên cô biết đại lục man hoang. Quy tắc chung trong không gian minh quang có ghi chép lại, hàng tỷ tỷ năm về trước, đại lục man hoang đã tồn tại trong hư không hỗn độn. Thế nhưng sau này không biết vì nguyên nhân gì mà đại lục man hoang đã phân tách ra trở thành hai đại lục là Cát Thiên và Thiên Dực. Thiên Dực vi tôn, Cát Thiên lệ thuộc, do đó nên quan hệ giữa Thiên Dực và Cát Thiên mới chặt chẽ đến như vậy. Rất nhiều võ giả Cát Thiên sau khi thăng cấp lên phân thần kỳ xong cũng sẽ đi đến Thiên Dực. Không một ai biết vì sao đại lục man hoang lại phân tách ra,
hay thiên dực và các thiên đã được hình thành như thế nào? Tiểu Hồng Điểu ngạc nhiên kêu chiếp chiếp một hồi lâu rồi mới vỗ cánh phành phạch nói, lẽ nào là do không gian minh quang đã xé rách thời không, khiến cho chúng ta bị đưa về mấy vạn năm trước ư? Trời ạ, vậy chúng ta còn trở về được nữa không? Ở đây, đến cả linh lực còn chẳng có, chẳng lẽ chúng ta phải ở lại đại lục man hoang này làm người? Và chim nguyên thủy sao? Khóe miệng Mạc Hạ Vân giật giật, chỉ chốc lát cô đã bình tĩnh trở lại. Nếu đã đến rồi thì cứ yên ổn ở lại đây, cô đã đến mảnh đại lục này được, chứng tỏ là có cách đến được, vậy thì tất nhiên là sẽ có cách để trở về. Chuyện xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, có dầu dĩ thêm nữa thì cũng chẳng làm được gì. Mạc Hạ Vân bước ra khỏi phòng để đi hái thuốc. Không có linh lực nữa, nếu muốn chữa khỏi vết thương cho người thiếu niên thì chỉ có thể dùng cách thức nguyên thủy nhất. May mắn là thảm thực vật ở đây vô cùng phong phú, thảo dược cô muốn tìm gần như đều có cả. Mã kế, kiến mẫu trích, tỳ giới, những loại này có tác dụng tiêu viêm, kháng khuẩn, chữa lành vết thương. Tiểu Nặc chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn những động tác của Mạc Hạ Vân, sau đó dè dặt hỏi, tỷ tỷ, tỷ hái số cỏ này là bởi vì tỷ đói bụng sao? Nhưng mà những loại cỏ này rất đắng, rất khó ăn. Để muội dẫn tỷ đi hái một ít rau quả ngon. Tiểu Nặc còn chưa nói dứt lời, đột nhiên Mạc Hạ Vân nhét một thứ đã được gọt sạch vỏ vào trong miệng của Tiểu Nặc. Một vị ngọt thanh mát lan ra từ giữa môi và răng, Tiểu Nặc không nhịn được nhai nhai. Sau đó đôi mắt cô bé liền phát sáng. Ngon, ngon lắm, đồ tỷ tỷ đưa cho thật là ngon quá đi. Mạc Hạ Vân đưa nửa củ cải còn lại cho Tiểu Nặc. Cô nhìn dáng vẻ ăn ngấu ăn nghiến của cô nhóc, không nhịn được bật cười, lắc lắc đầu. Thảm thực vật ở đây đúng là rất phong phú, trong một mảnh đất không to lắm mà cô đã tìm được củ cải, cải thảo và khoai tây. Có lẽ người dân ở nơi này vẫn còn chưa biết rễ và thân của những loại thực vật này ăn được. Đang dự định đào hết số rau củ này mang về thì Mạc Hạ Vân đột nhiên ngừng lại, cô cúi đầu nhìn phía trước ngực mình. Nơi hạt giống màu xanh biếc đang đeo ở đó, sau khi Tiểu Nặc ăn hết củ cải thì hạt giống bỗng dưng ấm lên, còn tỏa ra một tia sáng nhàn nhạt chỉ có mình Mạc Hạ Vân nhìn thấy. Mạc Hạ Vân có thể cảm nhận được, lực Bồ Tát bên trong quả Bồ Tát đã tăng lên một chút. Tuy nhiên, một chút lực Bồ Tát này so với số lượng cần có để tu bổ thần hồn thì giống như muối bỏ bể vậy, thế nhưng Mạc Hạ Vân vẫn vô cùng mừng rỡ. Ngay cả thái độ của cô đối với Tiểu Nặc cũng ngày càng ôn hòa hơn. Chỉ trong chốc lát, thảo dược đã được nấu xong, Tiểu Nặc nhìn Mạc Hạ Vân đắp một đống thứ đen thùi lên miệng vết thương của ca ca kia, cả gương mặt nhỏ nhắn của cô bé đều nhăn hết cả lại. Tỷ tỷ bảo tỷ ấy làm vậy là đang chữa trị vết thương cho ca ca, nhưng mà lúc vô y chỗ cô bé chữa trị chưa bao giờ dùng cách như thế này. Hơn nữa, đống đen xì đó trông thật gớm ghiếc. Thế nhưng, đến ngày hôm sau thì Tiểu Nặc lại ngạc nhiên đến ngây người. Bởi vì sau khi được đắp thuốc một ngày, những vết thương vốn đã lở loét ra trên người ca ca bắt đầu từ từ liền lại. Chưa kể sau khi ca ca được uống nước thuốc đen xì kia, sắc mặt trắng bệch ban đầu cũng đã bắt đầu hồng hào trở lại. Lần này, ánh mắt Tiểu Nặc nhìn Mạc Hạ Vân càng thêm sùng bái với đôi mắt phát sáng lấp lánh, giống như cô là một vị thần không gì là không làm được vậy. Tỷ tỷ lợi hại quá, thật sự là còn lợi hại hơn cả Vu Y ở bộ lạc của cô bé nữa. Mạc Hạ Vân bưng bát thuốc đã được nấu xong đến, cô đỡ người thiếu niên vẫn còn hôn mê dậy, chậm rãi đổ nước thuốc vào trong miệng cậu. Mạc Hạ Vân vừa đốt thuốc, vừa quan sát người thiếu niên lạ lẫm này. Tuy rằng bây giờ trên cơ thể người thiếu niên khắp nơi đều là vết thương, thế nhưng những vùng da không bị thương thì lại rất mềm mại và trắng trẻo. Nhất là đôi tay của cậu thon dài, mảnh khảnh, xương ngón tay rõ ràng, nhìn dưới ánh đèn trông giống như một tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc từ bạch ngọc. Chắc có lẽ người thiếu niên này sống trong nhung lụa đã quen rồi, thậm chí Mạc Hạ Vân kiểm tra tỉ mỉ chiếc áo choàng đỏ rộng quá cỡ trên người cậu cũng không thể nhìn ra đây là chất liệu gì. Một người thiếu niên như vậy, tại sao lại cứu mình chứ? Tại sao lại xuất hiện bên cạnh mình nhỉ? Đang nghĩ đến đấy, Mạc Hạ Vân đột nhiên cảm thấy tay mình đau nhói, một luồng sức mạnh to lớn giống như muốn bóp nát xương cốt của cô truyền đến từ cổ tay. Mạc Hạ Vân cúi đầu thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm. Đôi mắt này cực kỳ xinh đẹp, con ngươi tựa viên đá vỏ chai, tròng trắng tròng đen rõ ràng. Có điều, nhìn vào đôi mắt cậu lại giống như nhìn thấy vực sâu không đáy, khiến cho người khác không rét mà run. Hơi thở rét lạnh tỏa ra từ trên người cậu thiếu niên làm cho nhiệt độ của căn phòng như đã giảm xuống vài độ. Tập 42 đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện đầy hấp dẫn này. Hy vọng những diễn biến kịch tính, những nhân vật thú vị đã mang lại cho mọi người những giây phút thú vị và cảm xúc. Đừng quên theo dõi tập tiếp theo, nơi mà chúng ta sẽ cùng khám phá những bí ẩn sâu thẳm hơn và những tình huống bất ngờ sẽ đến với Mạc Hạ Vân và những người xung quanh cô.
Hẹn gặp lại các bạn trong những tập tiếp theo. Còn giờ thì bye bye mọi người.